Chương 41. Diệp Ly trong lòng vừa sợ vừa giận, trước đây hắn từng giao thủ với Diệp Húc, lần nào cũng là Diệp Húc bị hắn đuổi giết, vội vàng chạy thoát thân. Lúc ấy Diệp Húc căn bản không dám cùng hắn chính diện giao phong, cái gọi là giao thủ chỉ là làm tán đi lực lượng của hắn, không tới mức bị hắn đánh chết mà thôi. Mà lúc này, Diệp Húc lại dám đánh tới trước mặt hắn, muốn chính diện giao phong với hắn, lấy cứng trọi cứng, loại này chính là một loại miệt thị chính mình. Không chỉ như thế, không ngờ hắn còn sử dụng tuyệt kỹ thành danh của mình là càn khôn thủ quả là không để hắn vào trong mắt miệt thị tới cực điểm nhưng khiến hắn cảm thấy càng thêm khuất nhục chính là đối mặt với nắm tay thật lớn của diệp húc đang bay tới hắn cảm giác được một cỗ khí thức tử vong hắn dám khẳng định nếu bị nắm tay này đập trúng đầu cho dù mình tu thành võ đạo cảnh giới cao nhất tiên thiên bá thể khí lực vô cùng dũng mãnh chỉ sợ cũng không thể chịu đựng được mà một quyền đập vỡ đầu cho dù trong lòng hắn vô cùng tức giận nhưng càng thêm khuất nhục hơn nữa chính là hắn không dám dùng càn khôn thủ để cứng rắn chống lại càn khôn thủ của diệp húc diệp húc đã đem loại võ học càn khôn thủ này phát huy tới cực hạn uy lực cũng phát huy tới cực hạn cho dù là từ tay hắn đánh ra cũng không thể ngăn được chiêu này hắn không thể không thừa nhận cảm giác này khiến hắn vô cùng khuất nhục bão sơn quyền diệp ly khí thế đột nhiên biến đổi thân hình đứng thẳng tắp tóc trắng xóa đồ sộ bất động làm cho người ta có cảm giác như một dãy núi lồng lộng lòng bàn tay vừa lật đón nhận nắm tay của diệp húc một tiếng ầm ầm phát ra mặt đất di chuyển do bị lực lượng phản chấn của hai người khi giao thủ với nhau mặt đất rách ra một vết thật sâu giống như vết thương lớn vậy một mã trường quản sự lộ ra vẻ kinh ngạc nói rằng đây là bão sơn quyền nghe nói là quyền pháp phòng ngự mạnh mẽ nhất của diệp phủ chúng ta nó giống như ôm ấp núi lớn lù lù bất động tuy nhiên loại quyền pháp này chỉ chú trọng phòng ngự phản kích cực yếu được xưng là lấy yếu thắng mạnh diệp ly tổng quản làm sao lại đánh ra loại quyền pháp bảo thủ này đó là bởi vì nếu dùng loại quyền pháp khác hắn không có nắm chắc tiếp được càn khôn thủ của thất gia người quản sự lớn tuổi trong mắt tinh quang trượt lóe không chút nháy mắt nhìn thẳng vào nắm tay của diệp húc tán thưởng không ngừng một quyền này của thất gia đã đem áo nghĩa của càn khôn thủ lĩnh ngộ tới cực điểm cho dù là trường chủ ra tay cũng không cao minh bằng mấy người khác đều gật đầu đồng ý thực lực của vu sĩ tất nhiên là vô cùng hùng mạnh nếu như sử dụng võ học thế tục tất nhiên có thể phát huy uy lực võ học tới mức cực hạn nhưng đối với lĩnh ngộ võ đạo còn phải xem tư chất của người. Diệp Húc đánh một quyền này, đã suy diễn càn khôn thủ tới cực hạn, đạt tới một độ cao mà người ta mong muốn. Đừng nói là Diệp Ly, cho dù là Mã Tam Bảo cũng không thể theo kịp. Một thiếu niên mới 13, 14 tuổi, không ngờ đã suy diễn một loại võ học tới trình độ này, không thể không làm cho người ta phải thán phục. Đại Thúc, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Quản sự quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Kiều Kiều đứng ở phía sau bọn họ khẩn trương siết chặt chéo áo, dương đôi mắt to nhìn bọn họ sợ hãi hỏi. Diệp Húc và Diệp Ly giao thủ, sử dụng võ học đã vượt quá nhận thức của nàng. Trong mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy Diệp Húc một quyền rồi một quyền đánh tới Diệp Ly, nhìn ra không ai chiếm được thượng phong. Ai có thể thắng được cuối cùng, còn rất khó nói được. Quản sự lớn tuổi trần trừ một chút nói ra cái nhìn bản thân. Tuy nhiên theo ý ta mà nói, Diệp Ly tổng quản tỷ lệ thắng vẫn cao hơn một chút. Diệp Ly dù sao tu vi thâm hậu, bước vào tiên thiên võ đạo hơn 30 năm, hơn nữa tu luyện ra tiên thiên đao cương, dùng quyền pháp lại là bão sơn quyền điển hình phòng thủ, tiêu hao nhỏ, mà thất ra dùng càn khôn thủ, tiêu hao chân khí cực kỳ nhiều. Hợp lại mà nói, phần thắng của Diệp Ly Tổng Quản sẽ cao hơn. Hắn nhìn ra trong mắt Tô Kiều Kiều lộ vẻ lo lắng, làm cho người ta không kìm nổi thương tiếc, vội vàng nói. Đương nhiên đây chỉ là lời nói của ta, Kiều Kiều, cô không cần phải lo lắng. Trường chủ trước khi đi đã dặn mấy lão già chúng ta bảo hộ cho cô, không cho cô chịu bất luận thương tổn gì cả có chúng ta bảo vệ cho cô diệp ly hẳn là không dám làm gì trong giọng nói của hắn còn có chút không xác định dù sao so sánh với bọn họ diệp ly quả thực quá hùng mạnh một bàn tay cũng có thể giết chết bọn họ tô kiều kiều lắc lắc đầu tiếp tục chăm chú nhìn vào giữa sân lo lắng trong mắt không giảm chút nào nàng căn bản không phải lo lắng cho an toàn của mình mà lo lắng cho an toàn của diệp húc nàng và diệp húc từ nhỏ lớn lên với nhau thanh mai trúc mã tình cảm của nàng với diệp húc đúng là đã sớm vượt qua cảm tình của tôi tới với chủ nhân. Trái tim nàng hoàn toàn để trên người đối phương, chỉ có điều chính mình không cảm thấy được mà thôi. Bên ngoài mã trường, ba con tuấn mã yên lặng đứng trên một chỗ cao. Ba kỵ sĩ trên lưng ngựa lặng lặng quan sát chiến đấu trong sân. Đột nhiên, một vu sĩ cười nói. Mã trường chủ, ngươi cảm thấy thất gia và diệp ly, người nào sẽ thắng? Mã tam bảo một bộ thanh sam, thản nhiên nói. Thất gia, một vu sĩ khác không kìm nổi mà phản bác không phải vậy chứ diệp ly tinh tu võ đạo tuy rằng không có trở thành vu sĩ nhưng thực lực vẫn là cực kỳ mạnh mẽ nhất là hắn tu luyện tới cảnh giới cương khí ngoại phóng ngưng tụ tiên thiên đao cương một đao chém xuống tiên thiên cao thủ cũng phải mất mạng thất ra tuy rằng thiên tư kinh người nhưng trước đó không lâu bị thương nặng tu vi mất hết chỉ sợ là không phải đối thủ của hắn nữa mã tam bảo thần sắc bình thản tiếp tục nói thất ra sẽ thắng hai người liếc nhau, không kìm nổi tiếng cười. Trường chủ thật có lòng tin, không bằng chúng ta đánh cuộc một phen thế nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta biết trường chủ được phủ chủ tán thưởng, ban cho vu pháp cao nhất của Diệp Gia, thanh giao cửu kích. Chúng ta đánh cuộc thức thứ nhất của thanh giao cửu kích với ngươi. Nếu trường chủ thua, chi bằng truyền thức thứ nhất của thanh giao cửu kích cho chúng ta. Nếu các ngươi thua, mã tam bảo dường như vui vẻ nói chúng ta liền đem tâm pháp sở học và vu pháp dốc túi bẩm báo. Ta cá. Mã Tam bảo nao nao, quyết định nói rất nhanh. Vu pháp cùng tâm pháp sở học của hai vu sĩ này, tuy rằng không thể bằng thanh giao cửu kích của hắn, nhưng dù sao cũng là công pháp tu luyện chỉ vu sĩ mới luyện được. Nếu có thể lĩnh ngộ được cái gì từ đó, cũng có ích cho việc nâng cao tiến cảnh và tu vi của hắn. Diệp Húc một quyền lại một quyền oanh phá về phía Diệp Ly. Mỗi một quyền của hắn có ngàn cân lực lượng, trầm trọng vô cùng mặt đất dưới chân hai người giống như bị một lực lượng lớn đánh vào vậy, xé rách như một tấm mạng nhện, trải rộng ra hoa văn ghê người. Dù vậy, Diệp Húc vẫn thủy chung không thể phá vỡ thế phòng ngự của Diệp Ly. Bão Sơn Quyền, loại võ học phòng ngự kỳ lạ này, đã được hắn tu luyện tới cắm rễ vào mặt đất, cảnh giới bất động như núi. Diệp Ly đứng đó, giống như một tòa núi cao vời vợi, không thể phá vỡ được. Tiểu tạp chủng, ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Diệp Ly nghe rằng cười độc ác, Diệp Húc xuất càn khôn thủ là loại võ học cực kỳ tiêu hao chân khí. Số lượng chân khí tiêu hao là cực kỳ kinh người, thế tất không thể kiên trì được lâu. Diệp Húc mỗi một quyền đều có ngàn cân lực, chấn làm cho song trưởng của hắn run lên, khiến hắn vẫn ở trong trạng thái phòng thủ, mất hết thể diện. Tuy nhiên loại khuất nhục này không coi là gì, chỉ cần Diệp Húc kiệt lực, đó là thời cơ hắn chảm Diệp Húc dưới đao cương của mình. Diệp Ly, trước khi chết ngươi còn nói nhiều lời vô ích vậy sao? Diệp Húc bất động thanh sắc, quyền pháp đột nhiên biến đổi, không hề là càn khôn thủ nữa, mà là một môn quyền pháp bén nhọn tới cực điểm. Xích sắt hàn thiết quay chung quanh nắm đấm của hắn, xoay tròn, rung động bong bong giống như một mũi khoan xoay tròn với tốc độ cực nhanh vậy. Nó mang theo thanh âm rít cao thẳng tới Diệp Ly mà đâm. Một quyền này giống như một thanh trường thương sắc bén vô cùng, tuy không có khí thế rộng lớn như của càn khôn thủ, thế nhưng lợi hại hơn nhiều ở sắc bén, hung hăng đâm vào bão sơn quyền của Diệp Ly. Nó mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, giống như khí thế xé rách núi lớn vậy. Diệp Ly chỉ cảm thấy hơn 10 cỗ lực lượng theo trưởng tay của hắn chảy vào kinh mạch, hướng theo các loại phương hướng khác nhau mà đi. Nó lập tức làm cho tiên thiên cương khí của hắn rối loạn, không khỏi kinh hô. Chu gia phá sơn quyền. Diệp húc một quyền này khí thế giống như phá núi mà đi vậy, lập tức lại một quyền đánh tới, khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Diệp Ly còn chưa kịp hóa giải lực lượng xâm lấn, vội vàng nhắc tay kia đón đỡ trưởng lực, lập tức hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bóng dáng hơi lay động. Diệp Húc quyền thứ nhất phá vỡ khí thế bất động như núi của hắn, quyền thứ hai phá vỡ căn cơ cắm rễ mặt đất của hắn. Hô! Xích sắt hàn thiết đột nhiên nổ tung, năm ngón tay của Diệp Húc mở ra, bàn tay trong suốt như ngọc, chỉ một thoáng liền bị mây tím che kín đi. Không khí giảm bớt, khoảng chân không lực màu tím trong nháy mắt được hình thành, chụp thẳng tới Diệp Ly. Một trường này hung hăng đánh thẳng vào mặt Diệp Ly, lực đạo thật lớn bùng nổ, đánh bay hắn, giống như đánh một con ruồi bọ vậy. Càn khôn thủ, Diệp Ly đang giữa không trung, trong miệng hộc ra ngụ máu, nửa khuôn mặt đã nát vụn đỏ lòm rồi, trong lòng vừa sợ vừa giận. Những người khác nhìn xem nghẹn học chân chối, hoàn toàn không dự đoán được biến cố này. Diệp Húc sở dĩ không tiếc tiêu hao chân khí, liên tiếp dùng càn khôn thủ tấn công Diệp Ly, chính là vì chuẩn bị giờ khắc này. Hắn khiến cho Diệp Ly phải mê muội, đột nhiên sử dụng phá sơn quyền, phá vỡ thế bất động như núi của hắn, rồi mới đánh tan Diệp Ly. Thậm chí một kích cuối cùng kinh người kia, hắn không ngờ lại dùng tuyệt học thành danh của diệp ly là càn khôn thủ bất kể trên phương diện thân thể hay linh hồn hắn đều muốn hung hăng làm nhục đối phương một phen đem tôn nghiêm của hắn dẫm nát dưới bàn chân mình quản sự lớn tuổi sau một lúc lâu mới phun ra được một ngụm chọc khí lẩm bẩm nói ta từng nghe trường chủ nói chu thế văn của chu gia chỉ có bề ngoài trung hậu thật ra tính tình giả dối như hồ ly phương thần của phương gia ngoại hình đẹp trai tâm sáng như ngọc lòng dạ thâm trầm hai người này đều là nhân tài hiếm thấy không ngờ thất gia không hề kém cỏi với hai người bọn họ, không hổ là thiên kiêu chi tử của Diệp gia ta, khó trách có thể sánh vai cùng hai người kia. Tô Kiều Kiều hưng phấn nắm chặt bàn tay nhỏ, hận không thể lớn tiếng hoan hô. Hai gã vu sĩ ở bên ngoài chuồng ngựa cũng há hốc mồm kinh ngạc, một lúc lâu chẳng nói ra lời. Phá Sơn Quyền không phải là võ học của Diệp gia, mà là tuyệt học do cường giả của Chu gia chuyên môn nhằm vào bão Sơn Quyền của Diệp gia sáng tạo ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halsey Audio tuy diệp ly đã nghe nói đến môn võ học kỳ lạ này nhưng hắn tuyệt đối không dự đoán được món võ này lại xuất hiện trên tay diệp húc lập tức ăn một cú thua đau nếu đối thủ của hắn là con cháu chu gia chắc chắn hắn sẽ không mất đề phòng như vậy hắn kiểu gì cũng không thể ngờ lúc trước diệp húc giao đánh với chu thế văn đã từng dùng môn võ phòng ngự bão sơn quyền lại bị chu thế văn dùng phá sơn quyền phá vỡ cũng bị thua thiệt quan hệ của hai người bọn họ không phải đối địch cũng không phải bằng hữu sau khi giao lưu võ học Diệp Húc cố tình lãnh giáo phá sơn quyền của Chu Thế Văn, tuy Chu Thế Văn chỉ giảng giải nguyên lý của phá sơn quyền, cũng không nói tỉ mỉ về công pháp, nhưng Diệp Húc lại dựa vào sự lĩnh ngộ kinh người của mình, suy diễn môn võ học này cũng được đến 7, 8 phần. Người Diệp Ly đang ở giữa không trung, chưa hạ xuống, lại thấy Diệp Húc đột nhiên bạo khởi, nhảy giữa không trung, bàn tay lớn màu tím chụp về phía hắn, không khỏi kinh hãi muốn chết. Phanh! Hắn vội vàng ngăn cản, xương cánh tay gần như bị Diệp Húc đánh gãy, Vừa mới rơi xuống đất, đón tiếp hắn lại là một nắm tay thật lớn bay tới. Bão Sơn Quyền của hắn hoàn toàn bị phá, bị thương minh chân khí xâm nhập ngang dọc khắp cơ thể, trong người hắn đột nhiên xuất hiện một tràng pháo dài, các huyệt đạo toàn thân phát ra tiếng lách cách, làm đảo lộn khí huyết hắn, cương khí cũng không thể tuần hoàn theo đường đi của Bão Sơn Quyền. Thế công của Diệp Húc như mưa rền gió dữ, chỉ cần chiếm được thượng phong sẽ không ngừng tấn công, kéo dài không dứt, chỉ khi nào đánh chết hoặc đánh cho đối phương tàn phế mới thôi. Điểm này Phương Hòa người đã chết rất có hiểu biết, mà giờ phút này, Diệp Ly rốt cục cũng cảm nhận được cảm giác bị tàn phá này. Mã Tam bảo nhìn đến đây, liếc mắt nhìn hai người bên cạnh một cái, thản nhiên nói, "Diệp Ly chết chắc rồi." Hai người hồn bay phách lạc, vẫn cố nói cứng, "Chưa chắc đã như vậy, hiện tại còn chưa phân thắng thua, cách sống chết còn xa lắm, Diệp Ly vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Hơn nữa, cho dù hắn đánh không lại thất gia, nhưng vẫn chạy trốn được. Nếu không, chúng ta lại đánh cuộc lần nữa." các người còn có thể lấy ra cái gì mã tam bảo khinh thường nói hai người ngơ ngác nhìn nhau về vu sĩ trừ tâm pháp tu luyện và vu pháp chỉ có thiên tài địa bảo và các loại vu bảo mới có thể làm bọn họ động tâm vàng bạc tầm thường không được bọn họ để vào mắt giữa sân trong miệng diệp ly không ngừng tràn ra máu tươi bay nhanh lui về sau diệp húc lúc này liên tục công kích sớm đánh tan ngạo khí của hắn đập tan dũng khí của hắn khiến lòng tin của hắn không cánh mà bay Giờ phút này, hắn đã không còn cảm giác ưu việt đứng từ trên cao nhìn xuống. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn, trốn thật xa khỏi tên sát thần này. Lực chân của hắn vẫn mạnh như trước, tuy chạy trốn chối chết, nhưng một bước hạ xuống của hắn vẫn khoảng 5-6 mét. Hai tên chăn ngựa không kịp tránh né, bị hắn đụng vào, lập tức tan xương nát thịt. Tuy hắn bị phá bão sơn quyền, nhưng thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng lắm, hắn vẫn bảo tồn lực chiến đấu cường đại. Diệp Húc theo sát phía sau hắn như bóng với hình, quát lớn, nắm tay đột nhiên trở nên tối đen như mực, dường như được đúc từ kim cương rắn chắc, giơ tay nhấc chân đều phát ra tiếng leng keng, đánh một kích về hướng hắn. Kim cương phục ma công, môn võ học này cũng được hắn tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, lúc trước hắn tu luyện môn võ học này đến đỉnh phong cũng chỉ có màu đồng thau, mà hiện giờ là tinh cương càng thêm cứng rắn. Một quyền này phối hợp với lực lượng tiên thiên của thân thể, khiến Diệp Ly cảm thấy đập vào mặt không phải chỉ là một quyền, mà là một tòa núi màu đen cực lớn, quyền trưởng tương giao, Diệp Ly chỉ cảm thấy nắm tay bộc phát ra một cỗ lực lớn, như kiểu chiến xa sắt thép nghiền áp. Đúng vậy, chính là nghiền áp, Diệp Húc muốn dùng lực lượng to lớn của thân thể Tiên Thiên để nghiền chết hắn. Tuy Diệp Húc tu luyện đến thương minh luyện thế quyết cửu trọng, nhưng luận tu vi, hắn còn lâu mới thâm hậu bằng Diệp Ly, đối mặt tiên thiên cương khí của Diệp Ly, thương minh chân khí của hắn chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng nếu luận lực lượng thân thể, Diệp Ly lại cách hắn cả vạn dặm. Ở ô ô đầu lĩnh, hắn có thể dễ dàng nhấc được tảng đá lớn cả ngàn cân, lên núi xuống núi, nhảy nhót như bay. Giờ phút này mỗi quyền mỗi cước của hắn đều có lực lượng hơn nghìn cân. Diệp Ly bị đánh cho cả người tê dần, xương cốt rời ra, lục phủ ngũ tạng hắn gần như đều bị đánh thành mảnh nhỏ, tròm dâu trắng vương đầy vết máu loang lổ, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đột nhiên hắn quát lớn một tiếng, đao cương phóng lên cao. Đạo đao cương này, hắn vận dụng cương khí toàn thân, có thể nói là vô địch ánh đao vô cùng chói mắt, khiến cho Thái Dương cũng mất đi hào quang. Sự chói mắt ấy khiến cho tất cả mọi người không kìm nổi phải nhắm mắt lại. Hắn đã liều mạng rồi. Nhưng đạo đao cương này không phải nhằm vào Diệp Húc, mà lại thẳng tiến tới chỗ Tô Kiều Kiều. Đao khí sắc bén chợt lóe qua, đã cắt ngang mười mấy tên mã nô thành hai đoạn, thậm chí trong đó còn có hai vị quản sự đã tiếp cận tiên thiên võ đạo. Khí thế của đao cương không hề giảm, bay thẳng đến đỉnh đầu Tô Kiều Kiều, đột nhiên dựng thẳng, đánh xuống đầu. Một đao này dài gần 5 thước, dài gần bằng chiều dài một chiếc xe ngựa, khí thế vô biên, sắc bén vô cùng. Trong nháy mắt khi Diệp Húc đi cứu viện, Diệp Ly cũng xoay người lao như bay về phía Diệp phủ, một đao này hắn phát ra khiến cho cương khí trong cơ thể gần như bị khô kiệt, thực lực căn bản không thể cùng Diệp Húc đối kháng được nữa. Tuy nhiên hắn nhằm vào Tô Kiều Kiều, mục đích chính là vây ngụy cứu Triệu, khiến cho Diệp Húc không rảnh mà đối phó với mình, chỉ cần có thể thoát khỏi Diệp Húc, trốn vào Diệp phủ. Dù Diệp Húc có gan lớn tay trời cũng không dám xông vào Diệp Phủ giết người. Hắn là tổng quản ngoại môn của Diệp Phủ, là nô tài dưới trướng của tổng quản nội phủ Diệp Tư Mẫn, chỉ cần trốn trong Diệp Phủ. Diệp Tư Mẫn chắc chắn sẽ không ngồi yên, đến lúc đó, Diệp Húc cho dù có chín cái mạng cũng đều bị Diệp Tư Mẫn diệt sạch. Trong giây lát, khi Diệp Ly đã chạy được hơn mấy chục thước, đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ sát khí lành lạnh từ sau lưng chuyển tới, khiến cho lông tóc hắn dựng đứng lên hắn vội vàng quay đầu lại, một dây xích sắt đen xì như con rắn lớn, bay thẳng tắp về phía hắn, rầm rầm rầm, trong phút chốc đâm vào giữa chán hắn, xuyên thủng đầu hắn. Diệp Thiếu bảo, ngươi không có sợi xích sắt này thì sao có thể ngăn cản tiên thiên đao cương của ta? Đây là ý nghĩ cuối cùng của Diệp Ly, sau đó hắn lập tức bị vô cùng vô tận hắc ám bao phủ. Trong xích sắt chứa lực lượng thật lớn, mang theo thi thể của hắn vẫn tiếp tục bay về phía trước. Vừa lúc gặp một con tuấn mã đang chấn kinh chạy qua, dây xích sắt xuyên thủng qua con tuấn mã lại bay tiếp hơn mười bước đinh một tiếng đâm vào trên vách tường con tuấn mã đó vẫn chưa chết bị đóng đinh trên tường hí lên không ngừng diệp húc che trước người tô kiều kiều hơn một nghìn con bướm tím bay lượn con này rơi xuống con kia lao lên về phía tiên thiên đao cương như con thiêu thân lao vào lửa chỉ nghe tiếng bạo vang không dứt lại không cách nào ngăn cản được một đao này tiên thiên đao cương tiếp tục đánh tới ép cho hắn gần như không thể thở dốc một đao toàn lực của Diệp Ly, uy lực thật sự khủng bố, lấy tu vi của hắn mà ngăn cản thì không có khả năng. Bão Sơn Quyền, thân hình Diệp Húc chấn động, ngưng tụ khí thế, tập trung không tản, bất động như sơn. Quyền pháp Diệp Ly tinh thông, hắn cũng đồng dạng tinh thông, thậm chí càng thêm xuất sắc. Cùng lúc đó, hai tay hắn biến thành màu đen, vận chuyển kim cương phục ma công, tay nâng lên chụp về phía đao cương. Bão Sơn Quyền, kim cương phục ma công, hai môn võ học phòng ngự rất mạnh được hắn dùng hỗn hợp, lại dùng tiên thiên thân thể của hắn lực phòng ngự của sự phòng ngự này trước nay chưa từng có đây là hắn muốn dùng sự phòng ngự cường đại của bản thân để cứng rắn chống lại tiên thiên đao cương tiên thiên đao cương đột nhiên rơi xuống nhập vào lòng bàn tay hắn ánh lửa văng ra tứ phía phát ra âm thanh ken két dường như tay của hắn không phải là máu thịt thân xác mà được đúc từ sắt thép mà ra kim cương phục ma công bị phá trước tiên mười ngón tay của hắn bị cương khí đâm nát máu tươi đầm đìa có thể nhìn thấy rõ xương cốt Diệp Húc Điên cuồng hét lên, tóc đen tung bay, từng sợi dựng đứng, sau đó trong thân thể hắn truyền đến tiếng lách cách bạo vang, Bão Sơn Quyền trong nháy mắt này cũng bị phá giải. Đao cương tiếp tục đâm xuống, nhập vào xương cổ tay của hắn, từng chút một đâm xuống phía dưới, dường như muốn cắt cánh tay hắn thành hai phần, sau đó thuận thế chẻ đôi người hắn từ đầu đến chân. Mặc dù Diệp Ly chết, nhưng đao cương của hắn vẫn còn, đây là một đao toàn lực của hắn trước khi chết, thậm chí càng nguy hiểm hơn lúc hắn còn sống. Muốn triệt để loại bỏ một đao này, chỉ có cách làm cho uy lực của đao này hoàn toàn phát huy tuy nhiên dựa vào tu vi hiện tại của diệp húc căn bản không thể ngăn cản uy năng của một đao này lực phòng ngự cường đại của tiên thiên thân thể cũng không được mã trường chủ phải ra tay sao ở bên ngoài mã tràng hai gã vu sĩ gắt gao nhìn thẳng vào đạo tiên thiên đao cương một trong hai người mở miệng nói nếu còn chưa ra tay chỉ sợ thất gia sẽ bị đánh chết ánh mắt mã tam bảo thâm thúy không nhìn về phía diệp húc mà nhìn về phía bên kia mã trường hạ giọng nói chờ một chút. Hai gã vu sĩ nhìn về phía ánh mắt của hắn, chỉ thấy một thanh niên áo bào trắng khoảng 30 tuổi đang đi bộ từng bước, về hướng mã trường, trên đỉnh đầu thanh sắc nguyên khí bắt đầu khởi động, như một đóa mây xanh nho nhỏ, đằng đằng sát khí, không kìm nổi hôi nhỏ. Diệp tư manh, thất ra thật là liên tiếp bất lợi, vừa giết xong Diệp ly, tiên thiên đao cương của hắn còn chưa chắc đối phó được, không ngờ Diệp tư manh cũng xuất hiện rồi. Diệp Tư Manh không ngu ngốc như Diệp Ly chỉ tu luyện đến tiên thiên, vu pháp của hắn lấy từ vu khố của diệp phủ là đại danh đỉnh đỉnh ưng xà song kích tề danh cùng với thanh giao cửu kích tuy thực lực của hắn chỉ là bồi nguyên nhị phẩm nhưng khi sử dụng ưng xà song kích thực lực không chút nào thua kém bồi nguyên tam phẩm thậm chí tứ phẩm đánh chết cường giả võ đạo như diệp ly rất dễ dàng hai gã vu sĩ nhìn nhau có ý lui bước thấp giọng nói hơn nữa hắn là người của nội phủ nếu hắn ra tay với thất gia chỉ sợ vu sĩ ngoại môn chúng ta không tiện ngăn trở hai người bọn họ đều xuất thân từ gia nô là vu sĩ thuộc ngoại môn diệp phủ tuy đã thoát khỏi nô tịch nhưng thân phận địa vị còn lâu mới bằng vu sĩ của nội phủ mã tam bảo cười lạnh một tiếng nơi này là mã trường cho dù phủ chủ tự mình đến cũng phải tuân theo quy củ của mã mỗ ta hai người bất đắc dĩ trong lòng thầm mắng một tiếng ngoan cố mã tam bảo có gan đắc tội nội phủ bọn họ cũng không có gan này ngay cả diệp ly bọn họ cũng không muốn đắc tội trong lòng hai người đã quyết định nếu Mã Tam Bảo phát sinh xung đột với Diệp Tư Manh, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay. Vì sao tiên thiên đao cương của Diệp Ly biến mất rồi? Một gã vu sĩ nhìn liếc qua Mã Tràng, thấp giọng kinh hô. Lúc trước lực chú ý của bọn họ tập trung trên người Diệp Tư Manh, không rảnh xem xét tình hình Diệp Húc, không ngờ tới vừa quay đầu lại, đã phát hiện đạo tiên thiên đao cương đánh xuống Diệp Húc tự nhiên đã biến mất, chỉ còn lại thiếu niên áo lam đứng đó. Bọn họ không thấy tình hình lúc đó, nhưng những người khác lại thấy rất rõ ràng một đám người đứng ngây ngốc tại chỗ thậm chí ngay cả phương phu nhân cũng nghẹn họng chân chối nhìn bộ dáng như gặp quỷ tình hình lúc đó quỷ dị vạn phần đạo tiên thiên đao cương đó vừa nhập vào trong hai tay diệp húc muốn cắt hắn thành hai phần tất cả mọi người đều không hề nghi ngờ cho rằng chắn chắn hắn phải chết tuy nhiên điều khiến mọi người không ngờ tới là hình dáng đao cương đó lại từ từ thu nhỏ lại trong thời gian hô hấp một cái liền biến mất như là bị hai tay diệp húc nuốt mất ăn sống nuốt tươi một đạo tiên thiên đao cương dài năm thước bọn họ chưa bao giờ thấy chưa bao giờ nghe đến tình huống như vậy nếu là đám người mã tam bảo nhìn thấy tình hình này tất nhiên sẽ biết không phải diệp hút nuốt đạo tiên thiên đao cương này mà là kéo đạo đao cương này vào trong cơ thể dùng chân khí của bản thân để chấn áp mặc dù tiên thiên đao cương vô cùng sắc bén nhưng đồng dạng cũng được hình thành từ cương khí chỉ là sắc bén quá mức mới bày ra uy lực không gì sánh nổi nhưng về bản chất vẫn là chân khí khi đạt tới cấp bậc tiên thiên bởi vậy Diệp Húc mới có thể phân giải đao đao cương này thành cương khí, kéo vào trong cơ thể. Thủ đoạn của thất gia thật phi thường. Trong mắt quản sự lớn tuổi lộ ra sự kính sợ, tán thưởng nói, những người khác cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, bây giờ Diệp Húc còn chưa đến Tiên Thiên cấp bậc, đã đem một cường giả nhiều năm ở cảnh giới Tiên Thiên, tu vi đạt tới cương khí ngoại phóng giết chết, thậm chí dễ dàng thôn phệ đao cương, thủ đoạn này vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ, làm cho bọn họ không ngừng kinh ngạc. Kỳ thật, Diệp Húc có nỗi khổ chỉ mình mình biết mặc dù tiên thiên đao cường bị hắn phân giải thành cương khí, và kéo vào chấn áp trong cơ thể, nhưng vẫn có uy lực rất mạnh, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngưng tụ thành hình, đâm phá thân thể hắn, xé hắn ra thành nhiều mảnh nhỏ. Hành động này của hắn cực kỳ mạo hiểm, tương đương, với trong cơ thể tồn tại một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng nếu không dùng thủ đoạn này, chỉ sợ hắn không thể tiếp được đạo tiên thiên đao cương. Sở dĩ hắn làm vậy còn có một nguyên nhân khác, đó là đạo đao cương này tập trung tất cả cương khí toàn thân của diệp ly ngoại trừ một bộ phận đã bị tiêu hao ít nhất cũng là một nửa tu vi của diệp ly nếu có thể luyện hóa đạo đao cương này thành tu vi của chính mình dựa vào cỗ cương khí này hắn sẽ dễ dàng đột phá cánh cửa thập trọng của thương minh luyện thế quyết bước vào cảnh giới tiên thiên đỡ đi hơn một tháng khổ luyện vất vả một tháng thời gian có vẻ không dài nhưng với đám thiên tài phương thần chu thế văn thì thời gian ngắn như vậy cũng đủ để vượt xa hắn nếu một tháng sau hắn mới có thể thành tiên thiên cấp bậc chỉ sợ tùy tiện một bàn tay của hai người kia đều có thể nghiền chết hắn sự tranh lệch to lớn giữa cảnh giới vu sĩ và võ đạo tiên thiên căn bản người thường không thể tưởng tượng ra được suy quần áo sau lưng hắn đột nhiên rách ra lộ ra một đạo đao ngân dài nửa thước loang lổ vết máu dường như từ trong cơ thể hắn có một lưỡi dao sắc bén cắt ra phía ngoài trong lòng diệp húc cả kinh một đạo đao cương này của diệp ly không ngờ lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều lại có xu thế thành hình. Hiện giờ, hắn đã kéo đao cương vào trong cơ thể để chấn áp, nếu bị đao cương chiếm thượng phong, thân thể hắn ngay lập tức chỉ sợ sẽ chia năm xe bảy. Hắn không dám cử động gì, chỉ có thể liều mạng vận chân khí, dẫn đao cương về hướng đan điền. Đan điền của hắn cực kỳ rộng lớn, lại có bạch ngọc lâu chấn áp, cho dù đao cương có hơn một nửa tu vi của Diệp Ly, cũng không thể chờ mình được bao nhiêu trong đan điền của hắn. Đừng động hắn, Tô Kiều Kiều thấy Diệp Húc vẫn không nhúc nhích, trong lòng lo lắng vạn phần, đang muốn tiến lên, quản sự lớn tuổi vội vàng ngăn nàng, gắt gao nhìn Diệp Húc, bộ dạng như gặp đại địch, vô cùng khẩn trương. Thiếu gia làm sao vậy? Tô Kiều Kiều không kìm nổi hỏi. Nghiên trường quản sự lắc lắc đầu, không trả lời, rút ra vỏ kiếm bên hông, chậm rãi đi về phía Diệp Húc. Vỏ kiếm vừa chạm đến quần áo của hắn, đột nhiên từ trong cơ thể hắn có một đạo đao mang rất nhỏ đâm ra, ba một tiếng, vỏ kiếm bị chấn thành vụn phấn, cánh tay quản sự lớn tuổi rung mạnh đau đớn kêu lên một tiếng lui về phía sau mấy bước nhìn lên tay chỉ thấy hồ khẩu của hắn không ngờ bị đánh mạnh mẽ máu tươi đầm đìa mọi người nhanh chóng lui lại cấm đứng gần hắn quản sự lớn tuổi vội lớn tiếng hét lên tuy hắn không nhìn ra diệp húc rốt cuộc đang làm gì nhưng cũng biết diệp húc chắc chắn đang gặp nguy cơ rất lớn người khác không thể giúp được hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn để thoát khỏi khốn cảnh đám chăn ngựa cuống quýt tản ra tránh diệp húc như tránh né ôn thần Quản sự lớn tuổi cũng là cao thủ võ đạo đã nửa chân bước vào Tiên Thiên cảnh giới, là nhân vật thứ nhất thứ hai ở Mã Tràng, vậy mà chỉ hơi đụng chạm chút đến Diệp Húc, hồ khẩu liền bị đánh cho vỡ toang, nếu đổi lại là bọn họ, chỉ sợ sớm đã bị đao khí chém giết. Qua một thời gian lâu sau, rốt cục Diệp Húc mở ra hai mắt, thở nhẹ ngụm khẩu khí, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Đạo đao cương này, rốt cục bị hắn thành công ép vào đan điền. Nếu là người khác, đừng nói bị Tiên Thiên đao cương xâm nhập đan điền, cho dù chỉ là dị trùng chân khí, nhẹ thì tu vi cũng bị hao tổn lớn, nặng thì chết bất đắc kỳ từ tại chỗ cũng có thể xảy ra. Đây bởi vì đan điền là nơi trọng yếu của người luyện võ, trọng yếu trong trọng yếu, nếu bị chân khí của người khác xâm nhập, chẳng những khó có thể thanh trừ, còn dễ lưu lại ám thương cho chính mình, nếu là tiên thiên đao cương, một đao liền phá vỡ đan điền, trọng thương không thể trị nổi. Nhưng hắn hoàn toàn không lo lắng chút nào. Trong đan điền của hắn, thương minh chân khí như mấy nghìn đóa mây tím bay phiêu đãng, giống như một biển mây màu tím. Phía trên biển mây, một tòa bạch ngọc lầu to lớn chấn áp thương minh chân khí, khí thế mạnh mẽ. Đạo tiên thiên đao cương kia vừa tiến vào đan điền, lập tức sinh long hoạt hổ, ngưng tụ thành hình, biến thành một thanh đại đao vô cùng lớn, tản mát ra từng trận hung uy, đao khí vô cùng lớn bổ về phía thương minh chân khí của hắn, như là muốn biến tất cả mây tím thành hư không. Đạo tiên thiên đao cương này ngưng tụ nửa đời công lực của Diệp Ly, vượt xa thương minh chân khí của Diệp Húc, nếu bị một đao này đánh tới, tu vi của hắn chắc chắn bị phế lần nữa. Tiên Thiên Đao Cương còn chưa tiếp cận biển mây, Bạch Ngọc Lâu đột nhiên chấn động, một làn sóng màu xanh hạ xuống, đao cương bị gợn sóng kia tấn công, lập tức tan rã, không cách nào ngưng tụ lần nữa, biến thành một đóa mây xanh to lớn vô cùng, lơ lửng cô linh ở bên ngoài biển mây màu tím. Đóa thương vân này thuần túy được tạo thành từ tiên thiên cương khí, so với biển mây của Diệp Húc còn lớn hơn mấy lần. Chỉ cần luyện hóa đóa thương vân này, ta chắc chắn có thể đột phá ranh giới thập trọng, đạt tới tiên thiên. Diệp Húc hoàn toàn yên tâm, lúc này đây hắn có thể nói là nhân họa đắc phúc, nửa đời công lực của Diệp Ly cường đại thế nào, chỉ cần luyện hóa hấp thu đám cương khí này, tu vi của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, liền vượt qua cánh cửa khó khăn nhất, đạt tới tiên thiên võ đạo. Hắn đi nhanh về phía thi thể Diệp Ly, đi đến đâu, đám chăn ngựa đều tản ra, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Diệp Ly là cường giả tiên thiên tu luyện đến mức cương khí phóng ra ngoài, cũng bị hắn cứng tay đánh chết giờ phút này trong lòng đám chăn ngựa diệp húc dĩ nhiên là cao thủ võ đạo thứ nhất của ngoại môn diệp phủ diệp húc giơ tay chộp lấy hàn thiết liên tay vừa xuất ra đột nhiên dừng lại chán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh một cỗ khí cơ đã lặng yên khóa chặt hắn lại cỗ khí cơ này sung mãn thô bạo hiếu sát vô cùng điên cuồng khí thế của diệp ly so với cỗ khí thế này quả thực chỉ là một đứa trẻ con vừa mới học đi diệp húc gian nan quay đầu chỉ thấy một thanh niên áo trắng bộ mặc âm trầm đi nhanh về phía hắn. Thập thất thúc. Diệp tư manh đi vào mã tràng, đẩy ra đám người, đi thẳng đến chỗ hắn. Sát khí đằng đằng, khí thế khóa vào Diệp Húc, trong mắt không còn ai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tư manh, chính là tên súc sinh này đã giết kiên nhi, mau giết hắn cho ta. Phương phu nhân nhìn thấy trượng phu, tinh thần rung lên, lớn tiếng quát. Diệp tư manh hừ lạnh một tiếng, thanh sắc nguyên khí trên đỉnh đầu lay động, chậm rãi hình thành một cái ưng chảo lởm chởm trên chảo xếp đầy những lân phiến kỳ quái một cỗ khí tức lợi hại minh mông phát ra đây là một cái ưng chảo cao chừng ba thước phía trên ưng chảo một mảnh lông vũ màu xanh nhanh chóng hình thành dần dần tạo thành một con ưng độc chảo không đầu khổng lồ ở cổ con ưng lớn này chậm rãi xuất hiện một cái đầu rắn từng phiến lân phiến màu ngọc bích trống rỗng sinh ra dần hình thành thân hình con rắn lớn vảy ngọc bích điều quỷ dị là con rắn lớn này có đầu không có đuôi dường như cùng với con chim ưng lớn màu xanh tạo thành một chỉnh thể. Mà phía sau con ưng lớn cũng không phải là đuôi, cánh, mà là một cái đuôi rắn thật dài. Quái vật này không biết là ưng hay là rắn, đầu đuôi dài đến 6 mét, đứng ở trên đỉnh đầu Diệp Tư Manh, cái đuôi buông xuống mặt đất vẫn dài hơn 3 thước. Đây là vu pháp của vu sĩ, ưng xà song kích. Gọi là ưng xà song kích, không phải nói đến hai loại động vật chim ưng và rắn, mà là một loại thượng cổ yêu thú gọi là ưng xà. Loài yêu thú này hung tàn hiếu sát, tuy không thần thông quảng đại như mãng cổ chu cáp nhưng hung ác hơn mãng cổ chu cáp gấp trăm lần đi đến đâu máu chảy thành sông tới đó môn vu pháp ưng xà song kích cũng coi như nổi danh lừng lẫy ở liễu châu thành có thể nói là vu pháp thượng thường vu sĩ của tam đại thế gia tu tập rất nhiều khí tức của diệp tư manh càng ngày càng mạnh gắt gao áp chế diệp húc tóc hắn không có gió cũng bay bay quần áo phấp phới diệp húc vẫn là lần đầu tiên thấy vu sĩ khủng bố như vậy chỉ dựa vào khí thế cũng có thể ép cho hắn không nhúc nhích thậm chí ngay cả thương minh chân khí cũng lùi về trong đan điền. Trước đây, Mã Tam bảo vì muốn thử xem thương thế của hắn đã hồi phục như cũ hay chưa, thi triển nguyên khí đại thủ tấn công hắn, nhưng lần đó Mã Tam bảo vận dụng không đến một phần nghìn lực lượng, hơn nữa trong lòng không có sát ý. Mà lúc này, Diệp Húc giết Diệp Kiên, vì vậy Diệp Tư Manh đã động sát tâm với hắn, muốn giết hắn càng nhanh càng tốt. Đây chính là cảnh giới áp chế. Diệp Húc từng nghe người già trong Diệp Phủ nhắc tới cảnh giới áp chế của Vu sĩ, tất cả vu pháp đều từ nguyên thần thôi động nguyên khí nguyên thần ký thác ở trong nguyên khí cảnh giới của vu sĩ càng cao nguyên thần càng mạnh cảnh giới áp chế lại càng cường đại chỉ cần tu vi cao thâm là có thể vững vàng ngăn chặn đối phương khiến cho thực lực đối phương giảm mạnh tình huống này cực kỳ rõ ràng khi vu sĩ đối mặt với cao thủ võ đạo cao thủ võ đại không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào chỉ có thể khoanh tay chịu chết hiện tại hắn đã biết được sự cường hãn của cảnh giới áp chế khiến hắn không có chút sức lực nào phản kháng Diệp Tư Manh từng bước đi tới chỗ hắn, mỗi bước chân hạ xuống, trầm trọng vô cùng. Mồ hôi lạnh trên trán Diệp Húc không ngừng rơi xuống, khoanh tay chịu chết không phải tác phong của hắn, mặc dù đối thủ là Vu Sĩ, hắn cũng muốn chống lại một phen. Trong yết hầu hắn phát ra tiếng giống như dã thú, ra sức thôi động chân khí đang bị gắt gao áp chế. Trong đan điền hắn, bạch ngọc lâu hơi chút chấn động, từ từ chuyển động, đem thương minh chân khí lưu chuyển, khiến áp lực của hắn giảm bớt vài phần. Tòa ngọc lâu thần bí này rốt cục cũng bị hắn thôi động, Diệp Húc không kịp vui mừng, tiếp tục tăng thêm lực thôi động, tốc độ Bạch Ngọc Lâu xoay tròn dần nhanh hơn, gió cuốn mây bay, từng đạo thương minh chân khí bị đẩy ra ngoài đan điền, rót vào bên trong kinh mạch đang khô cạn. Đột nhiên ưng xả trên đỉnh đầu Diệp Tư Manh phát ra tiếng kêu bạo ngược, đánh về phía hắn, một cái ưng chảo bao phủ cả người hắn, chụp xuống phía dưới. Diệp Tư Manh rốt cục ra tay với hắn. Tinh thần Diệp Húc rung lên, trong cơ thể lại sung mãn lực lượng minh mông, rút ra hàn thiết liên, thân ảnh vừa động, giống như con rơi lớn bay ra lên ngoài mấy trượng chỉ nghe ầm ầm một tiếng ưng chảo kia dừng ở trên đất trống đào ra trên mặt đất một hố lớn hàn thiết liên của diệp húc rung lên khóa chặt ưng chảo lại lực lượng con ưng xà này chất chứa đạt tới mức người thường không thể tưởng tượng nổi nhẹ nhàng chấn vỡ hàn thiết liên sợi dây xích sắt này có thể chống đỡ được đao cương của diệp ly nhưng trước mặt vu pháp không ngừ chỉ bình thường như đậu hũ một kích liền vỡ trong lòng diệp húc trầm xuống tranh lệch giữa hắn và diệp tư manh quá lớn lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng thực lực của vu sĩ mạnh như vậy bất luận cao thủ võ đạo nào cũng không thể đỡ nổi một kích khó trách vu hoang thế gia cấp quyền lực lớn cho vu sĩ nếu có nô tài trở thành vu sĩ liền lập tức cho bọn họ thoát khỏi nô tịch đảm nhiệm trọng trách trong mắt diệp tư manh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hắn cho rằng dù diệp húc tu luyện võ đạo đến cảnh giới tiên thiên bát thể cũng tuyệt đối không tiếp được một chiêu của mình không nghĩ tới diệp húc không chỉ không bị khí thế của hắn chấn áp tránh thoát một kích của hắn thậm chí còn ra tay phản kích điều này quả thực vượt khỏi sự hiểu biết căn bản của hắn hắn bước nhanh lên phía trước ưng xà trên đỉnh đầu do nguyên khí hình thành mở ra cái mồm lớn như là có thể nuốt được một người trưởng thành đột nhiên ngoạm xuống phía diệp húc tuy diệp húc khiến hắn ngạc nhiên nhưng điều này căn bản không thể ngăn cản sát tâm của hắn đối với diệp húc đột nhiên một cái chảo lớn màu xanh xuất hiện từ một phía khác nắm lấy đầu ưng xà dùng sức xiết chắn đầu rắn bị xiết cho dập nát nguyên khí tán ra bốn phía phát ra mênh mông tiếng nổ ép cho mọi người ngã trái ngã phải sóng khí thậm chí đẩy bay cả Diệp Húc. Mã Tam bảo, ngươi dám cản ta. Diệp Tư Manh đột nhiên quay đầu lại, lửa giận hừng hực trong mắt. Mã Tam bảo đứng cách đó không xa, một con dao long màu xanh xuất hiện từ trong đan điền của hắn, vây quanh thân hình hắn mấy vòng, giữ tận hung ác, đầu rồng dương lên, nhìn thẳng Diệp Tư Manh. Vừa rồi đúng là nguyên khí dao long này rơi chảo ra, bóp nát đầu con ưng xà. Tư Manh lão ra, nơi đây là mã trường, bất kể người nào tiến vào đều phải tuân thủ quy củ của mã mỗ, ngươi cũng không thể có ngoại lệ. Mã Tam bảo thần sắc thản nhiên, hạ giọng nói. Diệp Tư Manh nhìn chằm chằm vào nguyên khí giao long của Mã Tam bảo, tuy ưng xà song kích tề danh cùng thanh giao cửu kích, uy lực không phân cao thấp, nhưng uy lực thực tế của ưng xà, song kích còn lâu mới bị được với thanh giao cửu kích của Mã Tam bảo. Nguyên nhân là do khi tu luyện vu pháp, Diệp Tư Manh chỉ cầu nhanh, cầu nhiều, tu vi nguyên khí chưa thâm hậu đã hoàn toàn diễn hóa ra ưng xà, nhìn có vẻ uy mãnh nhưng uy lực thực tế lại không cường đại như thế. Mã Tam Bảo lại tuần tự theo các bước, tuy chưa hoàn toàn diễn hóa thanh giao nhưng uy lực lớn gấp mấy lần ưng xà của hắn. Huống chi tu vi của Mã Tam Bảo cũng tinh thâm hơn hắn nhiều, bây giờ đã là vu sĩ bồi nguyên tứ phẩm, giữa hai người có tranh lệch rất lớn. Cẩu nô tài, ngươi còn chưa tránh ra? Hay là ngươi muốn tạo phản? Phương phu nhân lao ra từ trong đám người, hung tợn nói với Mã Tam Bảo. Một tên nô tài không ngờ cũng dám ra tay với chủ tử, còn không mau quỷ xuống cúi đầu nhận sai sắc mặt mã tam bảo trầm xuống, ánh mắt dừng lại trên người phương phu nhân, như đang nhìn một người đàn bà ngang ngược, trong mắt hiện lên một đạo sát khí, hư lạnh. Muốn mã mỗ dập đầu nhận sai, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta 24 tuổi đã là tiên thiên võ đạo, trở thành vu sĩ được phủ chủ coi trọng, cho phép mã mỗ thoát khỏi nô tịch. Phương phu nhân mở mồm là một tên nô tài, vậy đặt phủ chủ ở chỗ nào? Tiện nô. Phương phu nhân còn muốn mắng tiếp, Diệp Tư Manh đã giữ chặt tay nàng, xoay người đi, cười lạnh không cần nói lời vô nghĩa với hắn, tên tiểu súc sinh Diệp Húc này giết Kiên Nhi, phạm vào gia pháp, việc này tự nhiên có nội phủ xử trí. Mã Tam bảo, ngươi cứ cẩn thận. Hai người đi ra khỏi mã tràng, Phương Phu nhân bỏ tay hắn ra, cả giận nói: Diệp Tư Manh, ngươi dễ dàng buông tha cho hắn như vậy? Mối thù giết con, ngươi có báo hay không? Thù giết con, đương nhiên phải báo. sắc mặt Diệp Tư Manh âm lãnh, quay đầu nhìn Mã Tràng một cái, nghiến răng nghiến lợi nói nhưng tu vi mã tam bảo cao hơn ta, hơn nữa phủ chủ cũng coi trọng hắn. Ở trong phủ, địa vị của ta không cao, lại thêm mã tam bảo xen vào, ta căn bản không làm gì được Diệp Húc. Chi bằng, dùng sức bên ngoài tới giúp mới có thể giải quyết được tên tiểu súc sinh này. Ánh mắt phương phu nhân lóe ra, nàng nghĩ đến nhà đẻ của mình, một nhà vu hoang thế ra lánh đời ở Liễu Châu, phương gia. Nghe nói tên súc sinh Diệp Húc đã giết phương đồng, con trai của tứ ca Trung Sơn, hận không thể lột ra tên tiểu tử này, không bằng đi tìm hắn, thù mới hận cũ, để Trung Sơn ra tay loại bỏ tên súc sinh này. Diệp Tư Manh lại nghĩ đến nội phủ Diệp ra. Ở Diệp Phủ không chỉ có một mình ta muốn tên súc sinh này chết đi. Nhị ca Tư Mẫn là tổng quản nội phủ, phụ trách quản lý tất cả vụ việc trong nội phủ, quyền lực chỉ kém phủ chủ. Diệp Húc giết tên nô tài dưới tay hắn Diệp Ly, không khác nào tát hắn một phát. Hơn nữa trong đám con cháu tôn thất nội phu, trừ Diệp Húc, chỉ còn con hắn Diệp Phong có hy vọng trở thành ứng cử viên đảm nhiệm phủ chủ. Nhị ca ước gì có thể giết đi tên súc sinh này. Giữa mã chàng, Mã Tam Bảo quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, lộ ra thần sắc tán thưởng. "Thật ra, tu vi của ngươi tiến bộ quả thật là thần tốc, thậm chí ngay cả Diệp Ly cũng chết trong tay ngươi, xem ra lễ săn thú ngươi có thu hoạch không nhỏ rồi." Diệp Húc cười khổ, đích xác hắn đạt được đủ loại ưu đãi trong lễ săn thú, tuy nhiên cũng vì thế mà đắc tội không ít người, hiện giờ kẻ thù của hắn trải rộng khắp Liễu Châu thậm chí số người trong diệp phủ muốn giết hắn cũng chẳng ít. Hiện giờ hắn nhìn khắp nơi đều thấy địch nhân, người thật sự tốt với hắn chỉ ít ỏi vài người. Mã Tam Bảo dường như cũng nhìn ra suy nghĩ của hắn, nói, thật ra không cần lo lắng, phủ chủ sẽ áp chế vụ diệp kiên, mặc dù nội phủ sẽ xử trí ngươi nhưng cũng sẽ không quá nặng. Diệp húc thở vào một cái, suy nghĩ của Mã Tam Bảo và phủ chủ không xa nhau lắm, hắn nói như vậy khẳng định là đại biểu ý kiến của Diệp Tư Đạo. Nhưng Minh Thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng mấy hôm nay thất gia cần cẩn thận chút tốt nhất là không nên ra ngoài mã tam bảo lại dặn dò thêm đám người tản đi mã chàng lại khôi phục sự yên tĩnh diệp hút ngót tay gọi kiều kiều ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch môn của nàng tô kiều kiều chớp chớp mắt không thấy rõ ràng chỉ cảm thấy từ ngón tay hắn có một cỗ chân khí cuồn cuộn dũng mãnh chảy vào trong cơ thể mình chạy dọc theo kinh mạch bốn phía chỉ trong vài lần hô hấp đã chạy vòng quanh kinh mạch toàn thân nàng một vòng cái cảm giác này vừa tê vừa ngứa lại hơi thoải mái, như bị tay hắn sờ mó toàn thân trên dưới một lần, không khỏi khiến nàng xấu hổ đỏ bừng mặt. Diệp Húc khẽ nhíu màu, chân khí của hắn đi một vòng quanh kinh mạch của Kiều Kiều, cũng không phát hiện thể chất Kiều Kiều có điểm lạ nào, trầm ngâm một chút, thương minh chân khí của hắn lập tức tụ lại thành một đoàn, đem theo một tia ý thức, chậm rãi tiến vào bên trong đan điền của nàng. Hành động này cực kỳ nguy hiểm, rất dễ phát sinh xung đột với huyền minh chân khí của Kiều Kiều hơi có chút vô ý sẽ phế bỏ tu vi của nàng khiến nàng bị trong thương do vậy diệp húc rất cẩn thận không dám đi nhầm một bước không ngờ thương minh chân khí vừa đi vào đan điền kiều kiều diệp húc không gặp bất kỳ sự kháng cự nào hiển nhiên cô gái này hoàn toàn không hề phòng bị hắn một lòng tin tưởng hắn chân khí và ý thức của hắn tiến vào đan điền kiều kiều lập tức phát hiện đan điền của nàng khác người thường một trời một vực đan điền người thường vốn chống không chỉ có chân khí do chính mình tu luyện mà đan điền của Kiều Kiều lại chứa một quả cầu nước rất lớn màu lam, lơ lửng trong không trung, che khuất cả nửa bầu trời. Quả cầu nước này từ từ chuyển động, có vẻ rất nặng, mà huyền minh chân khí của nàng thì hội tự lại thành một con sông tinh tế, ước chừng có khoảng hơn 20 nhánh, theo quả cầu nước chảy tới chảy lui, như ngân hà đổi chiều, vô cùng rực rỡ. Nhưng so với quả cầu nước này, thương minh chân khí của nàng có vẻ quá bé nhỏ, từ xa nhìn lại, giống như một sợi dây nhỏ màu ngọc bích được buộc phía trên quả cầu nước. Diệp Húc nhìn quả cầu nước này, trong lòng hoảng sợ. Từ quả cầu nước này phát ra một cỗ hơi thở trí âm trí nhu, mênh mông bất tận, không ngừng sinh ra huyền minh chân khí, khó trách tu vi kiều kiều tăng trưởng nhanh như vậy. Chẳng lẽ thể chất kiều kiều là thủy đức cộng công thể chất? Tổng cộng thể chất đặc thù bao gồm 5 loại, hòa đức trúc dung thân thể, thủy đức cộng công thân thể, kim đức thiếu hạo thân thể, thổ đức hậu thổ thân thể, mục đức cú mang thân thể. 5 loại thể chất này, chỉ cần tu luyện tâm pháp tương ứng, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh tốc độ người thường khó có thể tưởng tượng được rất nhanh tiến vào tiên thiên trở thành vu sĩ về thể chất đặc thù có rất nhiều truyền thuyết ngay cả diệp tư đạo cũng chưa từng gặp qua càng không phải nói đến diệp húc cụ thể thủy đức cộng công thân thể hình dáng thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm tuy nhiên cho dù kiều kiều không phải là thủy đức cộng công thân thể quả cầu nước trong đan điền nàng cũng đủ để cho nàng tu luyện tốc độ nhanh kinh người một đường tiến thẳng vào cửa tiên thiên so sánh giữa người với người thật khiến người ta tức chết trong lòng Diệp Húc vẫn nộ nói, hắn cần cù khổ luyện, muốn đột phá một cảnh giới đều khiến hắn bỏ ra cố gắng gấp 10 lần, mà đây đã là thiên tài so với người thường. Nhưng với Kiều Kiều, cánh cửa hạn chế đột phá cảnh giới này gần như không tồn tại, quả cầu nước kia sẽ không ngừng cung cấp huyền minh chân khí cho nàng, đánh tan tất cả các trạm kiểm soát. Kiều Kiều có thể chất như vậy, không biết là phúc hay họa. Trong lòng Diệp Húc trầm ngâm, đem chuyện này áp dưới đáy lòng, không hề nói cho ai biết. Ảnh hưởng của thể chất đặc thù rất lớn. Thiên tài như hắn lọt vào thù hận giết người nhiều như vậy, nếu chuyện đặc thù thể chất của Kiều Kiều bị truyền ra ngoài, chỉ sợ Diệp phủ cũng không bảo vệ cho nàng được. Giải quyết xong vấn đề này, Diệp Húc lập tức thôi động chân khí, vận chuyển thương minh luyện thể quyết, muốn phân giải Tiên Thiên Đao Cương của Diệp Ly. Tiên Thiên Đao Cương của Diệp Ly đã hoàn toàn bị bạch ngọc lâu nghiền nát, biến thành một đóa thương vân cực lớn, chẳng có uy hiếp gì nhiều tới hắn. Dù vậy luyện hóa đóa thương vân này vẫn tiêu phí thời gian 2 ngày của hắn. Dù vậy hắn luyện hóa đóa thương vân này vẫn mất thời gian 2 ngày. Đóa thương vân này ẩn chứa nửa đời công lực của Diệp Ly, khiến tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày, trong đan điền hắn tử vân, từ hơn 3000 đóa đã tăng mạnh đến 9999 đóa. Con số này đã là cực hạn khả năng đan điền có thể chứa được, cho dù tiếp tục tu luyện cũng sẽ không thể gia tăng nữa. Diệp Húc luyện hóa hơn một nửa tiên thiên đao cương còn lại, lại mượn áp lực của tiên thiên cương khí, mạnh mẽ dung hợp với tử vân. Dưới áp lực lớn như vậy, từng đóa tử vân bị ép đến cực hạn, lần lượt vỡ ra, thôn vệ lẫn nhau, từ gần một vạn đóa trở thành một đóa. Một tia cương khí từ từ sinh ra, phát ra lực lượng sung mãn mênh mông vô tận. Cùng lúc đó, thương minh luyện thế quyết của hắn tự động vận chuyển đến tầng thứ 10 của tâm pháp, càng ngày càng có nhiều cương khí được sinh ra, nhuộm đóa tử vân thành màu đen. Cương khí của hắn không tự giác phát ra bên ngoài cơ thể, từng đạo cương khí màu đen xoay tròn quanh toàn thân hắn, tảng đá bản phía dưới chân hắn đều dần bị nứt vỡ thanh thế so với trước đây càng khiến người ta sợ hãi. Diệp Húc há mồm một phát, từ trong miệng hắn bắn ra một đạo đao cương, đánh vào vách tường cao hơn mấy thước, đào khoét một cái động lên trên mặt tường. Đạo đao cương này là Tiên Thiên Cương Khí còn sót lại của Diệp Ly, hiện giờ hắn đã tiến nhập vào Tiên Thiên Võ Đạo, cương khí của bản thân có chất lượng tốt hơn của Diệp Ly không chỉ một bậc, cương khí của Diệp Ly dĩ nhiên vô dụng với hắn, bởi vậy bị hắn bức ra ngoài cơ thể. Tiên Thiên Cương Khí màu đen hóa thành một tia dòng chảy nhỏ bé nhất, chậm rãi dung nhập vào bên trong huyết dịch. Cơ thịt, kinh mạch, huyết quản, thậm chí ngấm vào cả da tóc, từ từ cải tạo thân thể hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, lực lượng của mình đang tăng trưởng ở một mức độ kinh khủng, thậm chí còn khủng bố hơn hồi tu luyện ô đầu lĩnh. Giờ phút này, lực lượng trong cơ thể hắn sung mãn khó có thể tưởng tượng được, thân mình vừa khẽ động, xương cốt phát ra tiếng lách cách bạo vang, gần cốt khẽ nhúc nhích liền phát ra tiếng băng băng, như khai cung xạ tiễn, cân cốt tề minh Đột nhiên, Diệp Húc hít một hơi thật dài, vận chuyển cương khí, lồng ngực nhanh chóng nở ra, như quả khí cầu bành trường, thân thể hắn đột nhiên cao lên, trong khoảnh khắc đã tăng lên một thước, mà toàn thân hắn lại cấp tốc khô quắt lại, càng ngày càng gầy, xương bọc ra, như một cây gậy trúc khoác lên bộ quần áo. Cơ thể hắn bị ép lại kinh khủng, mặc dù thân thể trở nên vừa khô vừa gầy, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay hắn, nhưng Diệp Húc lại cảm giác được lực lượng của mình lại lớn hơn mấy lần. Đông, một quyền của Diệp Húc đánh vào không trung, lập tức tạo thành một cỗ cùng phong, sáu cánh cửa sổ trong phòng đều bị kình phong đập vỡ, âm thanh vang lên như một cái trống lớn làm từ da trâu. Diệp Húc bị một quyền của chính mình làm cho hoảng sợ, hắn cũng không đoán được quyền phong của mình không ngờ lại mạnh đến mức này. Hiện giờ ta chỉ dựa vào lực lượng thân thể, là đã có thể mạnh mẽ chống lại tiên thiên đao cương của Diệp Ly. Một quyền này hắn vẫn chưa xuất toàn lực đã mạnh mẽ như vậy, ngoại trừ tiên thiên cương khí của hắn rất có chất lượng còn có một nguyên nhân khác đó là do hắn đã tu luyện thân thể đến mức tiên thiên thương minh luyện thể quyết có tổng cộng thập tam trọng tâm pháp đệ thập nhất trọng tâm pháp tập trung vào ôn dưỡng cương khí biến cương khí trở nên càng cường đại đệ thập nhị trọng tâm pháp là bắn cương khí ra ngoài rèn luyện đao cương đệ thập tam trọng tâm pháp là rèn luyện thân thể luyện thành tiên thiên thân thể ngưng tụ tiên thiên bá thể hiện tại hắn vừa mới tu luyện ra cương khí tu vi còn chưa thâm hậu cách cảnh giới ngưng khí thành đao, tiên thiên đao cương một quãng nhất định. Nếu cương khí của hắn có thể mạnh mẽ hơn một tầng nữa, đạt tới cảnh giới cương khí ngoại phóng, như vậy hắn có thể trực tiếp bước vào cảnh giới tối cao của võ đạo, tiên thiên bá thể. Thương minh bá thể của Diệp Gia, hậu thổ bá thể của Chu Gia và cương dương bá thể của Phương Gia được xưng là ba loại thần công bá thể, vô cùng mạnh mẽ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn tán đi cương khí màu đen, thể trạng nhanh chóng phục hồi như cũ lại biến về bộ dạng vốn có diệp húc thở dài một tiếng ngơ ngác nhìn hai tay mình sự vui mừng lộ ra trong mắt tiên thiên rốt cục ta đã bước vào tiên thiên võ đạo trước đây khi ở cảnh giới này hắn đã bị đánh thành phế nhân bây giờ lại trở về tiên thiên tâm tình có chút phức tạp có một chút ảo giác như một người sống qua hai đời hắn tĩnh hạ tâm thần tiếp tục cần tu khổ luyện đánh sâu vào cảnh giới cương khí ngoại phóng chỉ cần đánh sâu vào cảnh giới cương khí ngoại phóng hắn liền có thể lập tức tu hành thương minh bá thể bước vào cảnh giới võ đạo cao nhất hơn nữa theo từng bước tu luyện hắn còn phát hiện ra thương minh luyện thể quyết chắc chắn không chỉ có thập tam trọng cảnh giới chắc hẳn vẫn còn tâm pháp phía sau có thể suy diễn võ đạo đến một trình độ rất cao phát hiện này không phải là nhỏ tiên thiên bá thể là cảnh giới võ đạo cao nhất đây là kiến thức phổ thông mọi người đều biết trong trăm ngàn năm qua nếu thương minh luyện thể quyết thật sự còn có tâm pháp phía sau đây là chuyện sẽ phá vỡ hoàn toàn kiến thức phổ thông đó cảnh giới cao nhất của võ đạo rốt cuộc là có dáng vẻ như thế nào có phải là không cần kết nối với thiên đạo đạt được sự tán thành của thiên đạo liền có thể dùng võ nhập vu diệp húc trong lòng sung sướng chờ mong tuy nhiên hắn lại ngừng việc tu luyện tầng tâm pháp đệ thập nhất trọng của thương minh luyện thể quyết khiến hắn có cảm giác không tự nhiên tu vi càng thâm hậu diệp húc càng cảm giác được tâm pháp đệ thập nhất trọng không thể thôi động tất cả cương khí tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm hơn nữa lại hạn chế phát huy thực lực của hắn chuyện này giống như hai tay rõ ràng có lực lượng cả trăm cân, nhưng lại chỉ có thể nhấc được vật nặng 30 cân. Hắn đã sửa đổi thành thương minh luyện thể quyết kiểu mới, dĩ nhân không thể thôi động được tất cả cương khí, khiến thực lực của hắn gặp rất nhiều hạn chế. Muốn giải quyết khiếm khuyết của thương minh luyện thể quyết, chỉ có thể đi vu khố tìm bản thương minh luyện thể quyết hoàn chỉnh. Diệp Húc trầm tư một lát, đi tìm Mã Tam Bảo, chỉ thấy người vu sĩ trẻ tuổi này đang phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, đỉnh đầu hắn như xuất hiện một dòng lốc xoáy nhỏ, hút nguyên khí bốn phía vào trong cơ thể. Thật ra, có chuyện gì vậy? Mã Tam Bảo mở mắt, cẩn thận đánh giá hắn vài lần, lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đã nhận ra hắn đã bước vào cảnh giới tiên thiên võ đạo. Diệp Húc khiến hắn khiếp sợ thật lớn, Mã Tam Bảo có chút cảm giác rằng mình đã chết lặng. Trường chủ, người kiến thức rộng rãi, cũng biết trong vu khố của Diệp Phủ ta có bản hoàn chỉnh thương minh luyện thể quyết không? Người chắc chắn ngươi nói là vu khố mà không phải vũ khố. Mã Tam Bảo mặt nhăn mày nhíu, suy tư một lát, lắc đầu nói trong vù khố làm sao có thể có tâm pháp võ đạo thật ra người vốn tu luyện thương minh luyện thể quyết chẳng lẽ không phải bàn hoàn chỉnh diệp húc nhẹ nhàng gật đầu nói thương minh luyện thể quyết của ta phát sinh biến hóa mới càng tốt hơn tâm pháp tu luyện vốn có thương minh chân khí từ màu xanh chuyển sang màu tím rồi lại từ màu tím biến thành màu đen hơn nữa tốc độ tu luyện càng nhanh hơn trước đây vì vậy ta nghi ngờ diệp phủ ta vẫn còn một bộ thương minh luyện thể quyết thậm chí có khả năng là tâm pháp vu đạo Mã Tam Bảo suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói. Trong vu khố đúng là không có thương minh luyện thể quyết, nhưng ta đã từng nghe qua một giai thoại. Nghe nói thương minh luyện thể quyết là do tổ tiên khai sáng diệp ra sáng chế ra, vị tổ tiên này là kỳ tài võ học, trong một lần xảo hợp cơ duyên có được một môn tâm pháp vu đạo. Khi đó, hắn chưa là vu sĩ, không thể tu luyện tâm pháp vu đạo, nhưng bằng thông minh tài trí của mình, hắn đã ngộ ra thương minh luyện thể quyết từ môn tâm pháp này. Diệp Húc tin đập thình thịch, vội vàng hỏi, Môn tâm pháp này gọi là gì? Cửu chuyển nguyên công. Mã Tam bảo phun ra một ngụm chọc khí, lắc đầu nói: "Tuy nhiên, Cửu chuyển nguyên công rất khó tu luyện, thậm chí ngay cả vị tổ tiên Diệp gia kia cũng không tu luyện thành công, đành phải gác xó môn tâm pháp này, cất trong vu khố của Diệp phủ. 300 năm qua, có không ít con cháu Diệp gia đã thử tu luyện Cửu chuyển nguyên công, nhưng đều không luyện thành. Nghe nói tu luyện môn tâm pháp này, chẳng những không gia tăng tu vi, ngược lại còn rút đi nguyên khí của người tu luyện." tu vi không tăng mà giảm có thể nói là mất nhiều hơn được bởi vậy bị gọi là tâm pháp vô bổ tâm pháp vô bổ diệp húc lắc nhẹ đầu cửu chuyển nguyên công chắc chắn không phải là vô bổ thương minh luyện thể quyết chỉ là võ học được diễn hóa ra từ môn tâm pháp vô đạo này liền tạo nên bao nhiêu vu sĩ cho diệp ra như thế nào lại có khả năng là vô bổ hơn nữa tâm pháp mới hắn lĩnh ngộ chỉ là bản cửu chuyển nguyên công không trọn vẹn nhưng so sánh với thương minh luyện thể quyết hắn vốn luyện thì tốc độ tu luyện nhanh hơn chân khí tinh thuần hơn hơn nữa cải tạo thân thể đạt tới cảnh giới vô cùng khủng bố, vượt xa Hậu thổ bá thể thần công của Chu gia và Cửu Dương liệt hỏa thần công của Phương gia. Hậu thổ bá thể thần công, Cửu Dương liệt hỏa thần công đều là tuyệt học võ đạo đứng đầu thế gian, diễn hóa võ học đến mức tận cùng, bản Cửu chuyển nguyên công không chọn vẹn đã vượt xa hai môn tuyệt học này, vậy bản đầy đủ còn khủng bố đến mức nào? Cửu chuyển nguyên công, ta nhất định phải có được. Hắn rời khỏi Mã Tràng, đi đến Liễu Châu. Khi hắn đi tới Diệp phủ, trên đường đi hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú hễ ai nhìn thấy hắn đều túm năm tụng ba bàn luận đó không phải là thất gia sao tại sao hắn còn dám đến nội phủ nghe nói hắn đánh chết tổng quản ngoại môn diệp ly đắc tội với nhị lão gia nội phủ còn giết cửu gia diệp kiên diệp tư manh lão gia hận không thể lột ra rút gân hắn hắn đến nội phủ chẳng phải là chịu chết hay sao hơn một tháng trước thất gia chắc thí vu sĩ thất bại từ tiên thiên võ đạo biến thành kẻ phế vật trói gà không chặt ngay cả mấy lão gia của nội phủ cũng không xem trọng hắn, bây giờ không ngờ có thể đánh chết Diệp Ly, thật không hiểu hắn tu luyện kiểu gì. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, đi thẳng tới Vu Khố Diệp phủ. Trong văn phòng quản lý Vu Khố, hắn dâng lên mỹ nhân mãng và Hàn Thiết Liên, Vu sĩ phụ trách quản lý Vu Khố trừng to mắt, ngây người, người nửa ngày, rốt cục tỉnh ngộ, vội vàng nói: "230 cân Hàn Thiết, một điều bồi nguyên bát phẩm xả yêu, thật ra, ngày có thể tiến vào Vu Khố, chọn lựa một môn Vu pháp hoặc tâm pháp, Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu, đi vào bên trong Vu Khố. Vu Khố ở nội phủ Diệp gia đại biểu cho thành tựu tối cao của Vu pháp Diệp gia, mỗi một vị tu sĩ của Diệp gia đều phải đem Vu pháp Thiên đạo ban thưởng, cho bọn hắn sao chép lại một phần, cất giữ trong Vu Khố. 300 năm qua, đồ trong Vu Khố càng ngày càng phong phú, có thể nói toàn sách là sách. Trong Vu Khố cũng đồng dạng chất chứa rất nhiều tài liệu, đống tài liệu này cũng không phải là phàm phẩm, đều là tài liệu luyện chế Vu bảo và đan dược muốn đi vào vu khố trừ khi được phủ chủ cho phép chỉ có một cách là cống hiến đủ tài liệu cho vu khố hoặc cống hiến một môn tâm pháp mà trong vu khố không có diệp húc cống hiến cho vu khố một thi thể của mỹ nhân mãng và một sợi hàn thiết liên hai đồ vật này trong mắt người phàm đều là bảo vật vô giá nhưng trong mắt vu sĩ cũng không quá quý báu chỉ có thể lựa chọn một môn vu pháp mà thôi diệp húc đi vào bên trong vu khố chỉ thấy bên trong bảy biện cực kỳ đơn giản chỉ có một loạt giá sách trên đó chứa đấy những cuốn sách to nhỏ có khi dày một thương có khi lại cực mỏng vỏn vẹn chỉ mấy tờ tiểu tử kia ngươi chính là diệp húc diệp thiếu bảo một lão già tóc trắng xóa đi đến trước mặt hắn liếc hắn một cái hỏi trong lòng diệp húc dùng mình khom người thi lễ dạ phải đệ tử ra mắt tam thúc tổ lão nhân này tên là diệp đàn là một trong số ít những cao thủ thế hệ trước nghe nói tu vi không hề kém phủ chủ diệp tư đạo phụ trách quản lý vu khố không cần đa lễ. Ta nghe nói ngươi chắc thí vu sĩ thất bại, trở thành phế nhân, không ngờ trong một thời gian ngắn ngươi đã có thể tu luyện đến cảnh giới này, thật là khó cho ngươi. Tiên thiên cương khí màu đen, sắc mặt diệp đàn khẽ biến, nhìn chằm chằm diệp húc, lúc lâu sau mới phun ra một ngụm chọc khí, nói, tiểu tử kia, phóng xuất chân khí của ngươi cho ta xem xem. Trong lòng Diệp Húc kinh ngạc, tâm pháp vận chuyển, khớp xương toàn thân bạo vang, bàn tay lập tức chuyển thành màu đen, đánh ra phía trước một trưởng không khí bị đè nén dường như có tiếng sấm rền cuồn cuộn diệp đàn càng thêm kinh ngạc vò vò đám tóc bạc tự nói thầm sao có khả năng này tiểu tử này rõ ràng còn chưa thấy môn tâm pháp đó sao có thể tu luyện cương khí trở thành màu đen đây rõ ràng là đặc thù chỉ có ở đệ tam chuyển của môn công pháp đó qua một lúc lâu hắn vẫn tự nói thầm diệp húc không kìm nổi nói thúc tổ diệp đàn tỉnh ngộ ngẩng đầu nói điển tịch trong vu khố chia làm năm loại lớn tổng cộng gồm 27 loại tâm pháp, 34 loại vù pháp, 8 loại thuật luyện đan, 6 loại trận pháp, 13 loại thuật luyện khí, ngươi chọn loại nào? Diệp Húc cung kính nói. Đệ tử chọn tâm pháp. Diệp Đàn khẽ gật đầu, dẫn hắn đi đến trước nơi tra cứu sách tâm pháp. Nơi này tổng cộng có 27 loại tâm pháp của Diệp Gia Ta, mỗi một loại tâm pháp đều có giới thiệu sơ lược. Ngươi chỉ có thể chọn một loại trong đó, vì vậy hãy xem cẩn thận, đừng để tương lai phải hối hận. Diệp Húc nhìn về phía ra sách, chỉ thấy trước mỗi cuốn sách đều có một khối mộc bài, từ ngữ ít ỏi phác họa thuộc tính đặc biệt của tâm pháp. Pháp hoa luyện vu quyết, bí pháp này hay ở chỗ tốc độ tu luyện nhanh, chỉ 10 năm là có thể tu luyện đến dung nguyên kỳ. Thiện thiện nguyên thần đại pháp, lấy nguyên thần thôi động vu pháp, uy lực cực mạnh. Nguyên thần ký thác thuật, khi dùng nguyên thần ký tác trong vu pháp hoặc đao kiếm, uy lực tăng gấp bội. Cái gì? Mãng cổ chu áp đại lực thần thông. Diệp Húc xem chậm rãi, đột nhiên nhìn thấy một khối mộc bài, thân hình chấn động thất thanh nói. Đây không phải là bí mật bất truyền của phủ chủ hay sao? Trong vù khố tại sao lại có loại công pháp này? Mãng cổ chu các đại lực thần thông đúng là sấm rền bên tai Diệp Húc, vị tổ tiên khai sáng Diệp Phủ tu luyện loại công pháp này, rồi tạo ra gia nghiệp lớn như vậy. Phủ chủ đương nhiệm Diệp Tư Đạo, cũng là nhờ loại công pháp này mà trở thành cao thủ ma đạo đệ nhất thành Liễu Châu, tung hoành vô địch. Diệp Húc tim đập thình thịch, lấy lại bình tĩnh, đọc cẩn thận, chỉ thấy trên một bài viết, mãng cổ chu cáp, thượng cổ dị trùng, đỏ thẫm như lửa, tiếng kêu như sấm, quen nuốt mây nhà khói, lực lương vô cùng lớn. Tâm pháp này rèn luyện nguyên thần, tu tới đại thừa, nguyên thần có thể rời núi lấp biển, trích sao hái nguyệt, là đại lực thần thông do phủ chủ đầu tiên truyền lại, có ba tầng công pháp, nguyên thần không phải mãng cổ chu cáp thì không thể luyện. Đọc đến đây, Diệp Húc thở dài, biết chính mình có chút muốn chuyện dĩ nhiên rồi. Vu Khố dám đặt mãng cổ chu cáp đại lực thần thông ở chỗ này, không sợ những người khác lật xem, vì có sự hạn chế của nguyên thần. Cho dù có người chọn môn thần thông này cũng đừng hòng luyện thành. Nguyên thần của hắn là một gốc cây cổ thụ, căn bản không thể luyện thành mãng cổ chu các đại lực thần thông. Trong lòng hắn tiếc hận, tiếp tục xem, xem xong 27 loại tâm pháp, rốt cục tình được cửu chuyển nguyên công, lại phá hiện trên một bài tâm pháp này viết hai chữ vô bổ, những giới thiệu khác, một chữ cũng không có. Môn tâm pháp này, chỉ luyện thân thể, không tu nguyên khí, diệp đàn thấy hắn cầm lên cửu chuyển nguyên công nói thầm một câu tu luyện môn cửu chuyển nguyên công này tu vi cả đời đều dừng lại ở cảnh giới cố nguyên nhất phẩm đừng hòng mong tăng lên tiểu tử nhà ngươi chỉ có một cơ hội lựa chọn đừng lãng phí nó diệp húc cũng không khỏi trần trừ thật lâu sau hắn hít một hơi dài trong lòng ra quyết định ngẩng đầu nói thúc tổ ta chọn môn công pháp này tiểu tử ngươi đã nắm rõ khiếm khuyết của cửu chuyển nguyên công diệp đàn vô cùng kinh ngạc nói ngươi khó khăn lắm mới có được vào vu khố một lần, sau này muốn đi vào, trừ khi ngươi có thể hiến ra một môn tâm pháp vu khố chưa có, hoặc là tài liệu ngang giá trị. Lựa chọn môn công pháp này, ngươi có hội hận hay không? Diệp Húc cắn răng, không hối hận. Diệp Đàn gật gật đầu, mang giấy bút tới, nói, cho ngươi nửa canh giờ, sao chép một phần mang đi. Diệp Húc mở ra cuốn sách mỏng đó, bắt đầu dốc lòng sao chép, thầm nghĩ, cửu chuyển nguyên công, ngươi ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng. Diệp Đàn ngồi cách đó không xa, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này tu luyện cửu chuyển nguyên công đến đệ tam chuyển, hắn lấy đâu ra tâm pháp đệ tam chuyển? Chẳng lẽ môn tâm pháp này đã lưu truyền ra ngoài? Mã Tam bảo chưa hiểu rõ cửu chuyên nguyên công, nhưng hắn lại biết rất rõ, môn tâm pháp này là tổ tiên Diệp ra trong lúc vô ý đoạt được, chỉ có tâm pháp đệ nhất trọng, đệ nhất trọng lại chia làm cửu chuyển. Vị tổ tiên Diệp ra kia từ đệ nhất trọng tâm pháp ngộ ra thương minh luyện thể quyết, sau này hắn trở thành vu sĩ có ý muốn tu luyện loại tâm pháp này kết quả lại hoảng sợ phát hiện ra cửu chuyển nguyên công hấp thu nguyên khí hắn với một tốc độ khủng bố khiến tu vi hắn trong vòng nửa ngày rớt xuống vài cảnh giới tam chuyển đầu tiên của cửu chuyển nguyên công không cần tiêu hao nguyên khí chỉ tạo thành cơ sở nhưng tu luyện đến đệ tứ chuyển môn công pháp này sẽ nhanh chóng rút đi nguyên khí rèn luyện thân thể tu luyện càng sâu lương nguyên khí cần thiết càng khủng bố đến đệ ngũ chuyển sẽ đáng sợ đến mức người ta khó có thể tiếp thu lúc ấy vị tổ tiên đó đã tu luyện đến tam nguyên cảnh dung nguyên kỳ dung nguyên cửu phẩm chính vì tu luyện đến đệ ngũ chuyển cửu chuyển nguyên công khiến tu vi hắn đột nhiên hạ bậc biến thành dung nguyên nhất phẩm tam nguyên cảnh chia làm ba cảnh giới bồi nguyên cố nguyên dung nguyên mỗi cảnh giới đều có cửu phẩm cửu chuyển nguyên công đệ ngũ chuyển không ngờ khiến tu vi hắn suýt chút nữa rơi xuống một tầng cảnh giới lớn sau khi vị tổ tiên đó phát hiện khiếm khuyết của cửu chuyển nguyên công lập tức đình chỉ tu luyện căn cứ vào tính toán của hắn, muốn luyện xong đệ nhất trọng cửu chuyển nguyên công, kim thân cửu chuyển, lượng nguyên khí cần thiết lớn đến cực điểm, mặc dù là nguyên đan tu sĩ cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Nguyên đan là linh đan của nguyên thần, vũ sĩ tu luyện đến cảnh giới này đã có thể xưng tông sư, hoàn toàn có thể tiếu ngạo thiên hạ, khó gặp địch thủ. Vị tổ tiên khai sáng diệp ra đó, cả đời cũng không tu luyện ra nguyên đan, cho đến khi chết già, tu vi của hắn vẫn bị giam ở cảnh giới huyễn đan của tam đan cảnh đây là hắn còn không tu luyện cửu chuyển nguyên công, nếu tu luyện, đừng nói luyện thành ảo đan, chỉ sợ cả đời hắn chỉ có thể đứng ở cảnh giới bồi nguyên nhất phẩm. Có thể thấy được tu luyện môn tâm pháp này khó khăn đến mức nào, gọi là vô bổ còn là chưa đủ. Diệp Húc lúc này không biết gì cả, tiếp tục dốc lòng sao chép, cửu chuyển nguyên công tầng tâm pháp đệ nhất trọng cũng không dài, chỉ khoảng hơn 5.000 từ, nhưng ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, chứa đựng lượng tin lức lớn kinh người. Thương minh luyện thế quyết có khoảng hơn 10 vạn chữ, mà lượng tin tức bao hàm trong đó còn không bằng một phần trăm cửu chuyển nguyên công diệp húc so sánh hai loại tâm pháp với nhau rồi phát hiện thương minh luyện thể quyết chỉ là thuyết minh đệ nhất chuyển của đệ nhất trọng cửu chuyển nguyên công chỉ là thuyết minh mà môn tâm pháp này đã có thể đặt ngang hàng với tuyệt học võ đạo của hai đại vu hoang thế gia thậm chí lượng tin tức hắn ngộ ra ở bản thương minh luyện thể quyết bản mới cũng không bằng một phần mười diệp húc sao chép xong bản tâm pháp này không khỏi nhíu mày so với hắn tưởng tượng thì hoàn toàn khác hẳn cửu chuyển nguyên công và tâm pháp vu sĩ cách nhau một trời một vực càng giống với võ đạo thuần túy là pháp môn rèn luyện thân thể tâm pháp vu sĩ chỉ tu luyện nguyên khí khiến tu vi bản thân ngày càng tinh tiến mà cửu chuyển nguyên công lại không coi trong nguyên khí mà dùng nguyên khí ôn dưỡng thân thể khiến nhục thân càng trở nên mạnh mẽ tâm pháp vu sĩ chú trọng rèn luyện nguyên khí nâng cao cảnh giới tu vi không quan tâm đến cường độ nhục thân cao thủ võ đạo đạt đến tiên thiên sau khi nhận được kế thừa thiên đạo trở thành vu sĩ đem chân khí chuyển hóa thành nguyên khí dùng nguyên khí điều khiển vu pháp uy lực của võ đạo so sánh với vu pháp quả thực không chịu nổi một kích vì vậy mọi người thường bỏ qua võ đạo chuyên tu vu pháp mà cửu chuyển nguyên công lại chú trọng tu dưỡng võ đạo đi một con đường cực đoan vứt bỏ vu pháp chuyên tu võ đạo dùng võ nhập vu cửu chuyển nguyên công chẳng những là cửu chuyển nhục thân chân khí hoặc nguyên khí cũng đồng dạng cần cửu chuyển Chân khí đệ nhất chuyển là màu xanh, đệ nhị chuyển là màu tím, đệ tam chuyển là màu đen, đệ tứ chuyển sẽ chuyển chân khí thành nguyên khí màu trắng, mỗi một chuyển đều biến đổi màu sắc nguyên khí, phân biệt theo trình tự là xanh lam, xanh lục, vàng chanh, hồng, vàng kim, cửu chuyển công pháp sẽ thành kim thân. Tu vi hiện tại của hắn tương đương với đệ tam chuyển đệ nhất trọng cửu chuyển nguyên công, luyện thành cương khí màu đen, đang ở cảnh giới nền móng. Hắn phải luyện thành tiên thiên bá thể mới có thể chuyển hóa cương khí thành nguyên khí. Diệp Húc còn chưa kịp nghiên cứu cẩn thận, Diệp Đàn đã bắt đầu đuổi người, xua hắn ra ngoài. Nếu là lão nhân này biết được hắn, không biết đệ nhị chuyển cửu chuyển nguyên công biến chân khí màu xanh thành màu tím, mà dựa vào ngộ tính của bản thân, từ thương minh luyện thế quyết ngộ ra đệ nhị chuyển, chỉ sợ hắn chắc chắn sẽ không vội vàng đuổi Diệp Húc đi như vậy. Không lâu sau khi Diệp Húc rời đi, chấp sự nội phủ Diệp Tư Chân liền hùng hùng hổ hổ tiến vào trong vu khố, hừng hực hỏi: "Tam thúc, Diệp Húc đâu rồi?" "Đã đi rồi." diệp đàn không ngẩng đầu lên nói chết rồi tam thúc sao ngài không giữ hắn lại thêm chút nữa diệp đàn ngẩng đầu lên cười tủm tỉm nói tên tiểu tử này đừng vội đã xảy ra chuyện gì diệp tư chân thở không ra hơi xoay người chạy hướng ra phía ngoài nói mẫu thân của thập thất đệ biết thiếu bảo đến nội phủ đã sai người đến báo cho phương trung sơn chuẩn bị chặn giết hắn phương trung sơn là võ đạo đệ nhất cao thủ của liễu châu thiếu bảo chỉ sợ lần này gặp nguy hiểm phủ chủ dặn ta, dù sao cũng không được để hắn gặp chuyện nguy hiểm. Nếu hắn gặp chuyện không may, ta liền thảm. Hắn bước chân thật nhanh, trong chớp mắt liền chạy không còn thấy tăm hơi bóng dáng đâu cả. Diệp đàn chớp chớp mắt, khẽ cười nói. Đệ nhất võ đạo phương Trung Sơn. Chỉ sợ hắn còn chưa thể làm khó tên tiểu tử kia, dù sao tiểu tử đó tu luyện cửu chuyển nguyên công, không đánh lại được cũng có thể chạy trốn. Trên đường Diệp húc trở về mã tràng, làn nước trong xanh chậm rãi chảy xuôi, tiếng nước xóc rách, chảy mãi không thôi. Hắn vừa đi vừa vận chuyển bậc tâm pháp thứ ba cửu chuyển nguyên công, cảm thấy loại cảm giác không được tự nhiên trước kia hoàn toàn biến mất, cương khí vận chuyển như ý, vui sướng vô cùng. Mỗi một vòng tâm pháp được vận hành, lực lượng của hắn lại tăng vọt thêm một phần, giờ tay nhấc chân cũng có thể xé sắc hổ báo. Cửu chuyển nguyên công không tinh tế như thương minh luyện thể quyết, loại công pháp này thô bạo mộc mạc, trí cương trí cường. Diệp Húc cảm nhận được thân thể của mình, dường như biến thành một cỗ máy móc vô cùng tinh vi, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động được một lực lượng lớn lao không gì sánh nổi. Đột nhiên hắn dừng lại, nhìn về phía giữa dòng sông xanh. Chỉ thấy từ phía thượng du sông có một con thuyền từ từ đi tới, một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh đứng ở đầu thuyền. Một cỗ khí thế khó có thể diễn tả bằng lời được phát ra từ hắn, dường như đứng ở đầu thuyền không phải là một con người, mà là một vầng mặt trời lơ lửng trói trang. Phương Trung Sơn quần áo diệp húc không gió cũng tự bay phấp phới khí thế đột nhiên triển khai như một con mãnh hổ nằm nghiêng trên gò đất đang ngủ say đột nhiên mở to mắt lộ ra nanh vuốt hắn chưa gặp qua vị cao thủ võ đạo đệ nhất liễu châu này nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra người trung niên này chính là phương trung sơn trừ phương trung sơn không có cao thủ tiên thiên này có loại khí thế này truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé đây là khí thế của tiên thiên võ đạo các cường giả tiên thiên vì công pháp tu luyện bất đồng, tính cách bất đồng, do vậy khí thế của bọn họ cũng không giống nhau. Khí thế của Phương Hòa là rắn độc trong lửa, khí thế của Chu Thế Văn trầm ổn như núi, khí thế của Phương Thần như liệt hỏa phần nguyên, đều là do nguyên nhân này. Diệp Húc đã trải qua nhiều việc lớn, tính cách của hắn cũng xảy ra thay đổi, giống như con mãnh hổ nằm trên gò hoang, ẩn giấu nanh vuốt, không tỉnh thì thôi, tỉnh lại liền lộ ra hung dữ, tùy lúc có thể ăn thịt người, làm cho người ta có một cảm giác bình tĩnh nhưng lại cực độ nguy hiểm mà khí thế của phương trung sơn lại là bá khí lộ ra ngoài giống như ánh mặt trời chói chang hừng hực thiêu đốt đốt cháy hết thảy hô một đạo đao cương đột nhiên xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu phương trung sơn chậm rãi chuyển động toàn thân đạo đao cương này được che kín bởi liệt hỏa hừng hực thiêu đốt hiển nhiên cương khí của hắn vô cùng mãnh liệt tu vi đã đạt tới cảnh giới này hắn căn bản không cần vũ khí một phương trung sơn không có vũ khí càng nguy hiểm hơn một phương trung sơn có vũ khí đao thế của đạo đao cương đó thiên biến vạn hóa thể hiện tu dưỡng võ đạo cực cao của hắn đao ý từ xa đã khóa diệp húc lại khiến hắn có ảo giác không thể tránh né nổi ánh mắt hai người gặp nhau chân phải phương trung sơn đột nhiên rậm mạnh một phát chiếc thuyền lập tức phát ra âm thanh tác hưởng đầu thuyền chìm vào trong nước đuôi thuyền nhếch lên quay cùng bay giữa không trung hắn đá ra một cước chiếc thuyền phát ra tiếng xèo xèo dán lên mặt nước bay lên mấy chục thước hô một tiếng đánh về phía diệp húc thanh thế trời long đất lở hắn ra tay chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là bá đạo, vô cùng bá đạo. Vừa ra tay, hắn đã thể hiện rõ thực lực bá đạo tuyệt luân của cao thủ võ đạo đệ nhất Liễu Châu. Diệp Húc hít sâu một hơi, giống như con mãnh hổ tỉnh lại sau giấc ngủ say, cửu chuyển nguyên công đột nhiên vận chuyển, thân thể lập tức trở nên vừa cao vừa gầy, làn da co rút nhanh, cơ nhục căng cứng, gắt gao dính lên trên xương cốt, bàn tay đen xì xì, một bàn tay khô gầy lớn đánh ra phía trước. Chiếc thuyền đó phát ra tiếng bạo vang băng 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 dường như đánh vào một tảng đá không thể phá vỡ đầu thuyền lập tức vặn vẹo ẩm ẩm vỡ nát đuôi thuyền từ phía sau đâm tới bị lực lượng thật lớn ép thành vụn gỗ một con thuyền to đến thế cứ như vậy tan nát thành từng mảnh nhỏ vụn gỗ bay đầy trời bùm bùm rơi xuống nước trên mặt nước đâu đâu cũng đều là vụn gỗ làm sao có thể nhìn ra được trước đây đã từng là một con thuyền thuyền vừa bị phá nát một đạo đao mang liệt hỏa trong thoáng chốc hiện ra trước mắt hắn đạo đao cương này giấu ở sau chiếc thuyền khí độ lạnh lẽo trực tiếp muốn chém hắn thành hai mảnh. Thân hình Diệp Húc đổ sổ bất động, bàn tay khô gầy chụp vào đao cương của Phương Trung Sơn, bắt lấy đạo đao cương trong tay, cứng rắn bóp nát. Trước đây, đối mặt với đao cương của Diệp Ly, hắn cần toàn lực ứng phó cũng không thể hoàn toàn chống lại đao cương của Diệp Ly, nhưng bây giờ hắn chỉ cần một bàn tay, cũng dễ dàng tiếp được tập kích của cao thủ võ đạo đệ nhất Liễu Châu. Cửu chuyển nguyên công khiến thân thể tiên thiên của hắn trong một thời gian ngắn đã tiến lên một nấc mới mạnh mẽ đến mức đao cương tiên thiên cũng không thể phá hủy được, gần như có thể so sánh với bảo vật hàn thiết, mạnh mẽ hơn trước mấy lần. Diệp Húc của bây giờ, chỉ dùng tay không cũng có thể đánh chết Diệp Ly. Phương Trung Sơn đánh bay chiếc thuyền về phía Diệp Húc, lại giấu đằng sau thuyền một đạo đao cương, vốn nghĩ rằng chắc chắn Diệp Húc sẽ phải chết, nào đâu biết Diệp Húc một trường đập nát chiếc thuyền, ngay cả đao cương của hắn cũng dễ dàng bóp nát. Long tượng công của tần gia, Phương Trung Sơn từ từ dừng lại trên mặt nước sống, nhìn thấy dáng người Diệp Húc trở nên vừa cao lại vừa gầy, giống như một cây gậy trúc, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không biết Diệp Húc tu luyện cửu chuyển nguyên công, lại nghĩ lầm là tuyệt học long tượng công của Liễu Châu Vu Hoang gia tộc Tần Gia. Trên thực tế cửu chuyển nguyên công và long tượng công có những điểm tương tự, nhưng là hai loại võ học hoàn toàn bắt đồng, cách xa nhau một trời một vực. Mặc kệ ngươi tu luyện môn võ học nào, hôm nay đều chắn chắc sẽ phải chết. Hai chân hắn vừa tiếp xúc với mặt sông, Đột nhiên dưới chân dâng lên một đóa hoa nước màu tuyết trắng, hình dáng như hoa sen, nâng thân hình hắn lên. Hắn đi về phía Diệp Húc, thoải mái đi lại trên mặt nước như đi trên đất bằng, mỗi một bước chân hạ xuống, cương khí của hắn khiến cho mặt nước lại ngưng tụ ra một đóa hoa sen, rực rỡ dị thường. Bộ bộ sinh liên, tu vi võ đạo của hắn đạt tới mức sâu không lường được, cương khí dưới chân hình thành hình bông hoa sen, bởi vậy mới xuất hiện dị tượng bộ bộ sinh liên. Loại tu vi này đã vượt xa Diệp Húc, Diệp Ly có thể đặt ngang cùng Vu Pháp ánh mắt Diệp Húc hơi nhíu lại, nhìn chăm chú vào hoa sen dưới chân hắn, vô cùng khâm phục Phương Trung Sơn. Người này không hổ là cường giả võ đạo đệ nhất Liễu Châu, thực lực của hắn thậm chí còn mạnh hơn Vu sĩ bình thường một chút. Cách biệt giữa Vu võ là một trời một vực, hắn có thể làm đến mức này, đích xác làm cho người ta tâm lạnh. Quần áo Diệp Húc rung lên, Hắn đi từng bước vào trong lòng sông, cương khí hùng hậu phát ra từ chân hắn, trên mặt nước đánh ra từng gợn sóng, không ngờ cũng đứng vững vàng trên mặt nước đây là tác dụng của cương khí trên mặt nước, nâng thân hình hắn lên, so với dùng môn khinh thân công pháp thanh dực bức vương bay lượn, trên mặt nước lại càng tốt hơn. Tuy nhiên so sánh giữa hai người, Diệp Húc vẫn kém Phương Trung Sơn rất nhiều, hắn là dựa vào cương khí đánh trên mặt nước khiến cho mình đi lại trên mặt nước, mà Phương Trung Sơn lại là bộ bộ sinh liên, gần giống với thần thông của Vu sĩ. Dù vậy, Diệp Húc vẫn không chùn bước, ngược lại chiến ý hừng hực. Bề ngoài hắn thanh tú, nội tâm lại cuồng dã, như mãnh hổ nằm nghiêng, ai cũng không sợ, cho dù đối phương là cường giả võ đạo đệ nhất liễu châu danh tiếng cực lớn nhưng ý niệm đầu tiên trong đầu hắn không phải là chạy trốn mà là so tài cao thấp với đối phương phương trung sơn con của ngươi muốn giết ta kết quả bị ta giết người hầu của ngươi muốn giết ta cũng bị ta giết bây giờ ngươi cũng muốn giết ta vừa vặn ta có thể cho người một nhà các ngươi đoàn tụ diệp húc chân bước trên mặt nước nhanh đi về phía phương trung sơn cười ha hả thanh âm trên mặt sông được phóng to không ngớt hôm nay vị trí cao thủ võ đạo đệ nhất phải đổi chủ cương khí của hắn di chuyển dòng nước hai bên người hắn hình thành hai ngọn sóng quay vòng tròn khiến sự tin tưởng và khí thế của hắn lại được nâng cao một bậc phương trung sơn trong mắt phun ra lửa giận những lời này của diệp húc hoàn toàn châm lên lửa giận trong lòng hắn hắn liền quát lớn một tiếng thanh âm nổ vang giống như sấm sét vang tận mây xanh hắn mở bước chân hướng tới diệp húc phóng đi thanh bảo tung bay giống như con ưng khổng lồ bước chân hạ xuống, bùng nổ một cái cột nước thật lớn, khí thế long trời lở đất. Chết! Tay của hắn đỏ thẫm như máu, bàn tay như cái quạt hương bồ đánh thẳng tới trước. Hắn hô lên một tiếng, Diệp Húc chỉ thấy một trường ấn đỏ rực từ bàn tay hắn bay ra, trong lòng không khỏi cả kinh. Trường ấn càng lúc càng lớn, gần như bằng nửa thân hình hắn rồi, bao phủ lấy Diệp Húc. Đây là một đạo trường ấn được tạo thành từ cương khí của cửu dương liệt hỏa. Đao cương kiên cố không có gì phá nổi, bao hàm ngọn lửa mãnh liệt, cực đoan cực nóng, trong nháy mắt đã làm cho nước sông sôi trào, tràn ngập sương mù tuyết trắng. Trường ấn này là do cương khí của phương Trung Sơn biến thành, như có thực chất, có thể giết người ở mấy chục thước xa. Nó so với đao cương còn mạnh hơn mấy lần, cho dù là Diệp Ly tu luyện tới cương khí ngoại phóng cũng bị một trường này chụp chết. Trường ấn đánh ra, phương Trung Sơn lại bấm tay khinh đạn, chỉ nghe thấy ba tiếng bạo vang không dứt. Đầu ngón tay hắn bắn ra từng đạo dấu tay, hình như là ngón tay người, tuy nhiên lực cực dài, cực thô, giống như bốn cái liệt hỏa trường mâu vậy. Tất cả theo sát sau trường ấn liệt hỏa cùng nhau phóng tới Diệp Húc. Đây là thực lực của võ đạo đệ nhất cao thủ Liễu Châu, phương gia võ học cảnh giới cao nhất. Tiên thiên bá thể trong cửu dương bá thể, gần như vu pháp của vu sĩ. Liệt hỏa đại trường ấn này khí thế như rời non lấp biển đánh tới. Diệp Húc nhìn thẳng vào trường ấn, há mồm hét lớn, ngang nhiên không sợ bàn tay to khô gầy đen sắc đột nhiên phóng lên đón nhận trưởng phong kịch liệt gần như xé mở toàn bộ đường sông khiến nước sông khô cạn hắn cảm thấy bàn tay truyền tới từng lực lượng cực mạnh ép tới ép tới mức nửa thân mình hắn chìm vào trong nước trưởng ấn lớn này chất chứa lực lượng quá mức kinh người hoàn toàn có thể đánh bẹp thân thể tiên thiên của hắn thậm chí còn muốn siêu việt hơn diệp húc kêu lên một tiếng đau đớn tay kia đánh ra trưởng đánh thật vào vào mu bàn tay của mình hai cỗ lực đạo mạnh mẽ tăng thêm lập tức đánh nát liệt hỏa đại trưởng của phương trung sơn bốn dấu chỉ ấn theo sau lập tức tiến tới đánh chúng vào lòng bàn tay diệp húc phát ra những tiếng trầm đục lần lượt bị đánh nát thế nhưng chỉ lực vô song vẫn đâm pháp lòng bàn tay của diệp húc gần như đánh cho lòng bàn tay hắn đâm thủng ngay sau đó phương trung sơn liền đi tới trước mặt hắn quyền phong như rồng gào thét bao phủ lấy hắn sát khí sắc bén đâm tới khiếu huyệt toàn thân của hắn khiến cho cơ thể hắn nhảy lên xương cốt rung động lách cách trong cơ thể diệp húc cửu chuyển nguyên công lấy tốc độ vận chuyển nhanh khó có thể tưởng tượng lấy cường phá cường cứng trọi cứng ngang nhiên đón nhận nắm tay của phương trung sơn cùng lúc đó tả quyền của hắn cũng tập kích ra giống như mũi khoan thẳng tới bụng phương trung sơn chu gia phá sơn quyền mà tả trưởng của phương trung sơn cũng gần như đánh tới vai trái của hắn trưởng lực nóng bỏng gần như đánh gãy xương bả vai hắn ngay cả thân thể tam chuyển cũng không thể chịu nổi bốn cỗ lực lượng cực mạnh bùng nổ hai người bay ngược ra một người rừng ở tả ngạn sông thanh thủy một rừng hữu ngạn diệp húc ói ra một ngụ máu tươi mặt như giấy vàng cánh tay phải vô lực buông xuống thắt lưng hắn thử động cánh tay phải bất đắc dĩ phát hiện cánh tay phải của hắn không một chút lực đạo đầu vai truyền tới những cơn đau đớn kịch liệt bờ bên kia phương trung sơn sắc mặt đỏ lên khóe miệng trào ra đường tơ máu thân hình cong lại giống như một con tôm đứng bên bờ sông liên tục nôn mửa bọn họ hai người gần như đồng thời bị thương tuy nhiên phương trung sơn vẫn là thắng một bậc thương thế khá nhẹ mà diệp húc bị đứt cánh tay phải sức chiến đấu giảm đi diệp ra diệp thiếu bảo quả nhiên danh bất hư truyền không phụ cái tên thiên tài con trai phương đồng của ta chết trên tay ngươi quả không oan phương trung sơn chậm rãi đứng thẳng dậy lao đi vết máu trên khóe miệng âm thanh lạnh lùng nói đáng tiếc ngươi còn yếu hơn ta hôm nay ngươi phải chết không nghi ngờ phương thế thúc ngươi hiện giờ chạy đi còn kịp nếu không thì sông thanh thủy này chính là nơi trôn cốt ngươi Diệp Húc thần sắc không thay đổi mỉm cười nói. Hắn trong lòng cảm thấy tiếc hận, vừa rồi đánh nhau kịch liệt với Phương Trung Sơn. Hắn vốn tính toán phá nát đan điền của đối phương, không nghĩ ra cửu dương bá thể của Phương Trung Sơn không ngờ lại không thua kém cửu chuyển nguyên công đệ tam chuyển của hắn chút nào. Tiên thiên bá thể, thân mình có cương khí hộ thể, toàn thân giống như kim loại đúc thành, rất khó phá hủy. Hơn nữa, đan điền lại là nơi tập trung cương khí, người bình thường đan điền là tử huyệt, nhưng đối với người tu luyện tới tiên thiên bá thể đan điền ngược lại là nơi bọn họ phòng ngự mạnh nhất một quyền của diệp húc lọt vào gương khí chống đỡ đối với phương trung sơn thực tế tổn thương cũng không lớn hắn dù sao cũng mới bước vào cảnh giới tiên thiên kinh nghiệm phong phú còn sao mới bằng được phương trung sơn lúc này mới biết được một chiêu của mình thất bại thảm hại chết tới nơi còn chấp mê không tỉnh phương trung sơn quát lớn thả người dựng lên thân hình giống như hỏa long nhảy ra hơn 30 mươi mét bôn tập thẳng tới diệp húc cương khí mãnh liệt đem không khí chung quanh cháy sạch diệp thiếu bảo ngươi chính là giết chết phương đồng con ta ở nơi này hôm nay ta ở đây cũng lấy tính mệnh của ngươi sang năm ngày này ta sẽ đi tới tế mộ con trai ta tiện sẽ đốt cho ngươi một ít tiền giấy hắn nhảy kéo dài trong nước sông thanh thủy đi tới đỉnh đầu diệp húc thân như chim diều hâu tay như ưng chảo mà diệp húc chính là con mồi dưới chảo của hắn muốn một chảo bóp vỡ đầu diệp húc diệp húc đứng thẳng bất động cúi đầu thở dài lẩm bẩm nói đáng tiếc liễu châu võ đạo đệ nhất nhân cứ như vậy mà chết đi không biết sang năm ngày nay còn ai nhớ ngươi nữa không bạch ngọc lâu đi ra cho ta đây là trận chiến đầu tiên ngươi ở trong tay ta hãy dùng máu tươi của võ đạo đệ nhất nhân liễu châu tới tế cho hùng phong của ngươi quần áo hắn bốc lên phần phật sợi tóc bay lên trong đan điền một cỗ tiên thiên cương khí phóng ra thúc giục bạch ngọc lâu xoay tròn bay vút lên cao lao ra thẳng đan điền hướng tới bách hội huyệt phóng tới tu vi đạt tới tiên thiên, hắn có thể thúc giục được Bạch Ngọc Lâu. Phương Trung Sơn đột nhiên cảm giác được một tia khí tức chí mệnh nguy hiểm vô cùng. Ưng chảo của hắn còn chưa hạ xuống, liền thấy một góc của một tòa ngọc lâu hiện ra tên đỉnh đầu của Diệp Húc, chậm rãi chuyển động bay ra. Tình cảnh lúc này quỷ dị vô cùng, dường như tòa ngọc lâu này từ trong óc Diệp Húc chui ra vậy. Tòa ngọc lâu này tuyết trắng trong suốt, vầng sáng màu xanh bay chung quanh thân lâu, mộng ảo rực rỡ, như thể một kiện tác phẩm nghệ thuật đẹp không sao kể xiết nhưng trong ngọc lâu lại phát ra một loại khí tức viễn cổ hoang dã điên cuồng bá đạo vô cùng áp lực của nó khiến cho người ta gần như không thể thở nổi thiên đạo kế thừa diệp thiếu bảo ngươi đã trở thành vu sĩ phương trung sơn sắc mặt biến đổi lạnh lùng nói vu sĩ thì sao hôm nay ngươi phải chết ưng chảo của hắn ngang nhiên hạ xuống còn chưa chạm tới bạch ngọc lâu thì đã bị sóng gợn màu xanh chấn nát bạch ngọc lâu đánh thẳng tới hắn đem vị cường giả võ đạo tu luyện tới cảnh giới cao nhất không kịp phát ra một tiếng kêu rên nào cả thân thể như bị một cỗ lực lượng kỳ lạ đánh dập nát tuôn ra một đoàn xương máu võ đạo đệ nhất cao thủ vậy mà chết diệp húc thấy uy lực của ngọc lầu làm cho hoảng sợ lẩm bẩm nói cửu dương ba thể cũng quá mềm yếu đi bạch ngọc lâu ngay cả mỹ nhân xà cũng có thể chấn áp tới chết phương trung sơn thực lực còn kém xa mỹ nhân xà chết dưới va chạm của bạch ngọc lâu là sự tình tất nhiên chỉ có điều khiến cho hắn không dự đoán được là phương trung sơn chết quá nhanh đi ngay cả một hiệp cũng không thể chống đỡ được, liền bị Bạch Ngọc Lâu đâm cho một cái chết toi. Uy lực của tòa Ngọc Lâu thật sự quá mạnh mẽ rồi, ngay cả võ đạo cường giả cũng không chịu nổi một kích. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể giống như bị thủy triều cuốn đi. Tòa Bạch Ngọc Lâu này giống như đoạt đi cương khí của hắn, trong chớp mắt đã làm cho tu vi của hắn bằng không. Xa xa một bóng người bay nhanh tới, từ xa đã lớn tiếng. Thiếu bảo, không cần phải đi mã trường, Phương Trung Sơn muốn giết chết ngươi nhị tầng thiện thiện vô lượng bạch ngọc lâu thiếu bảo ngươi trở thành vu sĩ diệp húc quay đầu nhìn lại chỉ thấy bát thúc diệp tư chân đang tới nghe thấy hắn nói như vậy trong lòng không khỏi vừa động nhị tầng thiện thiện vô lượng bạch ngọc lâu ngọc lâu của ta không phải chỉ có một tầng sao hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bạch ngọc lâu càng ngày càng nhỏ nó không chui vào từ đỉnh đầu hắn mà theo đường yết hầu rơi xuống dạ dày chui vào đan điền lúc ngọc lâu hạ xuống trong nháy mắt hắn nhìn thấy rõ ràng tòa ngọc lâu kia rõ ràng chia làm hai tầng trong sáng như ngọc diệp húc ngẩn ngơ sau một lúc lâu không nói lên lời hắn nhớ rõ ràng tòa bạch ngọc lâu trong đan điền của mình rõ ràng chỉ có một tầng mà hiện giờ lại biến thêm một tầng biến thành nhị tầng thiện thiện vô lượng bạch ngọc lâu nâng cao một phẩm thiên đạo kế thừa ngọc lâu lấy trắng đen xanh vàng bốn loại màu sắc chi làm bốn loại phẩm da nhỏ số tầng thì đại biểu cho phẩm bậc tầng càng cao phẩm bậc càng cao một tầng bạch ngọc lâu chỉ là thứ phẩm đứng dưới cùng không nghĩ tới nó lại hơn một tầng loại tình huống này hắn chưa từng nghe thấy bao giờ diệp tư chân đã tới bên cạnh hắn phóng mắt nhìn lại chỉ thấy trong sông thanh thủy khắp nơi đều lưu lại dấu vết chiến đấu không khỏi khẽ nhíu mày nói thiếu bảo tay phải của ngươi đã bị chặt đứt chẳng lẽ ngươi gặp được phương trung sơn không ngờ ngươi có thể chạy thoát mệnh trong tay hắn xem ra trong thời gian này tu vi của ngươi quả nhiên tiến bộ thần tốc diệp tư chân liên miên bất tuyệt tiếp tục nói không ngừng tên tiểu tử kia chắc nhìn thấy ta tới đây, cho nên mới bỏ ngươi lại chạy chối chết. Thiếu bảo à, ngươi nợ ta một mệnh. Tuy nhiên nói gì thì nói, cửu dương bá thể của hắn quả thật rất lợi hại, ngay cả ta cũng không có nắm chắc mười phần xử lý hắn. Diệp Húc hồi phục lại tinh thần, không mặn không nhạt nói. Làm phiền bát thúc quan tâm, Phương Trung Sơn đã bị ta giết. Diệp Tư Trân, Diệp Tư Thiên hai người đều là chấp sự nội phủ, phụ trách dạy bảo võ nghệ cho đệ tử Tông Thất. Lúc trước từng rất chiếu cố với hắn, nhưng khi diệp húc xuống dốc hai người đúng là không thèm quan tâm rất đúng với người hai nịnh bợ hơn nữa sau khi lễ săn thú kết thúc chỉ có mã tam bảo cùng hai vu sĩ ngoại môn khác đi tìm kiếm tung tích của diệp húc diệp tư chân cùng các thúc bá khác thì không thèm quan tâm tới an nguy của hắn làm trái tim hắn cảm thấy băng giá vô cùng bởi vậy diệp húc nhìn thấy hắn trong lòng nhiều ít có chút không vui tuy nhiên diệp tư chân đúng thật là tới đây vì hắn diệp húc cũng chỉ có thể đè không vui vào trong lòng phương trung sơn đã chết diệp tư chân đứng ngóc tại chỗ thất thanh nói phương trung sơn chính là võ đạo đệ nhất nhân của liễu châu này thực lực cực mạnh so với bình thường vu sĩ cũng không chút sợ hãi diệp húc nói phương trung sơn chết trong tay hắn làm sao hắn không kinh ngạc cho được diệp húc mỉm cười nói bát thúc còn có chuyện gì sao nếu đúng không có gì như vậy ta đi về trước diệp tư chân như mất hồn mất vía phất phất tay ra hiệu cho hắn rời đi đợi diệp húc đi xa hắn mới phục hồi lại tinh thần không xong, sao lại để tiểu tử này đi rồi? Thiếu Bảo có được nhị tầng thiện thiện vô lượng bạch ngọc lâu phải hỏi rõ ràng mới được. Thôi đi, việc này quan trọng lớn, vẫn là về bẩm báo nội phủ trước rồi nói sau. Diệp Húc đi tới mã trường, xương bả vai của hắn bị Phương Trung Sơn đánh gãy, cánh tay phải gần như phế bỏ, đau đớn tận gõi lòng. Tuy nhiên hắn lại cực kỳ hưng phấn, yên lặng tâm thần, ý niệm tiến vào trong bạch ngọc lâu, chỉ thấy cảnh tượng trong bạch ngọc lâu khác hẳn trước kia lúc này không gian trong bạch ngọc lâu cực kỳ rộng lớn từ phạm vi 10 mẫu biến thành hơn trăm mẫu rồi mà ngọc hoa giao chỉ biến thành một hồ nước nhỏ sóng biết gợn nhẹ mặt hồ tràn ngập sương mù màu trắng đảo nhỏ trong hồ chu ngọc thụ thẳng tắp chống trời làm cho vòm của không gian thủng một lỗ thân thụ cắm vào hư không giống như thanh sắc ngọc trụ kình thiên trên thân thụ ngọc vậy có thể thấy được rõ ràng giống như thân thể của một con thương long vậy về phần tán cây ngọc thụ thì đã biến mất trên vòm trời như thế ngọc thụ rất cao làm cho trời thủng một lỗ tán cây làm cho bạch ngọc lâu nhiều hơn một tầng ngọc lâu tuy rằng nhiều hơn một tầng nhưng hắn không cách nào tiến vào muốn mở ra tầng hai của bạch ngọc lâu trừ phi hắn tu luyện tới tam chân cảnh trong ngọc lâu của những người khác có phải có một gốc cây cổ thụ quái dị như của ta không ngọc lâu của bọn họ có thể trưởng thành không diệp húc đúng là biết rất ít về vu sĩ hận không thể quay đầu bắt diệp tư chân lại đây xem cảnh tượng trong ngọc lâu của hắn thế nào có phải khác trong ngọc lâu của mình không diệp tư chân trở lại nội phủ khẳng định sẽ đem chuyện ta có bạch ngọc lâu truyền ra ngoài lai lịch tòa ngọc lâu này ta không thể giải thích được diệp húc trầm ngâm lai lịch bạch ngọc lâu cổ quái những vũ sĩ khác khi có ngọc lâu cũng là nguyên thần kết nối thiên đạo được thiên đạo ban thưởng kế thừa mà ngọc lâu của hắn lại từ khi sinh ra đã có lai lịch cổ quái rất khó giải thích cho nội phủ thậm chí tòa ngọc lâu này có thể đánh nát được thất tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu mà thiên đạo ban tặng khiến nối phủ nghĩ có người âm thầm đánh lén làm ồn ào cả liễu châu không bằng nói là lần trước ở võ bị các bị đánh lén không hoàn toàn đánh nát được thất tinh hàn ngọc lâu còn lại hai tầng diệp húc thẩm nghĩ giải thích này qua loa nhưng miễn cưỡng có thể lừa gạt qua đột nhiên diệp húc chú ý tới trung tâm đảo nhỏ trên ngọc hoa giao chỉ lơ lửng một mảnh lá cây màu vàng nó nằm sấp phập phồng trong sương mù tản ra hào quang màu vàng trong lòng vừa động lần trước hắn bước vào không gian này mặt trên của phiến lá cây màu vàng này che kín những văn tự kỳ lạ những văn tự này không ngừng gia tăng dường như có một người tàng hình đang viết chữ nên lá cây này vậy mà hiện giờ phiến lá cây đã thành thục rơi ra ngã xuống trên đảo nhỏ hay có thể nói những văn tự viết trên lá cây đã hoàn tất không biết trên phiến lá cây màu vàng này ghi lại vu pháp hay tâm pháp diệp húc ý thức phiêu đãng bay tới đảo nhỏ trong hồ nước. Tay của hắn còn chưa kịp động tới lá vàng, đột nhiên hào quang nở rộ, hướng tới khoảng không phía trước bắn ra một mảnh quầng sáng. Một loạt những văn tự bên trong lá vàng ầm ầm trào ra, rậm rạp, hình thành một thiên kinh văn mấy ngàn chữ trước mắt hắn, màu vàng chói mắt. Đột nhiên, thiên kinh văn kia dường như sống động như thường vậy, vô số văn tự chen chút chui vào trong não hắn. Đồng thời một thanh âm lớn vang lên bên tai, giống như cả triệu người đồng thanh tụng sướng kinh văn, tất cả đồng thanh tuyên truyền giác ngộ sau một lúc lâu những văn tự tiến vào trong đầu hắn những thanh âm vang dội dần dần đình chỉ lá vàng cũng biến thành cho tàn biến mất không thấy những chữ như nòng nọc mà diệp húc không thể nhận biết này thanh âm tụng kinh cũng là ngôn ngữ sớm biến mất từ thời thượng cổ nhưng diệp húc dường như lại hiểu được hàm nghĩ bên trong kinh văn một thiên khẩu quyết chậm rãi lưu chuyển trong đầu hắn tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp cái này tới cùng là vu pháp hay tâm pháp diệp húc nhắm hai mắt lại đem tiểu chu quan sát lại một lần các loại áo nghĩa của kinh văn không nói cũng hiểu dường như hắn đã sớm nghiên cứu qua môn tâm pháp này nghiên cứu thấu triệt lĩnh hội toàn bộ áo nghĩa của tâm pháp này kinh văn trên phiến lá vàng kia là quy tắc chung của tiểu chu bao hàm một môn chu thiên tinh đấu thuật và một môn gọi là tiểu chu thiên tinh đấu trận pháp tiểu chu thiên tinh đấu trận pháp cần một loại là tinh thần nguyên từ khoáng vật diệp húc chưa từng nghe nói qua bao giờ cho nên phải dứt bỏ trận pháp này mà chuyên tâm nghiên cứu chu thiên tinh đấu luyện khí thuật một tâm pháp này thu khí bổ nguyên trộm thiên địa đoạt tạo hóa dẫn đường chu thiên tinh lực bổ sung nguyên khí hình như so với mãng cổ chu cáp đại lực thần thông còn muốn cao minh hơn sau một lúc lâu hắn ói ra một ngụm chọc khí lẩm bẩm nói so với mãng cổ chu cáp đại lực thần thông cao minh hơn điều này có thể sao diệp húc tuy rằng không rõ về vu sĩ lắm hiểu biết cũng không nhiều lắm nhưng cũng biết vụ sĩ khi tu luyện là phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Cái gọi là thiên địa nguyên khí chính là chỉ thuần dương khí phát ra từ những ngôi sao, thái dương. Mãng cổ chu các đại lực thần thông nhìn qua thổ nạp nguyên khí thiên địa thật lớn, các loại tâm pháp khác không thể thắng được. Mà môn chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, hấp thụ nguyên khí càng thêm nhiều hơn. Chẳng những bao gồm thái dương còn có thái âm tinh, thậm chí ngay cả tiểu chu thiên 72 tinh đấu cũng bao gồm trong đó, dùng chu thiên tinh lực để thăng tu vi có thể thấy được Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật, quả thực cao minh hơn mãng cổ Chu Cáp đại lực thần thông không ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Tuy nhiên, mãng cổ Chu Cáp đại lực thần thông là Diệp phủ trấn gia chi bảo, Liễu Châu vô thượng tuyệt học. Diệp gia dựa vào môn tâm pháp này hùng cứ cửu Lê Bách Man Sơn 300 năm. Bởi vậy trong lòng hắn nhiều ít có chút không tin tinh đấu luyện khí thuật sẽ vượt qua đại lực thần thông này. Trong nội phủ Diệp gia, rất nhiều vu sĩ tụ tập đông đủ, ba người cầm quyền lớn nhất của Diệp gia, là Diệp Tư Mẫn, Diệp Tư Chiết, Diệp Tư Nhiên cũng đột nhiên tham gia. Mặt khác trong lớp cao tầng của nội phủ Diệp ra tổng cộng hơn 20 người hiện diện, có thể nói là nhân tài đông đúc. Nhị ca, tên tiểu tạp trùng Diệp Húc kia giết nhi tử Diệp Kiên của ta, tại sao không xử tử nó đi? Quy củ của nội phủ ở đâu vậy? Khuôn mặt Diệp Tư Manh giữ tợn, đứng bật lên, lạnh lùng chất vấn. Diệp Tư Mẫn nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, cười tủm tỉm nói: "Thật thất để yên tâm chớ vội, Diệp Húc giết Diệp Kiên, đó hẳn là trái với quy củ của nội phủ, sẽ bị xử lý và trừng trị thỏa đáng. Hôm nay Vi Huynh triệu tập mọi người tới đây, là muốn tuyên bố với chư vị một điều. Diệp Tư Manh ngồi xuống, hừ lạnh nói. Nhị ca, Diệp Húc trở về nhà đã được 4 năm ngày nay, mà nội phủ vẫn một mực không xử trí nó. Nếu chuyện này, mà đồn ra ngoài chỉ sợ người khác chê cười Diệp ra ta không có quy củ thôi. Diệp Tư Mẫn rừng rưng đáp lại. Phủ chủ liên tục bế quan, ta thì có thể làm được gì? Không lâu sau lễ săn thú, Diệp Tư đạo bèn tuyên bố bế quan. Tới tận bây giờ vẫn chưa thấy lão xuất quan. Ông ta lườm Diệp Tư manh một cái, trong lòng cười khẩy. Diệp Húc vừa mới tiến vào nội phủ vu khố, từ lâu ngươi nhìn nó không thuận mắt, lén sai người thông chi cho Phương gia. Lúc đó xém nữa Diệp Húc đã chết trong tay Phương Trung Sơn, bây giờ ngươi còn ở đó giả mù sao mới đòi xử trí Diệp Húc? Ngươi thật quá coi thường ta. Thật ra hắn cũng không cam tâm buông tha cho Diệp Húc như vậy. Diệp Ly là nô tài của hắn nói trắng trợn hơn thì diệp ly chính là một con chó của hắn diệp húc biết rõ con chó diệp ly là hắn nuôi lại dám đánh chết tên diệp ly cái này người ta gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ vuốt mặt không nể mũi con chó đó bị người ta đánh chết đương nhiên chủ nhân của nó phải đòi lại mặt mũi rồi với lại bây giờ tính trong lớp con cháu thuộc hoàng tộc diệp gia thì nhi từ diệp phong của hắn nếu không có gã diệp húc thì diệp phong sẽ được chọn làm nhân tuyển tốt nhất cho chức vụ phủ chủ sâu so ở trong tâm hắn cũng hy vọng thằng con mình sẽ thể trở thành đương nhiệm phủ chủ đời kế tiếp. Nếu muốn niềm hy vọng Diệp Phong trở thành phủ chủ đời sau trở thành sự thật, điều kiện tiên quyết nhất đó là diệt trừ cái chứng ngại vật Diệp Húc này đi. Diệp Tư Mẫn đảo mắt một vòng, nghiêm mặt nói. Xong, lời thập thất để nói cũng đúng, nhất định phải trừng trị Diệp Húc, nếu không người khác sẽ chê cười Diệp ra ta không có quy củ. Phủ chủ một mực bế quan không ra, chức phủ chủ tạm thời sẽ do ta quản, các vị thử thương thảo xem, rốt cuộc nên xử trí nó như thế nào đây. Diệp Tư Manh cất giọng lạnh lùng. Quy củ của Diệp gia ta, nghiêm cấm thủ túc tương tàn. Diệp Húc chẳng những đả thương Diệp Phong, còn giết Diệp Ly, thậm chí ngay cả con trai Diệp Kiên của ta cũng chết dưới tay nó. Nó quả thực là điên khùng, tội ác tày trời. Y theo gia pháp, nghịch tử như vậy, phải nên xử tử. Diệp Tư Mẫn nhìn về phía hai người Diệp Tư Chiết, Diệp Tư Nhiên, mỉm cười nói. Tứ đệ, thập tam đệ, các ngươi nghĩ sao? Diệp Tư Chiết lắc đầu nói. Nhị ca, Quyền phủ chủ tạm thời do huynh nắm, việc này đương nhiên do huynh quyết định. Diệp Húc giết Diệp Ly, đả thương Diệp Phong, chắc chắn đã xúc phạm Diệp Tư Mẫn, nên Diệp Tư chết không muốn vì Diệp Húc mà đắc tội với ông ta. Huống chi, hắn cũng mới nhận được tin, tên Phương Trung Sơn đã canh me ở chỗ trường ngựa, chỉ chờ Diệp Húc chui đầu vào lưới. Phương Trung Sơn chính là đệ nhất nhân trong giới võ đạo Liễu Châu, hắn cũng không cho rằng Diệp Húc có thể thoát khỏi bàn tay của Phương Trung Sơn. Vì một người chết mà đắc tội với Diệp Tư Mẫn, thật chẳng đáng. Diệp Tư Nhiên cũng có suy nghĩ giống hắn, thở dài nói. Đáng tiếc, tư chất thiếu bỏ thiên hạ hiếm có, nhưng lại làm những việc ngu xuẩn như vậy, thật khiến người ta thất vọng. Diệp Tư Mẫn thấy hai người không phản đối, trong lòng cũng yên tâm hơn. Diệp Tư Chiết, Diệp Tư Nhiên có quyền hành trưởng quản nội phủ, hai người không có dị nghị gì, Diệp Tư Mẫn liền có thể dứt khoát định tội cho Diệp Húc, chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của những người khác. Diệp Tư Mẫn mỉm cười nói, nếu đã như vậy, ta xin tuyên bố, bãi bỏ tư cách gia tộc của diệp húc gạch họ tên ra khỏi gia phả phế bỏ võ công trượng hình cho đến chết ông ta còn chưa kịp nói xong cửa phòng đột nhiên mở ra diệp tư chân với dáng vẻ phong trần mệt mỏi đi vào diệp tư mẫn khẽ nhíu mày có chút không vui trầm giọng hỏi lão bát sao ngươi không hiểu quy củ chút nào vậy diệp tư chân chẳng thèm xin lỗi gào lên phương trung sơn bị thiếu bảo đánh chết rồi trên người nó còn có nhị tinh vô lượng bạch ngọc lâu ta đoán chừng tiểu tử này đã trở thành một tên vu sĩ. Lời vừa nói xong, lập tức một mảnh xôn xao, mọi người đều trâu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận. Diệp Tư Chết đột nhiên đứng dậy, cười ha hả nói. Nhị ca, tiểu đệ cho rằng, chuyện xử trí thiếu bảo cần phải được bàn bạc thêm. Ta nghe nói trong lễ liệp thú, Diệp Kiên khi động thủ với thiếu bảo trước, hắn chủ tâm muốn dồn gã vào chỗ chết, thiếu bảo chỉ là phản kích tự vệ, mới lỡ tay giết Diệp Kiên. Còn nữa, Diệp Ly chỉ là một tên nô tài, một con chó của nhà ta thôi nó chết hay sống thì cũng xong rồi có đáng để cho đệ tử tông thất chúng ta thường mạng cho một con chó không đây là đạo lý gì vậy diệp tư nhiên cũng đứng lên chắp tay nói nhị ca nghĩ lại đi thiếu bảo trở thành vu sĩ chính là đại hỷ sự của diệp gia ta nếu như phủ chủ biết được chuyện này nhất định sẽ rất vui vẻ diệp tư mẫn sắc mặt tái nhợt hai tên này vừa rồi đều cùng một bộ dạng ngầm đồng ý bây giờ gió chiều nào che chiều ấy lời nói gió bay đơn giản là vì nghe được tin diệp húc trở thành vu sĩ tiền đồ vô lượng bởi vậy mới không lý gì đến sĩ diện thậm chí còn mang ra phủ chủ ra dọa ông à ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng hắn lại hừng hực lửa giận hận không thể đem diệp húc ra lột ra rút xương diệp thiếu bảo cái tên chết băm kia hết lần này tới lần khác muốn đối nghịch với ta nhị tinh quang huy vô lượng bạch ngọc lâu nơi đó từng là thiên tài đến tột cùng hay là xuống dốc rồi tại chuồng ngựa diệp gia Tô Kiều Kiều xé gấu váy ra, cẩn thận từng ly từng tí treo trên cổ Diệp Húc, đem cánh tay phải của gã cố định lại, oán giận nói. Thiếu ra, Phương Trung Sơn lợi hại như vậy, đánh không lại hắn thì chạy đi, sao phải liều mạng với hắn nhỉ? Không đánh với hắn một trận, làm sao biết trình độ của ta nông hay sâu chứ? Diệp Húc cười nói. Đơn giản như vậy nè, muốn võ đạo tiến bộ, phải liên tục giao lưu với kẻ khác, nếu cứ cắm đầu vào luyện võ suốt, cả đời cũng không thành được cao thủ đâu. Tô Kiều Kiều thè lưỡi, đôi mắt rảo hoạt chớp chớp, cười nói: "Ta cảm thấy nên luyện nội công trước đã, sau đó đợi khi tu vi thăng tiến, đánh chết hết lũ người xấu, như vậy mới an toàn, nhưng không kém phần uy phong." "Mấy tên vu sĩ ở nội phủ cũng giống như trong ảo tưởng của ngươi vậy, đáng tiếc, bọn họ không có một chút kinh nghiệm giao chiến, dù có một thân tu vi, loại người này, cho dù trở thành vu sĩ, đều là một đám phế vật." Diệp Húc nói đến đây, đột nhiên cười nói: "Kiều Kiều, ngươi có muốn quay về nội phủ không?" có thể trở về nhà mình, đương nhiên là tuyệt rồi. Tô Kiều Kiều có chút bận tâm, nói, thiếu gia à, chỉ sợ nội phủ sẽ để cho chúng ta trở về đâu, thiếu gia đánh chết Diệp Kiên, e rằng bọn họ còn trừng phạt chúng ta. Trừng phạt sao? Kiều Kiều, ngươi cứ yên tâm, nội phủ tuyệt đối không dám xử trí chúng ta đâu. Diệp Húc cười lạnh, bộ mặt thật của nội phủ gã sớm đã hiểu rất rõ, nếu như mình chết trong tay của Phương Trung Sơn, nói không chừng bọn hắn còn có thể truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới đại loại, như cái chết của gã là không rõ nguyên nhân ở trên mộ phần của mình còn thêm số nét chữ lăng nhục nhưng nếu bọn họ biết rõ mình còn sống ngược lại tên phương trung sơn còn bị gã giết chết thậm chí gã còn có được nhị tinh quang huy vô lương bạch ngọc lâu vậy thì căn bản không có bất luận cái gì gọi là trừng phạt cả biết đâu còn có sự ban thưởng nữa cả cái nội phủ diệp ra này như một con buôn chính hiệu nơi mà người đấu kẻ đá âm mưu tính toán với nhau nội phủ sớm đã biến thành một đấu võ trường tranh giành quyền lực và địa vị ai cũng dối trá chỉ là kẻ ba phải chỉ cần ngươi có thực lực mặc xác anh có gây sự to bằng trời đi chăng nữa thì họ cũng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa thành không nếu không có thực lực mọi người sẽ đẩy anh xuống hố chẳng biết ai sẽ sơ ý bỏ đá xuống giếng ai sẽ dẫm đạp anh xuống dưới gót chân họ nếu không có diệp tư đạo vị đệ nhất vu sĩ trong giới ma đạo liễu châu này chống lưng làm cảnh thì diệp phủ sớm đã bị hai đại thế gia khác tại vu hoang tiêu diệt rồi hôm nay diệp húc giết chết tên phương trung sơn cộng với tin tức gã có được hai tầng bạch ngọc lâu, Diệp Húc dám khẳng định, nếu như mình có ý định trở về nội phủ, nội phủ tuyệt đối sẽ vỗ tay hoan nghênh. Đây là hiệu quả của thực lực, nhất là loại gia tộc thế gia lớn tại Vu Hoang này, thực lực đại biểu cho quyền được phát ngôn, cùng với đặc quyền khống chế sinh tử của kẻ khác. Kiều Kiều, chúng ta đi thôi. Lần này trở lại nội phủ, ta sẽ đem ngươi về nhà của chúng ta. Tô Kiều Kiều hơi ngập ngừng nói, "Thiếu gia, thương thế của ngươi còn chưa lành." bị thương một chút có gì đáng chứ, cùng lắm ba bốn ngày sẽ khỏi. Diệp Húc vận cửu chuyển nguyên công, từng mảnh xương vỡ sen lẫn huyết ti bị ép ra ngoài ra trên bả vai, rơi xuống đất. Những thứ này là mảnh xương vỡ từ bả vai của gã, trong đó trộn lẫn huyết nhục, rất khó thanh trừ. Gã tu luyện thân thể tới cảnh giới tiên thiên, cơ thể vô cùng mạnh mẽ, những mảnh xương vỡ đó bị gã dùng lực lượng tiên thiên, ép từ trong cơ thể đi ra. Tiếng dạn nứt từ xương bả vai, cộng thêm cảm giác ngứa ngáy tê tái, nhưng gã vẫn không ngừng dùng cương khí để chữa trị phần xương bị gãy hòa tan máu bầm tu bổ tổn thương chủ chuồng ngựa cho ta hai món vũ khí vừa vặn mang theo tô kiều kiều xoay người đi về phòng cao hứng nói diệp húc không khỏi tò mò gã vừa thu thập hành lý xong đã thấy nha đầu kia xách hai thanh chiến trùy bước ra cặp chiến trùy này to không thể tả toàn bộ đều do thanh đồng tạo thành từng đường hoa văn màu xanh rãi đều ở phía đầu chùy từ xa nhìn lại trông như hai trái dưa hấu ít nhất cũng nặng hơn một trăm cân diệp húc bất đắc dĩ nói kiều kiều chúng ta chỉ đi nội phủ đòi lại căn nhà thôi không phải đi giết người tô kiều kiều vung vẩy cặp dưa hấu đằng đằng sát khí mang theo vũ khí lo trước khỏi họa thiếu gia chúng ta đi thôi hai người đi liền một mạch tới diệp phủ tới đâu cũng gặp phải ánh mắt kỳ dị tới tấp nhìn lên trên người bọn họ trong lòng tô kiều kiều lo lắng không yên thấp giọng nói thiếu gia hay là chúng ta tới chỗ dành cho nô lệ thôi chứ đi đến nhà của lục gia tại nội phủ vậy có phải là quá kiêu ngạo hay không người ta có đuổi chúng ta đi không kiêu ngạo thì sao ta còn muốn hung hăng càn quấy hơn nữa cơ diệp húc đi đến trước viện tử nơi vốn từng thuộc về gã nhấc chân đá bung đại môn ra thản nhiên bước vào tên nào dám liều lĩnh xông vào viện tử của lục gia vậy còn đá bay cửa nhà lục gia thật là to gan chán sống rồi sao bảy tám tên gia nô vừa nghe được động tĩnh lập tức xuất hiện giới đao lăm lăm trong tay bao vây bọn họ lại trong số đó có một lão nô lớn tuổi lạnh lùng quát biết đây là chỗ nào không tô kiều kiều khẩn trương vô cùng gắt gao siết chặt cặp chùy dưa hấu tùy thời chuẩn bị khai chiến sắc mặt diệp húc bình thản coi mấy tên gia nô này như không khí lão nô kia hiển nhiên cũng biết gã ánh mắt lập lòe không dám động thủ diệp húc ngươi tới đây làm gì sau một lúc lâu diệp phong từ trong sân đi ra sắc mặt tái nhợt ác độc nhìn gã mỉa mai nói Nơi này không phải là chỗ dành cho loại người không có thân phận đâu." Diệp Húc Tham Lam nhìn xem cảnh trí quen thuộc bốn phía, mình đã sống ở nơi này 14 năm trời, gã mỉm cười nói, "Lục ca, cảm ơn ngươi thời gian qua giúp ta chăm sóc ngôi nhà của tổ tiên. Bây giờ ta đã về, ngươi có thể lăn ra ngoài rồi." To gan, dám ăn nói với Lục gia kiểu đó à, còn không tự vã vào miệng mình để tạ lỗi sao? Lão nô kia ỷ có Diệp Phong ở bên, dũng khí liền trỗi dậy, nghiêm giọng quát, "Bốp! diệp phong đột nhiên quay người liên tục tát vào mặt hắn cái tên nô bộc giả kia miệng mồm đầy máu đứng im ngây ngốc chẳng biết tại sao mình lại bị ăn đòn như vậy diệp phong sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn diệp húc trong lòng hắn hiểu rõ diệp húc sở dĩ dám tới nơi này tất nhiên phải có chỗ dựa cộng thêm trước đó không lâu truyền đến tin tức về cái chết của diệp ly hắn dám khẳng định võ đạo của diệp húc đã bước vào cảnh giới tiên thiên thậm chí đã trở thành vu sĩ ở diệp phủ nếu anh trở thành một vu sĩ thì sẽ nắm đại quyền sinh sát trong tay thân phận gia nô cũng có thể thoát khỏi nô tịch trói buộc địa vị cuộc sống sẽ ngang với vu sĩ trong nội phủ cái tên nô bộc già này đúng là có mắt không tròng dám bảo diệp húc tự vã vào miệng mình rõ ràng là muốn bị ăn đòn lão thất nếu như câu đó là do ta nói thì ngươi có giết ta không diệp phong liếm liếm môi trầm giọng hỏi diệp húc mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết nói khẽ lục ca ngươi biết kết quả mà diệp phong chứng kiến diễn cảm của gã không khỏi dùng mình hắn dám khẳng định nếu như mình cố ý nói như vậy diệp húc nhất định sẽ động thủ giết người ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu lại nữa là diệp húc nếu như muốn giết hắn chỉ cần một chiêu thôi mặc dù hắn có lão cha cường hãn nhưng diệp tư mẫn lại không có ở đây chúng ta đi diệp phong không dám ở lâu bước nhanh ra ngoài đám gia nô khác cuống quýt cất bước chật vật đuổi theo diệp húc hoành thân chặn trước mặt bọn họ thản nhiên nói lục ca ngươi hẳn là nghe không rõ phải không ta nói ngươi lăn ra chứ không phải đi ra ngươi diệp phong tức giận đến nổi toàn thân run rẩy, nộ hỏa trong mắt phun ra gắt gao nắm chặt quyền đầu một lúc sau hắn đột nhiên cười khanh khách nói được ta lăn lão thất ngươi hãy thật cẩn thận đó đừng để rơi vào tay ta dứt lời quả thật hắn lăn đùng trên mặt đất lăn ra khỏi cửa tô kiều kiều buông cặp chùy dưa hấu xuống lo lắng không yên nói thiếu ra ngài làm như vậy chắc chắn sẽ đắc tội với lão gia diệp tư mẫn tổng quản nội phủ chỉ sợ ông ta không để yên cho người sống yên ổn. Diệp Húc không hề bận tâm, nói: "Ta giết tên Diệp Ly, đã sớm đắc tội với lão. Với loại người này, đắc tội một hoặc hai lần, không có gì khác cả. Chỉ tiếc là tên tiểu tử Diệp Phong này, sau dịp lễ liệp thú lại trưởng thành hơn nhiều, có thể nhẫn nại không ra tay động thủ với ta. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc." Tô Kiều Kiều thè lưỡi, cô biết Diệp Húc mới vừa rồi quả thật đã động sát tâm. Nếu lúc ấy Diệp Phong nhịn không được mà ra tay, vậy diệp húc giết hắn đi quả thực là danh chính ngôn thuận không phải gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào diệp húc lấy linh vị cha mẹ trong hành lý ra đặt lên chính đường đốt mấy nén hương xếp hai cái cái bồ đoàn kéo kiều kiều quỳ xuống bái lạy tô kiều kiều quỳ ở bên cạnh gã tâm tư của cô như con hươu chạy loạn diệp húc là chủ mà nàng là nô lệ quỳ lạy tổ tiên căn bản không có phần nhi nữ như nàng nhưng hôm nay diệp húc mang theo nàng cùng quỳ lại song thân không thể nghi ngờ là coi nàng là người nhà của mình không biết thiếu gia xem ta như muội muội hay là khuôn mặt nàng đỏ bừng trong lòng suy nghĩ vẫn vơ thả hồn theo gió diệp húc tế bái xong thân xong ngoài cửa đã truyền đến một tiếng cười to cởi mở thiếu bảo ngươi quả nhiên đã trở về nội phủ rồi ta nói không sai chứ ngươi là nhân trung chi long không phải rồng ở trong ao mà diệp húc ra ngoài nghênh đón chỉ thấy bát thúc diệp tư chân cười lớn đi tới sau lưng còn dẫn theo hai tên tôi tớ tay bưng vàng bạc tơ lụa diệp tư chân vô cùng ân cần Cười nói, thiếu bảo, ta biết người xưa này vốn thanh bần, nhưng đây là một chút lòng thành của ta. Tô Kiều Kiều kiểm tra lễ vật, líu lưỡi nói, thiếu ra, bát lão ra ra tay thật hào phóng, tặng 5 cuộn tơ lụa thượng phẩm, 200 lượng bạc dòng. Diệp húc lơ đễnh, cười nói, đây chỉ mới chút ít thôi. Kiều Kiều, đợi tí nữa ngươi nhận lễ vật muốn rút gân luôn đấy. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của gã, suốt một ngày sau, liên tục có người đến nhà bái phòng, đều là cao tầng nội phủ Diệp ra. Vu sĩ ngoại môn của Diệp gia cũng tự mình đưa tới trọng lễ, khắp sân đều chất đầy lễ vật. Thậm chí, tổng quản nội phủ Diệp Tư Mẫn cũng phái người đưa tới một phần hậu lễ, đó là bốn ả à nha hoàn có chút tư sắc. Diệp Húc Ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đều nhận hết, còn bốn ả à nha hoàn kia, bị gã Tống Cổ đi hầu hạ Tô Kiều Kiều, cười nói: "Kiều Kiều à, bọn họ hầu hạ ngươi, ngươi lại tới hầu hạ ta?" Tô Kiều Kiều lườm gã một cái, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào diệp húc nhìn đống lễ vật rực rỡ muôn màu trong nội tâm không khỏi dâng trào cảm xúc những thứ vàng bạc châu báu phỉ thúy ngọc thạch này đối với hắn mà nói chỉ là vật ngoài thân chỉ có thực lực mới là thứ căn bản nếu như gã không có thực lực cho dù ra sản bạc triệu phú khả địch quốc thì cũng như hoa trong gương trăng trong nước mà thôi chỉ cần anh có thực lực cường đại dù anh không có một xu dính túi thì người khác sẽ tự động đưa tài vật tới cho anh hiện tại ta còn chưa phải là một vu sĩ chân chính chi bằng mau chóng để thăng tu vi Bầu trời về đêm càng sâu lắng, Diệp Húc chăm chú nhìn lên ánh nến trên bàn, lâm vào trầm tư. Trước mắt, phương hướng tu luyện của gã có hai con đường để chọn, một là tu luyện Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật, lấy toàn bộ cương khí chuyển hóa thành nguyên khí, thôn vệ Chu Thiên Tinh lực trở thành vu sĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai là tiếp tục tu luyện cửu chuyển nguyên công, đột phá tu vi bản thân vượt qua cửa ải của tầng thứ 11, luyện thành cương khí ngoại phóng tiên thiên bá thể, sau đó lần lượt đem cương khí bá thể chuyển hóa thành nguyên khí. Phương pháp thứ nhất có thể khiến gã trở thành một tên vu sĩ ngay lập tức. Hơn nữa, khi Diệp Húc lĩnh ngộ Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật của vùng đất vu hung, cho rằng môn tâm pháp này quả thực là sáng tạo dành riêng cho gã. Nếu kiên trì tu luyện, tương lai thành tựu khẳng định bất khả hạn lượng. Phương pháp thứ hai thì tốc độ tu luyện chậm chạp, nhưng nếu tu luyện thành công, thân thể sẽ vô cùng cường hãn, công thủ toàn diện, tay không tất sắt có ích lợi ngang với vu pháp. Đó cũng là một trong những thủ đoạn bảo mệnh của gã. Tính toán một hồi, Diệp Húc thật sự cảm thấy khó mà vứt bỏ cái nào, đột nhiên gã chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu ta tu luyện hai môn tâm pháp này cùng một lúc, kết quả sẽ như thế nào nhỉ? Trái tim của gã liên tục đập thình thịch, vu sĩ mà đồng thời tu luyện hai loại tâm pháp không phải là không có, chẳng qua chỉ là thiểu số. Đại đa số vu sĩ tu luyện tâm pháp đều do thiên đạo ban tặng trong tòa ngọc tháp, loại tâm pháp này và thân thể phù hợp với nguyên thần của họ nhất, tu luyện sẽ giống như làm chơi ăn thật vậy. Tu luyện tâm pháp khác biệt có hai tác hại đã được công nhận. Một là, bởi vì tâm pháp khác biệt tuy cùng một thân thể, nhưng do nó không phù hợp với nguyên thần, nên khi tu luyện đòi hỏi hao phí đại lượng tinh lực và tốn rất nhiều thời gian, làm nhiều công ít, tiến cảnh tu luyện chậm chạp. Hai là, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Chính vì những hạn chế như vậy, nên đại đa số vu sĩ cả đời chỉ biết tu luyện một môn tâm pháp, chỉ khi nào việc để thăng tu vi trở nên vô vọng, hoặc bị mắc kẹt tại cảnh giới đó rất nhiều năm, thì vị vu sĩ ấy mới chọn tu luyện thêm một tâm pháp khác, mục đích cuối cùng là đột phá cảnh giới. Diệp Húc còn nhớ rõ vào năm ngoái, thất thúc Diệp Tư Nhân chỉ vì ham thăng tiến công lực, tu luyện công pháp khác, kết quả tàu hỏa nhập ma, nguyên khí bị thiêu đốt rối loạn, trong chớp mắt đã đốt ông ta tan thành cho bụi. Nguy cơ của việc tu luyện hai loại tâm pháp, không có gì phải bàn cãi thêm. Diệp Húc suy tính thêm một lúc nữa, trong lòng đã quyết, nếu như hai loại tâm pháp này trái ngược nhau, gã sẽ đình chỉ tu luyện ngay gã bước ra khỏi phòng đi đến sân hoa viên thử thúc dục chu thiên tinh đấu luyện khí thuật bên ngoài tối đen như mực trên trời không một ánh trăng chỉ có những vì sao dày đặc cao thủ tiên thiên võ đạo lại là sơ cấp vu sĩ có thể thu thập tinh hoa của ánh thái dương khi mặt trời lên cao quá ba con sào nguyên khí trí dương trí cương trở nên mãnh liệt như lửa nếu để nó chạy như ngựa lồng khắp người không cẩn thận sẽ gặp phải cảnh dẫn lửa thiêu thân mà chết bởi vậy một ngày bọn họ chỉ có thể tu luyện trong hai canh giờ có rất nhiều hạn chế. Năm ngoái, Diệp Phủ liền có một gã vu sĩ ngoại môn vì tham thăng tiến công lực, đương lúc chính ngọ giữa trưa mà thu thập nguyên khí trí dương trí cương, nhục thân trong chớp mắt bị đốt sạch, đến cả xương cốt cũng không còn một mẩu. Mà Chu Thiên tinh đấu luyện khí thuật lại thu thập tinh lực của Chu Thiên, trong đó kể cả mặt trăng, mặt trời. Đợi khi nguyên khí tụ thành 72 ngôi sao Chu Thiên tinh đấu, âm dương điều hòa, trong 12 canh giờ có thể tu luyện bất kể ngày hay đêm hoàn toàn không cần phải lo lắng việc dẫn lửa thiêu thân nữa, tốc độ vượt xa mấy loại vu pháp phổ thông. Tu luyện Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật đòi hỏi phải khai thông Chu Thiên Tinh lực, mỗi khi khai thông một Chu Thiên Tinh lực, phải dùng một loại đại thủ ấn phù hợp, 72 tiểu Chu Thiên Tinh đấu, cần vận dụng tổng cộng 72 ấn pháp. 72 loại ấn pháp, mỗi một cái đều hết sức dườm già, cực kỳ phức tạp, vô cùng huyền ảo, đây là lần đầu tiên Diệp Húc khai thông Chu Thiên Tinh lực. Nhưng dường như những ấn pháp tại vu hung này được gã sử dụng rất thuần thục, đến nỗi ngay cả chính gã cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Song thủ biến ảo liên tục nên tốc độ ấn pháp dần dần nhanh hơn, mỗi một loại ấn pháp đánh ra, có thể cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ dị từ trong hư không hư ảo, như bị người ta lôi kéo, từ trong không gian mênh mông kéo đến chung quanh gã. Bỗng nhiên, trước người gã chợt lóe lên một điểm sáng giống như đom đóm, chớp sáng lập lòe ở trong không trung, đây chính là chu thiên tinh lực bị gã dùng ấn pháp dẫn dắt, ngưng tụ hình thành nên tinh quang cùng với tốc độ hai tay dần dần nhanh hơn, từng đạo chu thiên tinh lực bị ấn pháp của gã dẫn dắt, từ trên hư không liên tục không ngừng buông xuống, từng khỏa tinh quang lần lượt xuất hiện, năm màu rực rỡ, lung linh nhấp nháy, bằng mắt thường có thể thấy được. Một lúc lâu sau, chu thiên tinh lực càng lúc càng dày đặc. Diệp Húc cảm thấy như trên đỉnh đầu của mình có một cánh cửa lặng yên mở ra, những chu thiên tinh lực màu sắc rực rỡ kia, lập tức rót vào thiên linh bách hội huyệt, qua tử phủ đại não, đi đến hoa trì, rồi quay xuống 12 tầng phế quản đổ vào huyệt hoa cái, lại đến tâm thất ấm nhuận, vượt qua 18 tầng địa phủ ở ruột non, 24 đốt sống lưng, tiến vào tổ cung hoàng đình. Sau đó tinh lực lại phân ra hai đạo, từ hai chân gián tiếp chảy vào huyệt dũng tuyển tại gan bàn chân, kế tiếp nó mới phản hồi về lại đan điền. Những tinh lực này có loại thì trí dương như lửa, loại thì âm nhu băng hàn, có lúc trầm trọng như núi, có khi sắc bén như đao, cũng có khi sinh cơ bừng bừng. Tinh lực hỗn tạp lạ lùng dũng mãnh tràn vào bên trong cơ thể gã, lập tức như dâng lên một cơn bão dậy sóng, cuồng phong bão táp, sóng dữ ùn ùn, lực lượng quá mức cuồng bạo khiến tứ chi bách hải, 720 khiếu huyệt của gã, cùng lúc chấn động, phát ra tiếng nổ lốp bốp không dứt. Sao Chu Thiên tinh lực lại mạnh như vậy? Diệp Húc vừa rên dĩ một câu, trong đan điền lại phình to ra, thân thể gã hệt như một quả bóng da, mà Chu Thiên tinh lực chính là cái quạt máy, nó hướng vào trong quả bóng da mà thổi bạt mạng, giống như muốn nổ chết gã vậy. Chu Thiên tinh lực ẩn giấu lực lượng cường đại, quả thực đáng sợ, thân thể cấp 3, bị cổ lực lượng này chấn động dã rời, dạn nứt. Chu thiên tinh lực quá mức mạnh mẽ, ngoài tầm hiểu biết của gã, ngay cả nhục thân tiên thiên cũng chịu không nổi. Diệp húc vội vàng thúc giục cửu chuyển nguyên công, xương cốt toàn thân gã đều bị chấn động, trong cơ thể như là đốt lên một tràng pháo vậy, tiếng nổ bùm bùm không dứt, bắt đầu chấn áp luyện hóa chu thiên tinh lực. Trải qua một thời gian, đạo chu thiên tinh lực này rốt cục cũng bị cửu chuyển nguyên công luyện hóa, nhưng nó không phải chuyển hóa thành nguyên khí, mà biến thành cương khí, tu vi cương khí của gã, chớp mắt trở nên hùng hậu cực điểm, tu vi để thăng gấp bội, còn hơn cả mấy tháng khổ tu. Chu thiên tinh lực ẩn chứa năng lượng thật sự quá lớn, thực lực của ta gần như để thăng gấp đôi. Trong lòng Diệp Húc vừa mừng vừa sợ, song thủ lại xuất ra ấn pháp thiên biến vạn hóa, dẫn dắt chu thiên tinh lực, vận chuyển cửu chuyển nguyên công luyện hóa, tu vi tiếp tục tăng vọt. Cửa ải để thăng giới hạn cảnh giới tồn tại như một quy luật bất biến, bị cương khí dồi dào trùng kích vỡ vụn, cương khí cuồn cuộn như dòng sông chảy xiết, gột rửa mọi xó xỉnh ngóc ngách thân thể gã. Dẹt, từ lòng bàn tay gã trồi ra một thanh đao cương khí dài ba thước, phát ra tiếng đinh đang trầm muộn, rồi nó chuyển động nhanh như gió xoay khắp người gã. Diễn hóa tiên thiên đao cương, với tu vi như hiện nay mà nói, thật dễ như trở bàn tay. Đột phá đến cảnh giới cương khí ngoại phóng, tu vi của gã liền thăng tiến vùn vụt, cương khí trở nên càng lúc càng cô đặc, bị cửu chuyển nguyên công thúc dục, rót vào từng xó xỉnh ngóc ngách thân thể cương khí trải rộng phân bố khắp thân thể gã thậm chí ngay cả mái tóc cũng giải đầy cương khí mỗi một cọng tóc so với sắt thép còn cứng rắn hơn nếu như lấy ra một cây đao thép chém vào sợi tóc gã bị chặt đứt nhất định là thanh đao thép đây chính là tiên thiên bá thể cảnh giới võ đạo cao nhất nhục thân tiên thiên cương khí hộ thể diệp húc cảm thấy khó có thể tin nổi vào mắt mình vốn dĩ gã định tu luyện tới cảnh giới tiên thiên bá thể ít nhất phải mất thời gian vài tháng không ngờ chưa tới một canh giờ khoảng thời gian cực ngắn, đủ để gã tu thành tiên thiên bá thể. Chu thiên tinh đấu luyện khí thuật quả nhiên cao minh, hoàn toàn vượt xa dự đoán của gã. Môn tâm pháp này tốc độ tu luyện rất nhanh, tốc độ quả thực kinh người. Đột nhiên, trong lòng Diệp Húc xuất hiện linh tính cảnh báo rất rõ ràng, cảm giác có một cổ sát khí âm trầm lén tập kích. Gã vội vã quay đầu nhìn lại, thì thấy một cặp ưng chảo từ trên trời giáng xuống, to như cái đấu, chụp thẳng vào đầu gã. Vu pháp, ưng xà song kích, Diệp Tư Manh, thì ra là ngươi. Diệp Húc không kịp suy nghĩ, nhắc tay đánh lên, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một cái hắc sắc trưởng ấn to lớn từ thủ trưởng phá thể mà ra, mang theo lực lượng hùng hồn nghênh đón ưng chảo. Đạo trưởng ấn này, cương khí vô cùng hùng hậu, thậm chí còn cao hơn liệt diễm đại trưởng ấn của Phương Trung Sơn. Hắc sắc trưởng ấn vừa chạm vào ưng chảo, lập tức trào dâng một cổ khí lãng khổng lồ, trong nháy mắt phá hủy mọi thứ thảo mộc trong hoa viên, ngay cả cái bàn bằng đá xanh ở trên mặt đất cũng bị khí lãng thổi bay, mọi thứ rối loạn dư âm của lần giao thủ vẫn chưa dừng lại nó đâm vào hòn giả sơn giả sơn liền bị chấn động bong ra từng khối rồi đổ sụp xuống đất tiếng răng rắc nghiền nát của trường ấn màu đen cặp ưng chảo kia liền bị bại lui diệp húc đang đứng ở trung tâm sóng khí lấy tiên thiên bá thế cứng rắn chống chọi lại ưng xà song kích nhưng một kích này còn mạnh hơn cả một kích toàn lực của phương trung sơn làm cho thân thể của hắn tê dại đột nhiên giữa không trung buông xuống một đuổi rắn cuồn cuộn nổi lên cuốn lấy hắn ngay sau đó một cái đầu rắn táp xuống, hướng thẳng tới chán của hắn nhanh như thiểm điện. Cương khí bá thể. Phá cho ta. Diệp húc quát lớn, cương khí quanh thân lập tức bùng nổ, khai mở cái đuôi của ưng xả ra. Song trương của hắn rung lên, hai trường ấn thật lớn khép mạnh lại kẹp cái đầu ưng ở bên trong. Một tiếng nổ vang, con ưng không lồ kia không ngờ bị song trường hắn kẹp nát, nguyên khí manh mông tản ra mọi nơi. Xa xa truyền tới một tiếng kêu khẽ, Người nọ ẩn giấu trong bóng tối hiển nhiên không ngờ được Diệp Húc có thể vỗ chết ưng xà, song kích của hắn. Hai người bọn họ chỉ giao thủ trong chớp mắt, thanh thế long trời lở đất, lập tức đánh thức mọi người đang say trong giấc ngủ. Diệp ra nội phủ vu sĩ rất nhiều, cao thủ ùn ùn, lập tức không ít người đứng dậy tuần tra, tiếng người ồn ào. Người ẩn nấp trong tối một kích thất bại, lập tức không chút rằng co, lặng yên ẩn nấp mà đi. Thiếu ra, người vừa rồi là ai vậy? Tiểu kiều kiều nghe thấy được tiếng vang khoác quần áo đi tới, sắc mặt trắng bệch, Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra nói, ta cũng không biết, tuy nhiên hắn sử dụng ưng xà song kích, tiểu kiều kiều sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, chẳng lẽ là Tư Manh lão gia? Diệp Húc sắc mặt cổ quái, lắc đầu, không phải là hắn, hắn nguyên cũng cho rằng Diệp Tư Manh ra tay đánh lén mình, bởi vì Diệp Kiên bị mình giết là con trai của Diệp Tư Manh, Diệp Tư Manh hận hắn tới tận xương, tới đánh lén cũng là trong tình lý, tuy nhiên người vừa rồi a. À, lên một tiếng lại lộ ra dấu vết cũng không phải là khẩu âm của diệp tư manh thanh âm này cực kỳ quen tai diệp húc dường như đã nghe thấy ở nơi nào đó nhưng nhất thời không thể nghĩ ra người muốn giết ta tới cùng là ai đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa dồn dập diệp húc và tiểu kiều kiều mở cửa ra xem chính là diệp tư mẫn dẫn theo vu sĩ nội phủ tiến tới thiếu bảo hiền chất vừa rồi xảy ra chuyện gì ngươi không có bị thương chứ diệp tư mẫn lộ ra vẻ quan tâm thân thiết lo lắng nói rằng phủ chủ bế quan không ra, nội phủ mấy ngày nay loạn thất bát tao cả lên. Ngay cả vu sĩ phụ trách cảnh giới cũng buông lỏng. Thế cho nên có người lòng mang ác ý, không ngờ dám ám sát hiền chất, đây là sai lầm của ta. Đa tại nhị bá quan tâm. Diệp hút liếc hắn một cái thật sâu nói rằng, thích khách kia mặc dù muốn giết ta, nhưng tiểu chất cũng không phải là không có năng lực bảo vệ mình, đã đánh lui được thích khách rồi. Diệp tư mẫn thở ra một ngụm khẩu khí, cười nói, hiền chất không có việc gì, ta đây an tâm rồi tìm kiếm cho ta phải tìm cho ra ai là thích khách diệp ra nội phủ chúng ta không phải hắn muốn đến là đến muốn đi là đi chuyển ra bên ngoài thể diện của diệp ra để ở chỗ nào diệp húc nhìn theo bọn họ rời đi không khỏi nhíu nhíu mày hắn lúc trước hoài nghi diệp tư manh là bởi vì diệp tư manh tu luyện ưng xà song kích mà thích khách kia đánh hắn cũng dùng ưng xà song kích tuy nhiên vu sĩ trong nội phủ diệp ra tu luyện ưng xà song kích cũng không phải chỉ có một mình diệp tư manh diệp tư mẫn hẳn cũng tinh thông vu pháp này Diệp Tư Mẫn thực lực vượt quá xa với ta, nếu hắn mà ra tay, cho dù một chiêu ta cũng không thể tiếp được. Người vừa rồi, hẳn là không phải hắn. Ngoại trừ hai người bọn họ, nội phủ còn ai muốn lấy mạng ta đây? Có thể là vu sĩ ngoại môn hay không? Phụ mệnh đi giết ta. Sau đó vu oan giá họa cho Diệp Tư Manh. Có khả năng này, nếu Diệp Tư Mẫn âm thầm phái người xuống tay với ta, như vậy tất không thể tìm ra được thích khách trong nội phủ này được. Không ngoài sở liệu của hắn, Vu sĩ nội phủ tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm ra được ai ám sát Diệp Húc, hắn phỏng đoán không thể sai được. Sáng sớm hôm sau, Diệp Húc rời khỏi Diệp phủ, hướng tới Bách Man Sơn đi đến. Hắn quyết định dẫn theo thích khách kia ra mặt, chảm thảo trừ căn. Đi qua sông Thanh Thủy, Diệp Húc trong lòng vừa động, rốt cuộc đã phát hiện ra một đạo khí tức như ẩn như hiện ở sau lưng hắn. Quả nhiên đã tới. Diệp Húc chân dẫm lên mang hài, chạy qua mặt sông Thanh Thủy. Mỗi một cước hạ xuống, trên mặt sông hiện lên một đóa hoa sen màu đen, trông rất sống động. Hắn đi qua bờ sông, thẳng tới khu rừng phía chân núi Bách Man Sơn, tới vách đá nơi hắn hay giao thủ với Chu Thế Văn. Không quá lâu, một tu sĩ áo đen rốt cuộc cũng hiện ra bên bờ sông, nhẹ nhàng nhảy lên, vượt qua cự ly hơn 30 mét, rơi vào bờ bên kia thanh thủy. Lập tức hắn cũng yên lặng chui vào trong rừng, hướng tới vách đá. Như thế nào lại không có ai? Vu sĩ áo đen hạ giọng nói. Diệp phó, ngươi có phải tìm ta không? Diệp Húc từ sau thân cây đi ra, ánh mắt chợt lóe, mỉm cười nói. Vu sĩ áo đen trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn Diệp Húc, hắn là một người đàn ông trung niên khuôn mặt chữ điền, dưới con mắt trái có một vết sẹo như con rết, gần như cắt ngang con mắt này của hắn. Hắn tên là Triệu Phó, đời đời là nô tài của Diệp gia. Triệu Phó Thiên Phú võ học cực cao, năm trước đã trở thành võ đạo tiên thiên, trở thành Vu sĩ. Bởi vậy hắn được Diệp gia ban danh họ Diệp, cải danh là Diệp Phó vết sẹo trên mặt hắn là năm đó hắn đắc tội với ngoại môn tổng quản bị tên tổng quản này lưu lại ký hiệu trên mặt diệp phó sau khi trở thành vu sĩ chuyện thứ nhất chính là móc hai mắt vị tổng quản kia xuống đánh thành phế nhân thất ra sao ngài lại ở chỗ này diệp phó nhìn xem bốn phía cũng không có phát hiện ra người nào khác vết sẹo hình con rết trên mặt giống như sung huyết trở nên đỏ bừng vẻ tươi cười trên mặt rất cứng ngắc cười nói ta vốn tính toán tiến vào bách man sơn săn bắn không ngờ lại gặp thất gia ở đây, thật sự rất trùng hợp. Diệp Húc mỉm cười, trong nụ cười của hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phó, ngươi hà tất phải làm ra vẻ. Đối tượng săn bắn của ngươi, không phải là ta sao? Tối hôm qua ngươi thử một lần, tuy nhiên hôm nay, ngươi lại thành con mồi của ta, nhất định phải chết ở chỗ này. Diệp Phó liếm liếm môi, lại nhìn ra chung quanh, vết sẹo hình con rết càng phát ra vẻ đỏ sậm. Hắn nghe răng cười độc ác nói, thất ra có một mình sao? Hắn không người xuống, nửa ngồi sổm, nửa nằm sấp, giống như một yêu thú đang chuẩn bị săn mồi, khí thế dần dần mở ra. Hắn bước tới Diệp Húc, bước chân rơi xuống đất, chấn làm cho mặt đất kịch liệt run rẩy. Thậm chí ngay cả đại thụ chung quanh cũng kịch liệt lay động. Thất ra, người khác không biết chi tiết của ngươi, nhưng ta lại biết rõ ràng. Diệp Phó nhảy dựng lên, thân hình xoay mấy vòng ở giữa không trung, hét lớn một tiếng, bàn tay chụp tới Diệp Húc. Nguyên khí rung động trong tay hắn bắn ra, trong chớp mắt đã hình thành một ưng chảo thật lớn, trên chảo che kín vảy tấn công xuống phía dưới nguyên khí của hắn ngày càng thịnh chỉ nghe thấy tiếng cười vang vang không dứt một cái đuôi rắn thật lớn từ đan điên của hắn chui ra quấn quanh người hắn mấy vòng liền mà đình đầu diệp phó hiện ra một đầu rắn đồng tử dựng thẳng khoái miệng mở rộng lộ ra răng nanh sắc bén ưng xà liệt thiên thức người căn bản không trở thành vu sĩ mà ta cũng là bồi nguyên nhị phẩm người dám đem ta thành con môi sao chết cho ta diệp húc hít một hơi thật dài ánh mắt tập trung vào ưng chảo đang đánh tới. Đột nhiên hắn gầm lên một tiếng, cương khí trong đan điền sao động, hướng thẳng tới cánh tay, một quyền oanh ra. Cương khí trong cơ thể hắn nháy mắt mà hình thành một quyền ấn cực lớn màu đen, ngang nhiên đón nhận ưng chảo. Nguyên khí hóa thành ưng chảo của Diệp Phó không ngờ bị va chạm trực tiếp trên không trung. Diệp húc một quyền lại một quyền oanh ra, quyền ấn màu đen liên tiếp oanh phá tới, va chạm kịch liệt với ưng chảo đối diện, thanh âm bạo vang không dứt trong phút chốc hắn liền đánh ra hơn 10 quyền, đánh nổ nát ưng chảo. Đột nhiên ưng xả quấn quanh người Diệp Phó rung động, đuôi rắn bay lên, hung hăng đánh lên trên người hắn. Diệp Húc lập tức bị tung ra xa vài chục trượng, giống như một cái bao tải nện mạnh vào trên vách đá, lập tức rơi xuống mặt đất, không chút nhúc nhích. Diệp Phó rơi xuống đất, ưng xả khí quay chung quanh thân thể hắn một vòng rồi chui vào trong đan điền. Hắn nghe răng cười độc ác nói rằng, thất ra, ta đã nói rồi, coi ta là con mồi, ngươi chính là muốn chết mà giết ngươi ta có thể trở về phục mệnh được rồi hắn đang muốn xoay người rời khỏi đột nhiên con ngươi chừng to ngơ ngác nhìn phía trước chỉ thấy diệp húc lắc lắc người đứng lên run run tay chân vài cái đây là uy lực của vu pháp sao cũng không có mạnh như trong tưởng tượng của ta diệp húc thử vận hành cửu chuyển huyền công phát hiện ra ngực mình mơ hồ có chút đau không lẽ chính mình đã bị tổn thương vu pháp tuy rằng không có mạnh như trong tưởng tượng của ta nhưng uy lực chính xác là vượt qua tiên thiên võ đạo những người khác cho dù là tiên thiên bá thể nhưng trước mặt vu pháp tuyệt đối chỉ giống như tờ giấy không chịu nổi một kích cũng may ta tu luyện chính là cửu truyền huyền công môn công pháp này trên phương diện phòng ngự đích xác có chỗ độc đáo ngay cả vu pháp cũng không thể đả thương tới ta diệp húc thì thào tự nói ngẩng đầu lên đã thấy diệp phó nhìn mình như nhìn quái vật vậy hắn cười ha hả nói diệp phó ngươi vừa rồi nói phục mệnh với ai làm sao có khả năng diệp phó thất thanh nói ưng xà song kích uy lực thật lớn, đã trúng một kích này cho dù là ta không chết cũng phải trọng thương. Ngươi ngay cả nguyên khí cũng không có tu luyện qua, như thế nào có thể trụ được một kích toàn lực của ta? Ta không tin. Hắn lại ngưng tụ ra ưng xà khí, gào thét phóng tới Diệp Húc, còn chưa tới gần người đã thấy, sau lưng hắn đột nhiên sinh ra hai cái cánh màu vàng chanh, giống như hai cây quạt lớn sau lưng, dọc theo lưng của hắn cắt thẳng tới trước, hung hăng chém lên trên người Diệp Húc. Đây là sát chiêu nổi danh nhất của ưng xà song kích, Nguyên khí hóa thành hai cánh ưng xà, nó có thể thiết kim toái ngọc, thoải mái mở ra hộ thể cương khí của cường giả võ đạo đỉnh phong. Ngay cả Tiên Thiên Bá thể cũng không thể chịu được một kích, dễ dàng cắt làm ba mảnh. Tranh, hai cái cánh màu vàng tranh không hề trở ngại, chém lên người Diệp Húc, toát ra liên tiếp ánh lửa. Diệp Húc tùy ý để ưng xà song kích đánh lên trên người mình, cùng lúc đó, một quyền của hắn đánh thẳng tới mặt của Diệp Phó. Diệp Phó trong miệng răng bay tán loạn bị một quyền này đánh cho thân thể như con rối gỗ, quay cuồng quẳng về phía sau, tới tận hơn 10 mét xa. Diệp Húc giống như gió lốc vọt bay tới, hắn còn chưa kịp đứng lên đã bị một quyền nữa oanh lên mặt. Lúc này đây Diệp Phó bị đánh bay xa hơn, răng hàm gần như vỡ vụn cả. Hắn vừa mới đứng lên, đã thấy Diệp Húc như một con chim lớn hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Trưởng ấn màu đen thật lớn ấn xuống đầu hắn. Diệp Phó giống giận, đầu rắn của ưng xà hung hăng đánh tới Diệp Húc, đánh bay hắn lên không. Tuy rằng Diệp Húc bị đánh lui, nhưng trưởng ấn màu đen lại vững chắc đặt lên đỉnh đầu hắn. 3. Diệp phó đại não nhất thời hỗn độn, lực lượng mạnh mẽ đánh xuống làm cho cả người hắn chui vào trong núi đá, chỉ còn cái đầu lộ ra bên ngoài. Hắn đang định từ trong núi đá chui ra, đột nhiên nghe thấy hư một tiếng, một đạo đao cương kề sát mặt đất xích gào chém tới, trong chớp mắt đã tới dưới cầm hắn. Trên đường bay, đao cương đi qua một khối đá hoa cương, yên lặng vô tức xuyên qua đá hoa cương này, giống như cắt một miếng đậu hủ vậy. Người giết không được ta. Diệp Thiếu bảo, ngươi giết không được ta. Diệp Phó tức giận rít gào, đột nhiên vặn cổ, đao cương hung hăng chém thẳng xuống gáy của hắn, tan thành từng mảnh. Sau gáy của hắn xuất hiện một vết máu, Diệp Húc đao cương tuy rằng sắc bén, nhưng không thể chặt bỏ đầu hắn được. Cổ là nơi mềm mại vô cùng, nếu trực tiếp bị đao cương chém vào cổ họng, hắn cũng không dám cam đoan yết hầu mình có thể bị chặt đứt ra không. Nhưng sau gáy của hắn lại tràn đầy nguyên khí, không có yếu ớt như ở yết hầu. Ta nói rồi, ngươi giết không được. Diệp Phó đột nhiên trừng mắt, vội vàng câm miệng, chỉ thấy ba bốn mươi đạo đao cương kề sát mặt đất bay tới, một đao nối tiếp một đao. Diệp Phó chỉ cảm thấy da đầu run lên, nếu là bị những đao cương này chém lên cổ, cho dù là sau gáy cũng sẽ bị chặt đứt. Đầu hắn đột nhiên trầm xuống, cả người chui vào trong núi đá. Đao cương gào thét bay sát qua đầu hắn, nhất thời từng sợi tóc bị cương khí chấn nát. Da đầu của hắn bị tước mất một khối lớn, chán đầm đìa máu tươi. Diệp Phó hồn vía lên mây, nếu là bị đao cương chém vào trên cổ, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Dầm dầm, núi đá nổ tung, diệp phó tà tà bay lên, sau lưng triển khai hai cánh ưng xà nhấc lên một trận cuồng phong. Thân thể hắn dần dần nâng cao lên, hướng tới xa xa mà chạy. Dũng khí của hắn đã hết, căn bản không dám cùng Diệp Húc giao thủ tiếp. Diệp Húc luyện cửu chuyển huyền công nhất trùng tới đệ tam chuyển. Gần như là quái vật đánh không chết, ngay cả vu pháp cũng không có mảy may làm hắn bị thương, có thể không thèm nhìn công kích của hắn mà công kích của Diệp Húc, hắn cũng không thể không nhìn, nếu không có thể chết bất cứ lúc nào. Hai cánh ưng xà của hắn cũng không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào cỗ khí lưu, khiến cho chính mình lướt đi thời gian ngắn. Dù vậy, cũng hơn xa thanh dực bức vương quyết, hay tuyệt học kinh thân thế tục chi chu thải thủy, một lướt đi được tới 450 mét. Tuy nhiên, hắn vừa mới bay lên, đã gặp Diệp Húc nhảy lên không trung, hai tay cầm một thanh đao cương dài chừng hai trượng, ánh đao màu đen tinh khiết, tràn đầy kinh diễm, một tiếng sét đánh thoáng hiện lên, ưng xà lập tức bị bẻ gãy một cánh. Cái cánh nổ tung làm nguyên khí mênh mông bốn phía. Diệp Phó kinh hãi muốn chết, ngã xuống mặt đất, nghênh đón ánh đao đen xì, chờ mình quay cuồng vây hắn lại ở giữa. Diệp Húc cầm đao cương trong tay, các loại chiêu thức triển khai, kín không kẽ hở, trong chớp mắt đã làm cho Diệp Phó thương tích đầy mình, cả người máu tươi đầm đìa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép đánh vỡ phong tỏa của đao cương nhanh chân chạy như điên, chữa trị ưng cánh rồi lại bay lên. Vu sĩ có thể kiên trì chịu đựng như vậy sao? Diệp Húc ở sau lưng truy đuổi, bước chân hạ xuống, giống như châu điên va chạm, ầm ầm u u, tốc độ không thể nghi ngờ là chậm hơn Diệp Phó nhiều. Ánh mắt của hắn tập trung vào Diệp Phó, trong lòng bất đắc dĩ, nếu là giao thủ với đối tượng võ đạo đỉnh như Phương Trung Sơn, lúc này chỉ sợ đã chết trong tay hắn rồi. Mà vu sĩ này ra dày thịt thô, có nguyên khí hộ thể, chất lượng của nguyên khí còn hơn nhiều cương khí khi kiên trì chịu đựng bị đánh ngay cả đao cương không gì không phá nổi cũng chỉ có thể tạo vết thương nhẹ cho hắn võ đạo đối phó vu sĩ quả nhiên có chút lực bất tòng tâm xem ra ta chỉ có thể tăng tiến tới vu sĩ đem cương khí toàn thân chuyển thành nguyên khí tu luyện vu pháp mới có thể dẹp ngang được vu sĩ cung cấp trong lòng hắn bất đắc dĩ diệp phó trong lòng lúc này lại như có sóng to gió lớn diệp húc theo sát phía sau hắn căn bản không thể thoát khỏi bồi nguyên nhị phẩm và tiên thiên bá thể tuy rằng chỉ kém hai cảnh giới nhưng thực lực cũng cách biệt trời vực. Diệp ra mở phủ 300 năm qua, còn chưa có tiên thiên võ đạo này có thể đánh cho vu sĩ chạy trốn chật vật, như vậy. Diệp Húc xuất hiện, có thể nói là một khác biệt, từ khi tiểu tử này bị phế tu vi tới nay. Làm điên đảo lại kiến thức phổ thông của mọi người. Tuy rằng không thể thoát khỏi, nhưng hắn cũng không thể đuổi kịp ta. Chỉ cần chạy trốn tới Diệp Phủ, ta sẽ không lo nữa. Nhìn thấy sông Thanh Thủy, tinh thần của Diệp Phó rung lên. Hai cánh ưng xà của hắn triển khai, nhảy qua sông, đột nhiên một cỗ khói đen đón tới trước mặt hắn trong chớp mắt biến thành một bộ xương khô màu đen thật lớn xuyên qua thân thể mà đi thân hình diệp phó trong khoảnh khắc rơi xuống đất toàn thân máu thịt không cánh mà bay chỉ còn lại một tấm da người phiêu đãng rơi xuống mặt sông diệp phó vừa chết trong tấm da người đột nhiên dâng lên một tòa nhị tầng thiện thiện vô lượng tử kim lâu tòa tử kim lâu này không có chủ nhân đột nhiên rầm rầm một tiếng hóa thành một đạo linh quang tiêu biến trên không trung biến mất không thấy đâu tử kim lâu vừa mới phân giải rầm rầm từ không trung rơi xuống đồ vật đều là những đồ cất chứa trong ngọc lâu vu sĩ tử vong bảo tháp ngọc lâu được thiên đạo ban tặng cũng sẽ tiêu tan đây là kiến thức phổ thông cảnh tượng này làm cho diệp húc cảm thấy mau cốt tổng thiên vội vàng dừng lại đứng bên bờ sông cao giọng nói tử mẫu quỷ phiên là diệp phan tiền bối sao không sai diệp húc đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền tới khí tức âm u lạnh lẽo hắn vội vàng quay đầu chỉ thấy một lão nhân mi trắng ưng mục không biết hiện ra phía sau hắn từ lúc này tay lão cầm một cái cờ đen đúng là người phụ trách võ bị các hôi ưng diệp phan bộ xương đen mở cái miệng rộng cắn tới một bóng người màu xanh gào thét bay tới bỗng nhiên chui vào trong cờ đen diệp húc nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của bóng người màu xanh giống diệp phó như đúc rất sống động tuy nhiên hình thể lại nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần vu sĩ hồn phách diệp phong dùng mình một cái diệp phan liếm liếm môi khóe miệng lộ ra nụ cười độc ác vu sĩ sinh hồn thật sự là đại bổ tử mẫu bách quỷ phiên của ta thêm một sinh hồn vu sĩ uy lực lại có thể nâng cao rồi diệp húc trong lòng phát lạnh cung kính nói tiền bối vì sao không đi chủ trì võ bị cát sao lại hiện ra ở trong này chủ trì võ bị cát sao diệp phan hử lạnh một tiếng nói lần trước ngươi chắc thí vu sĩ bên trong võ bị cát thất bại hủy toàn bộ võ bị cát diệp tư đạo lão hỗn đản bảo lão phu ta không bảo hộ chu toàn khai trừ ta ra khỏi võ bị các, giao cho người khác quản lý. Diệp ra một năm không có vài người có thể trở thành vu sĩ, võ bị các cũng thanh nhàn, chính là bởi vì tiểu tử ngươi, làm hại lão phu chạy đông chạy tây. Diệp húc trong lòng căng thẳng, thầm nhủ. Lão không phải muốn tìm ta báo thù chứ. Diệp phan lòng lang dạ sói, vì luyện chế một kiện vu bảo liền giết chết 99 đồng nam đồng nữ, rút ra hồn phách. Hiện giờ lão bị mất bát cơm, khẳng định hơn phân nửa tới tìm Diệp Húc là muốn trả thù. Nghĩ tới đây, Diệp Húc không nói hai lời, thúc giục cương khí, Bạch Ngọc Lâu nhị tầng bên trong đan điền ầm ầm chấn động, phá thể mà ra, ông một tiếng thật lớn, trở nên thật lớn vô cùng. Nó giống như một tòa ngọc sơn, hướng tới đỉnh đầu của Diệp Phan mà áp chế. Tuy rằng Diệp Phan là một cường giả trong nội phủ gần với phủ chủ Diệp Tư đạo nhất, nhưng khiến hắn khoanh tay chịu chết là không có thể gì. Nếu Diệp Tư đạo muốn giết chết hắn, Diệp Húc cũng phải liều chết mà vật lộn. Ông, ngọc lâu chấn động từng đạo sóng ngợn màu xanh chụp xuống diệp phan hắn hiện giờ miễn cưỡng biết được một ít công dụng của ngọc lâu lúc trước bạch ngọc lâu chính là dùng loại sóng gợn màu xanh này mà cứng rắn đánh chết mỹ nhân xà diệp phan thực lực quá mạnh mẽ có được vu bảo tử mẫu bách quỷ phiên tu vi ở trong nội phủ cũng gần với diệp tư đạo phủ chủ nhất hơn nữa lão già này lòng lang dạ sói không có nguyên tắc ai cũng dám giết không kiêng nể gì liễu châu vu hoàng thế gia tuy rằng bị gọi là ma đạo tu luyện cũng là tâm pháp ma đạo nhưng lại không làm việc của ma đạo chân chính đi theo ma đạo không chuyện ác nào không làm chỉ có một mình hôi ưng diệp phan bởi vậy hắn vừa tấn công liền xuất ra thủ đoạn mạnh nhất vận dụng uy lực của bạch ngọc lâu thất ra vừa rồi cùng diệp phó giao thủ nếu ngươi sử dụng tòa ngọc lâu này ngay từ đầu diệp phan hẳn là sớm chết rồi diệp phan nhẹ nhàng vung tay lên bạch ngọc lâu phát ra một tiếng nổ bị lão hất văng ra ngoài mấy chục mét trên mặt lão lộ ra một chút tán thưởng âm trầm cười nói. Tuy nhiên ngươi không có quá mức dại dột, biết dùng đòn sát thủ mạnh mẽ nhất để đối phó tới ta. Diệp Húc chỉ cảm thấy một trường này của lão chụp lên trên bạch ngọc lâu, khiến cho tinh thần của mình rung động mạnh. Trong nháy mắt cương khí loạn chạy, rốt cuộc không thể khống chế được ngọc lâu. Tòa bạch ngọc lâu nhanh chóng nhỏ đi, bỗng nhiên đi vào trong đan điền của hắn, trong thời gian ngắn là không thể thúc giục. Diệp Phan lông mỹ trắng khẽ nhúc nhích, gương mặt trở nên đáng sợ, cười ha hả nói, thất gia không cần kinh hoàng, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi sớm đã chết rồi. Diệp Húc kinh nghi bất định, không biết lão có chủ ý gì. Tuy nhiên Diệp Phan nói không sai, nếu Diệp Phan muốn giết hắn, đích xác có rất nhiều cơ hội. Về phần vì sao Diệp Phan luôn có bộ mặt âm trầm thế này, có liên quan tới diện mạo của lão, cũng không phải cố ý cười nhe răng độc ác dọa người. Diệp Phan thở dài nói, Diệp tư đạo lão tiểu tử kia bị thương, sau khi bắt đầu lễ săn thú, liền bế quan chữa thương, trước khi hắn bế quan, lão tiểu tử này tới cầu ta đi bảo vệ ngươi, sau khi ngươi trở thành vu sĩ thì thay hắn phụ trách dạy bảo ngươi. Đó là một việc phiền toái, nhất là dạy bảo cái tên ngu rốt nhà ngươi còn phiền toái hơn nữa. Tuy nhiên ai bảo lão phu đánh không lại hắn, miễn cưỡng phải chấp nhận đi. Diệp Húc nghe thấy như vậy, trong lòng ấm áp, hóa ra phủ chủ Diệp Tư Đạo vẫn không có buông tha kỳ vọng với hắn. Trong lòng hắn đột nhiên giận tím mặt, Diệp Tư Đạo bảo Diệp Phan bảo hộ mình, nhưng Diệp Phan chưa từng tận tâm với trách nhiệm của người bảo vệ. Diệp Ly đuổi giết mình Diệp Phan ở nơi nào? Lang yêu hồ yêu đại khai sát giới thì lúc này lão ở đâu? Còn có Diệp Tư Manh, Diệp phó đám người tập kích vài lần, ba bốn lần suýt toi mạng, Diệp Phan từ từng trợ giúp hắn một lần. Thật ra có phải trách ta không có ra tay cứu ngươi? Diệp Phan dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn nói. Nhiệm vụ của Lão Phu là bảo vệ ngươi không chết, chỉ cần ngươi không chết, Lão Phu xem như làm hết phận sự rồi. Ta nếu như chết, Lão ra tay tất cả đều chậm. Diệp Húc không có tức giận lạnh lùng nói. Diệp Phan cười ngạo nghễ. Có lão phu ở đây, người muốn chết cũng không chết được. Cái gì mà lang yêu hồ yêu, Diệp Tư Manh, Diệp Phó, loại này có tới cả trăm, lão phu chỉ dung tay một cái là diệt sạch. Diệp Húc trong lòng giận dữ, Diệp Phan nói đúng, thực lực lão cao thâm, lang yêu hồ yêu cái loại này nhiều tới giết nhiều, ít thì giết ít, nhưng còn mình thì sao? Lúc ấy chính mình bị đuổi giết vài lần, cũng vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí có khi tâm sinh tuyệt vọng, nghĩ tới mình không thể còn sống đi ra, Diệp Húc có thể sống tới giờ, là dựa vào chính mình liều chết giao tranh, còn có một chút may mắn trong đó, không có nửa điểm quan hệ với Diệp Phan. Bởi vậy trong lòng hắn không có cảm kích, chỉ có phẫn nộ. Thật ra, Diệp Tư đạo lúc trước yêu cầu ta bảo vệ ngươi, thẳng tới khi ngươi trở thành vu sĩ. Hiện giờ ngươi đã tu luyện tới tiên thiên bá thể, có thể trở thành vu sĩ bất cứ lúc nào. Như vậy Lão Phu liền dạy bảo ngươi, một ít thủ đoạn cơ bản của vu sĩ. Diệp Phan nói tới đây liếc hắn một cái, chỉ thấy Diệp Húc lúc này đã tĩnh tâm lại, đem không vui trong lòng vứt bỏ đi hết lặng lặng nghe lão nói, trong lòng tán thưởng không ngừng. Lão vừa rồi nói như vậy, sở dĩ muốn chọc giận Diệp Húc, xem tâm tính của hắn thế nào. Diệp Húc có thể từ trong phẫn nộ tỉnh táo lại, khiêm tốn xin chỉ bảo, chỉ điểm này đã vượt qua đại đa số mọi người. Lão thực muốn cho Diệp Húc phẫn nộ thêm nữa cũng không khó gì, kỳ thực hồ yêu lăng yêu xuất hiện ở hắc hồ lĩnh là, do lão đi tới ưng sầu giản bên cạnh đuổi tới đấy. Diệp Phan có dụng ý muốn gia tăng một ít tôi luyện cho Diệp Húc, thật không ngờ hai tinh quái này giết chết nhiều đệ tử tông thất của Vu Hoang Thế ra như vậy. Nếu việc này bại lộ truyền ra ngoài, khẳng định lão sẽ lọt vào đuổi giết của Tam Đại Vu Hoang Thế gia. Tất cả vu pháp đều là từ nguyên thần thúc dục nguyên khí, tiến hóa ra pháp thuật. Thật ra, người biết nguyên thần từ đâu tới đây không? Diệp Phan gật đầu nói. Đại đa số mọi người đều nói như vậy, nhưng những lời này có đúng có sai mọi người nguyên thần đều là những tồn tại mạnh mẽ tới cực điểm ở man hoang, sau khi chết lưu lại tinh hồn. Truyền thuyết, thời kỳ man hoang, trong thiên địa tồn tại một kiện vu bảo uy lực vô cùng, tên là lục đạo luân hồi, trưởng quản thiên hạ sinh linh luân hồi sinh tử. Sau lại không biết vì cái gì vu bảo này bị đánh nát, từ sau không còn tồn tại lục đạo luân hồi nữa. Những cường giả man hoang này sau khi chết, tinh hồn tan biến, rơi dụng tới trời đất, bất luận sinh linh nào chỉ cần định một mảnh vỡ tinh hồn, trong cơ thể sẽ gặp được nguyên thần mô tả lại bản thể của cường giả man hoang. Nguyên thần này, suy yếu không chịu nổi, chỉ có luyện tới võ đạo tiên thiên, nguyên thần mới đủ hùng mạnh, kết nối thiên đạo, đạt được kế thừa. Sau thế hệ sinh này này, những tinh hồn phân giải rơi dụng tới các nơi trên thế giới, hình thành một tuần hoàn lớn, sinh sôi không ngừng. Bởi vậy mọi người vừa sinh ra là có nguyên thần, đây là khởi nguyên của nguyên thần. Diệp Húc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, ở thời kỳ man hoang không ngờ có loại vu bảo kỳ lạ lục đạo luân hồi này thống trị các loại sinh mạng đưa vào trong luân hồi loại vu bảo này nghe mà giận người kỳ thực lời của diệp phan cũng không tính là bí mật gì mới cả chẳng qua thời đại man hoang đã quá xa xôi rồi rất ít người còn đề cập tới chuyện thời kỳ đó bởi vậy diệp húc vẫn không có nghe qua việc này diệp phủ ngoại trừ diệp tư đạo ra những người khác hết thảy đều là đồ ngu là heo là phế vật những người này ngay cả nguyên thần cũng không hiểu rõ nghĩ tới chỉ cần tu luyện vu pháp liền là vô địch thiên hạ sai lầm rồi hết thảy đều là sai diệp phan cười lạnh nói nguyên thần độ trọng yếu của nó vượt xa qua tưởng tượng của các ngươi đem nguyên thần ký thác ở vu pháp thậm chí là võ đạo uy lực to lớn ngươi không thể tưởng tượng được nếu là ngươi đem nguyên thần ký thác bên trong võ đạo một quyền có thể giết chết diệp phó vừa rồi lúc nãy nếu ngươi ký thác nguyên thần ở bên trong ngọc lâu ta muốn đánh tan nguyên khí của ngươi ít nhất cũng phải sử dụng lực đạo gấp đôi hiện giờ ta truyền thụ cho ngươi loại tâm pháp thực chiến thứ nhất nguyên thần ký thác thuật ta chỉ nói một lần ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì xem ở tư chất cá nhân ngươi diệp húc trong lòng dùng mình hắn từng nhìn thấy nguyên thần ký thác thuật ở trong vu khố môn tâm pháp này có thể đem nguyên thần ký thác vào trong vũ khí uy lực tăng gấp bội hắn đúng là có ấn tượng không sâu với môn tâm pháp này so sánh với tâm pháp cũ hắn nguyên thần ký thác thuật có vẻ đơn điệu cũng không thực dụng lắm còn xa mới lợi hại bằng những tâm pháp khác mà nghe giọng điệu của diệp phan thì môn tâm pháp này cực quan trọng là bài học bắt buộc của vu sĩ diệp phan gắn từng tiếng đem nguyên thần ký thác thuật hoàn chỉnh ngâm nga ra diệp húc nghe thấy thế vội vàng dùng tâm linh lắng nghe hắn cũng không phải ghi nhớ nguyên thuần ký thác thuật toàn bộ mà dụng tâm lý giải ý tứ trong những thiên kinh văn đó chỉ cần biết nguyên lý bên trong nó có nhớ kinh văn hay không đối với hắn mà nói chỉ là râu ria diệp phan đem nguyên thần ký thác thuật ngâm nga xong cũng không giảng giải áo nghĩa của kinh văn trong đó lặng lặng đứng một chỗ, nét mặt già nua âm trầm. Diệp Húc nhăn mặt nhăn mày, cẩn thận suy tư ảo diệu bên trong kinh văn, cố gắng đem loại tâm pháp này hiểu cho rõ, lĩnh ngộ trong lòng. Qua thật lâu sau, hắn từ từ phun ra một ngụm chọc khí. Nguyên thần ký thác thuật là một loại tâm pháp đem nguyên thần ký thác ở trong chân khí, cương khí, nguyên khí, vu bảo, vũ khí cùng với những pháp môn khác, có thể ngự khí không chế vật. Diệp Húc từ khi nhận thức được nguyên thần của mình bên trong võ bị các tới nay, đúng là vẫn chưa hiểu hết được công dụng của nguyên thần sau khi trùng tu võ đạo tiên thiên cũng không phát hiện ra nguyên thần của mình rốt cuộc ở nơi nào hắn hiện giờ mới rõ hóa ra nguyên thần của mọi người đều giấu ở trong mi tâm trong một cái khiếu huyệt tên là tử phủ tử phủ là cung bảo mệnh ấn đường thiên đình và đan điền đối ứng với nhau tạo thành một huyệt khiếu trong đan điền chất chứa chân khí nguyên khí mà mi tâm tử phủ lại dựng dục ra nguyên thần và tinh hồn trong truyền thuyết thiên đình là nơi của thần minh, nguyên thần ở trong thiên đình là đương nhiên. Môn tâm pháp này không thể coi là dườm già, so với cửu chuyển nguyên công và chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, thì quả thực đơn giản hơn nhiều. Ý thức của hắn buông xuống bên trong tử phủ, trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng trống trải. Bên trong tử phủ của hắn có một tòa cung điện vậy, cao nhập trời cao, hạ nhập hoàng tuyền, hình dạng như lâu, không biết có bao nhiêu tầng. Bên trong mệnh cung cũng không có vật gì khác, chỉ có một gốc cây cổ mộc che trời, lơ lửng trung tâm tử phủ cành lá xung xuê vô số những dây leo từ bên trên chậm rãi du động làm cho người ta có một loại cảm giác như mộng như ảo đây là nguyên thần của hắn nguyên thần vu sĩ người ngoài không thể thấy rõ chỉ có thông qua tâm nhãn mà nhìn hay là tu luyện tới cảnh giới trong truyền thuyết ngưng luyện nguyên thần thành giống như thực chất vậy tuy nhiên người có thể tu luyện tới bước này thiên hạ ít có nhân vật như vậy diệp húc cũng không từng nghe thấy quá hắn thử thúc dụng nguyên thần ký thác thuật chỉ thấy cổ thụ chậm rãi chuyển động nó từ tử phủ đi ra càng lúc càng lớn cuối cùng biến thành giống như người hắn vậy dung hợp chặt chẽ với thân thể hắn trong nháy mắt diệp phong cảm thấy thân thể của mình trở nên vô cùng mạch lạc cơ thể cốt cách kinh mạch gân mạch dường như được một lực lượng vô tận nào đó rót vào cương khí của hắn dường như có được sinh mệnh sinh động linh động cương khí phát ra không khí dường như thêm vô số xúc tu thậm chí tạo thành những chấn động nhỏ trong không khí hắn mở to mắt cảm giác dường như được phóng đại vô số lần trước mặt hết thảy sự vật đột nhiên trở nên vô cùng tươi sống rõ ràng có thể nhìn thấy con cá đang bơi dưới những mạch nước ngầm nhánh cây bên người đang hô hấp phun ra dòng khí thậm chí còn những bào tử thật nhỏ trong không khí loại cảm xúc này trước đó chưa từng có chỉ có thể dùng nguyên thần nhìn dùng nguyên thần cảm giác đây là diệu dụng của nguyên thần ký thác mang tới diệp húc đi tới bên sông một trường chụp xuống mặt nước một trường này của hắn chụp xuống cương khí nhảy vào trong nước chỉ thấy mặt nước bị nổ tung từng đạo cột nước ầm ầm không dứt từ dưới chân hắn kéo dài tới bờ bên kia sông thanh thủy giống như có mười mấy cái hỏa dược mai phục trong mặt nước lần lượt bùng nổ trường lực của hắn có thể đánh ra xa hơn 30 mươi mét đúng là không chế cương khí ngày càng thuận buồm xuôi gió diệp húc trong lòng vừa mừng vừa sợ trào ra sự tự tin thầm nghĩ nguyên thần ký thác vào trong cương khí thực lực của ta đích xác được tăng lên gấp bội lúc trước cương khí của ta chỉ có thể làm cho diệp phó bị thương nhợt nhạt hiện tại đủ có thể cắt đầu hắn xuống được rồi Diệp Phan đứng bên người hắn, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nguyên thần ký thác thuật cũng không tính là sâu sắc huyền bí thế nào, nhưng mà muốn nắm giữ được môn tâm pháp này cũng không dễ dàng gì. Lúc trước lão tu luyện tâm pháp này tiêu phí mất gần hai tháng trời, mà Diệp Húc lại dùng không tới một canh giờ. Diệp Phan chậm rãi vuốt cầm, ngạo nghễ nói: "Thất gia tư chất chỉ kém lão phu một tí xíu, tuy nhiên cũng coi như là không tồi rồi." Diệp Húc gật đầu nói. Truy cập haleyji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiền bối tư chất hơn người, thiếu bảo tự nhiên không theo kịp. Diệp Phan mặt không đổi sắc, thần sắc thản nhiên tiếp nhận khen tặng của hắn nói: "Nguyên thần ký thác thuật của ngươi còn cần phải tiếp tục tu luyện, đợi khi ngươi chân chính luyện cương thành nguyên, trở thành bồi nguyên nhất phẩm tu sĩ, ta truyền cho ngươi phù pháp khác. Ngươi trở về đi." Diệp Húc thi lễ, đạp sóng mà đi, sau lưng dường như truyền tới thanh âm như có như không của Diệp Phan tên biến thái hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy lão già kia nhỏ miệng nói cái gì đó không biết mắng gì diệp húc trong lòng thầm nghĩ diệp phan không biết đang mắng ai hình như là luận biến thái ở liễu châu này còn có ai biến thái hơn lão sao không ngờ dùng tinh hồn vu sĩ tế luyện vu bảo sau khi rời khỏi diệp phan lại lâm vào trầm tư lẩm bẩm nói lúc bên cạnh đầm nước hắc học lĩnh ngọc lâu của hắn rõ ràng chỉ có một tầng là nhất tầng úc đan vô lượng bạch ngọc lâu vì sao hôm nay lại biến thành nhị tầng thiện thiện vô lượng bạch ngọc lâu? Chẳng lẽ thất tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu mặc dù bị tổn hại, nhưng cũng có thể trưởng thành? Lão suy nghĩ trăm lần cũng không tìm ra lời giải đáp, loại chuyện này với hiểu biết của lão cũng chưa từng nghe qua. Thất ra, trong võ bị cát, ta kiểm qua thân thể của ngươi, lấy kiến thức của ta mà kết luận ngươi không có khả năng chữa trị. Không nghĩ tới vài ngày sau, ngươi lại có thể đứng lên nhảy đi giết người, còn có thể có được một tòa ngọc lâu có thể trưởng thành xem ra bí mật trên người ngươi cũng không ít đâu trở lại nội phủ diệp ra diệp húc đem nguyên thần ký thác thuật cẩn thận cân nhắc một phen hắn đúng là càng thấu triệt cùng thể ngộ nguyên thần ký thác thuật càng cảm giác được suy nghĩ của tiền nhất quá vi diệu thân thể con người cũng thật kỳ diệu nếu hắn không tiếp xúc với tâm pháp này như thế nào có thể dự đoá được bên trong tử phủ lại có nơi huyền diệu như thế làm sao biết được nguyên thần ở nơi này diệp húc đem nguyên thần ký thác thuật lặp đi lặp lại tu luyện mấy lần phát hiện ra ngày càng thuận buồm xuôi gió lúc này mới buông tha môn tâm pháp này đi tu luyện chu thiên tinh đấu luyện khí thuật cùng cửu chuyển nguyên công nguyên thần ký thác thuật tuy rằng vi diệu nhưng tu vi mới là căn bản của vu sĩ hắn bây giờ còn chưa có trở thành vu sĩ phải càng sớm đem cương khí hóa thành nguyên khí mới xem như tiến vào cánh của vu sĩ hắn đầu tiên vận chuyển chu thiên tinh đấu luyện khí thuật hai tay hóa thành từng đạo pháp ấn tiếp dẫn chu thiên tinh lực lấy tướng tinh lực luyện hóa thành cương khí đan điền lập tức trứng lên tu vi nhanh chóng kéo lên Cùng lúc đó, Diệp Húc bắt đầu vận chuyển cửu chuyển huyền công tâm pháp tầng thứ 4, đem cương khí trong cơ thể chậm rãi chuyển hóa thành nguyên khí. Chỉ cần đem tất cả cương khí chuyển hóa thành nguyên khí, hắn thành công bước vào lĩnh vực vu sĩ, trở thành bồi nguyên nhất phẩm vu sĩ. Chỉ có trở thành vu sĩ, địa vị của hắn ở Diệp gia mới hoàn toàn có thể củng cố xuống dưới. Cho dù là cao tầng nội phủ muốn đối phó với hắn cũng phải suy nghĩ lại. Trong đan điền, cương khí của hắn bắt đầu ngưng tụ, hóa thành nguyên khí màu trắng nhũ, Diệp Húc chăm chú nhìn vào đan điền, chỉ thấy đan điền của hắn lúc này so với trước chẳng khác nào một trời một vực. Trước đây thương minh chân khí trong đan điền của hắn giống như một biển mây, mà lúc này thương minh chân khí đã biến mất vô tung, thay vào đó là nguyên khí vô cùng tinh thuần, mãnh liệt như hỏa, lơ lửng trong đan điền giống như một biển lửa, liệt diễm màu trắng quay cuồng. Tòa nhị tầng bạch ngọc lâu vững vàng chiếm vị trí bên trong biển lửa, tản mát ra phong cách cổ xưa. Ông ngọc lâu rất nhỏ chấn động dường như hoàn cảnh này làm nó cực kỳ vừa lòng đột nhiên diệp húc chú ý tới một hiện tượng nguyên khí trong đan điền mà hắn cực khổ chuyển hóa không ngờ biến ít đi rất nhiều gần như trong vài cái hô hấp liền biến mất không thấy tăm hơi trong lòng hắn hồi hộp không xong rốt cuộc cũng có vấn đề hắn đem non nửa tu vi bản thân chuyển hóa thành nguyên khí không nghĩ tới nguyên khí không ngờ biến mất trong hư không nửa điểm cũng không tồn tại chẳng lẽ chu thiên tinh đấu luyện khí thuật mà cửu chuyển nguyên công thật sự có xung đột không thể đồng thời tu luyện diệp húc chấn định tâm thần lại bắt đầu thúc giục tâm pháp tứ chuyển của cửu chuyển nguyên công cẩn thận quan sát mới phát hiện ra vấn đề nhẹ nhàng thở ra nguyên khí của hắn cũng không biến mất cũng không phải là chu thiên tinh đấu luyện khí thuật với cửu chuyển nguyên công xung đột mà là hắn vận chuyển nguyên công chuyển cương khí thành nguyên khí nguyên công đồng thời cũng rút ra nguyên khí dùng để cải tạo thân thể hắn tốc độ hấp thu nguyên khí của cửu chuyển nguyên công là cực nhanh. Hắn luyện hóa bao nhiêu nguyên khí, nguyên công liền cắn nuốt từng đó nguyên khí, thế cho nên trong đan điền hắn không có nửa điểm nguyên khí. Khuyết điểm của môn công pháp này, rốt cuộc cũng lộ ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể cắn nuốt được bao nhiêu nguyên khí. Diệp Húc cũng chưa từng từ bỏ ý định, tiếp tục đem cương khí chuyển hóa thành nguyên khí. Sau nửa canh giờ qua, tất cả tu vi của hắn chuyển hóa hết thành nguyên khí không ngờ bị cửu chuyển nguyên công hấp thu hết thảy, không giọt dư thừa. Cương khí của hắn cực kỳ hùng hậu, nếu như toàn bộ chuyển hóa thành nguyên khí, ở trong bồi nguyên nhất phẩm vu sĩ cũng được xưng là một nhân vật. Nào ngờ dùng cửu chuyển nguyên công mà nói, điểm ấy nguyên khí nhé vô kẽ răng cũng không đủ. Hiện giờ hắn còn không có đạt tới cảnh giới bồi nguyên nhất phẩm vu sĩ, nhưng không có bất luận tu vi gì. Chỉ luận tu vi, hắn còn không bằng tiểu hài tử vừa mới tu luyện chân khí. Môn tâm pháp này chính là cái động không đáy, hắn trong lòng hoảng sợ nóng nảy hung tợn nói ta cũng không tin lấy tốc độ tu luyện của chu thiên tinh đấu luyện khí thuật còn không làm đầy ngươi diệp húc hai tay ấn trưởng pháp thiên biến vạn hóa dắt từng đạo chu thiên tinh lực trong trời đêm tinh lực bị chu thiên tinh đấu luyện khí thuật kéo nào trong cơ thể trực tiếp chuyển hóa thành nguyên khí chu thiên tinh đấu nhô cao chiếu rọi chẳng phân biệt ngày đêm chu thiên tinh lực cũng bởi vậy là lớn vô biên nó khiến cho tốc độ biến thành nguyên khí cực kỳ kinh người tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh không thể tưởng tượng, vượt xa mọi vu sĩ khác. Nhưng dù vậy, Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật cùng chỉ nhanh hơn, tốc độ cắn nuốt của cửu chuyển nguyên công một chút mà thôi. Điểm ấy nguyên khí, gần như nhỏ bé không đáng kể. Cửu chuyển nguyên công giống như dị thú thao thiết thời thượng cổ vậy, cắn nuốt nguyên khí, có vào không ra. Hắn tu luyện từ sáng tới tối muội, lại từ tối muộn tới sáng, môn tâm pháp này vẫn không có ý tứ ăn đủ. Tuy nhiên, Diệp Húc không phải là không có thu hoạch, đan điền của hắn cuối cùng cũng tích tụ được một chút nguyên khí, đại khái tương đương với một phần trăm của toàn bộ tu vi hắn trước kia. Lấy tốc độ tu luyện thế này, nói cách khác, hắn luyện hóa ba tháng mới có thể khôi phục lại tu vi lúc trước. Diệp Húc cẩn thận tính toán một chút, cho ra cái kết luận khiến người ta tuyệt vọng. Nếu hắn muốn tu luyện tới bồi nguyên nhị phẩm, phải hao phí 10 năm khổ công. Những người khác trở thành vu sĩ, từ chất tốt, một năm tu luyện tới bồi nguyên nhị phẩm, mà hắn lại cầm cả 10 năm. Nếu ta lấy kiều kiều, Mười năm này, chỉ sợ con ta cũng có thể tu luyện võ đạo tiên thiên, trở thành vu sĩ. Kỳ thực hắn cũng không biết, Diệp Phủ mở 300 năm nay, không biết có bao nhiêu người ý muốn tu luyện cửu chuyển nguyên công, đều không có ngoại lệ bị môn tâm pháp này làm cho ngã một cú đau. Bọn họ tu luyện cửu chuyển nguyên công, không chỉ không thể gia tăng tu vi, ngược lại tu vi đột nhiên hạ xuống, thậm chí ngay cả vị tổ tiên mở Diệp gia phủ cũng không ngoại lệ. Diệp Húc tu vi không hạ xuống mà tăng lên, tuy rằng tăng rất nhỏ, nhưng là trường hợp đặc biệt trước nay chưa từng có rồi việc này toàn bộ phải dựa vào tốc độ tu luyện khủng bố của chu thiên tinh đấu luyện khí thuật nếu không có chu thiên tinh đấu luyện khí thuật diệp húc cũng chỉ có thể cả đời làm bồi nguyên nhất phẩm vu sĩ diệp húc có lòng vứt bỏ môn tâm pháp này trong lòng lại có chút không lỡ hắn luyện cửu chuyển nguyên công tới tam chuyển có thể cứng rắn nhận vu pháp của diệp phó ưng xà song kích phải biết rằng diệp phó là bồi nguyên nhị phẩm vu sĩ bồi nguyên nhị phẩm và thiên thiên bá thể là cái hào rộng không thể vượt qua được hắn có thể ở dưới vu pháp của bồi nguyên nhị phẩm mà lông tóc không bị tổn thương, thậm chí đánh cho Diệp Phó chạy chối chết, đây quả là vượt khỏi kiến thức phổ thông của mọi người. Nếu đem cửu chuyển nguyên công nhất trọng tâm pháp luyện thành toàn bộ cửu chuyển, ngưng kết ra kim thân, Diệp Húc thậm chí hoài nghi, mình có thể cứng rắn ngạnh kháng với vu bảo. Tác dụng của môn công pháp này to lớn, khiến hắn không khỏi động tâm. Ta cứ thử tu luyện đã, nếu là cửu chuyển nguyên công thật sự cần 10 năm mới khiến ta bước vào bồi nguyên nhị phẩm, như vậy cho dù môn tâm pháp này có huyền diệu tới mấy cũng phải bỏ qua nó thôi hắn quyết định đem khiếm khuyết của cửu chuyển nguyên công ném ra sau đầu chuyên tâm tu luyện hắn tuy rằng đã trở thành bồi nguyên nhất phẩm vu sĩ nhưng tu vi nguyên khí thực sự thấp kém tới mức đáng thương căn bản không đủ để sử dụng một chiêu vu pháp bởi vậy hắn chỉ có thể tạm hoãn việc đi tìm diệp phan học vu pháp mới diệp húc bế quan tĩnh tu trong lúc đó nội phủ phái người tới hỏi lai lịch ngọc lâu của hắn hắn dùng lý do thất tinh hàn ngọc lâu do thiên đạo ban tặng còn chưa dập nát hoàn toàn sót lại một chút lấy cớ này rồi đuổi đi về phần diệp phó chết như thế nào nội phủ dường như không biết chuyện này thậm chí không biết có người này tồn tại là bình thường ngay cả diệp tư mẫn cũng không hỏi qua hạ lạc của diệp phó việc này cứ như vậy mà không chút giải quyết đây là bởi vì diệp phan đã thả ra tin tức diệp húc có lão bảo hộ nếu không mặc dù diệp húc đã thành vu sĩ đăng ký ở diệp gia cũng khẳng định có không ít phiền toái thực lực của diệp phan gần với phủ chủ diệp tư đạo tính tình quái dị hở một tí liền ra tay giết người thậm chí ngay cả cao thủ thế hệ trước của diệp phủ cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với lão càng đừng nói tới diệp tư mãn hay diệp tư manh diệp húc và tô kiều kiều cùng nhau sống cuộc sống tạm ổn bên người có bốn nha hoàn hầu hạ cũng vui vẻ vô cùng thiếu gia huyền minh chân khí của nô tỷ tu luyện tới tứ trọng rồi tô kiều kiều chắp tay sau lưng sôi nổi vây quanh hắn chạy qua vài vòng hưng phấn vạn phần nói diệp húc gật đầu thân thể Thủy Đức Cộng Công có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đó là chuyện đương nhiên. Nửa tháng qua đi, nha đầu lại vây quanh hắn sôi nổi. Thiếu ra, nô tỳ tới ngũ trọng rồi. Diệp Húc khoái mắt run rẩy, tốc độ này thực sự quá nhanh, nhanh làm người ta phải hết hồn. Đặc thù thể chất, quá may mắn, tu luyện nhanh tới vậy sao? Hiện tại rốt cuộc hắn cũng nghiệm ra cảm giác làm cho người khác khiếp sợ chết lặng. Mà dĩ vãng, hắn làm cho người khác phải như vậy. Lại qua ba bốn ngày, Tô Kiều Kiều đi tới bên cạnh hắn, còn chưa kịp mở miệng diệp húc đã đờ đẫn nói kiều kiều huyền minh chân khí của ngươi đã tới lục trọng không phải thiếu gia bên ngoài có một lão nhân hung hãn nói là thiếu gia phải đi ra ngoài thấy lão diệp húc nhẹ nhàng thở ra nếu tô kiều kiều thật sự có thể trong ba bốn ngày luyện huyền minh chân khí tới lục trọng như vậy hắn thực sự chết lặng rồi lão nhân hung hãn chẳng lẽ là hôi ưng diệp phan diệp húc đi ra khỏi cửa chỉ thấy diệp phan cầm tử mẫu bách quỷ phiên đứng trước cửa mũi ưng ánh mắt hung ác vô cùng thấy thế nào cũng không phải là người tốt khó trách tô kiều kiều nói lão là lão nhân hung hãn diệp phan tiền bối quả thực còn kém một chút thật ra ngươi đã trở thành vu sĩ thật sự rồi đi theo ta diệp phan không nói hai lời lúc này chống đại phiên đi tới sâu bên trong nội phủ diệp húc bước nhanh đuổi kịp nói tiền bối ta mới tu luyện tới bồi nguyên nhất phẩm cảnh giới mà thôi chỉ sợ còn không thể tu luyện vu pháp có thể thư thả mấy ngày được không Diệp Phan dừng bước chân, quay đầu lại nói. Ngươi muốn thư thả mấy ngày? Ba bốn năm. Diệp Húc dò hỏi nói. Nếu ba bốn năm cũng không thể giải quyết được vấn đề khiếm khuyết của cửu chuyển nguyên công, như vậy chỉ có thể phế bỏ môn tâm pháp này thôi. Diệp Phan giận tím mặt, tử mẫu bách quỷ phiên cắm mạnh xuống mặt đất, lập tức thổ địa dưới chân nứt nẻ ra trong phạm vi hơn 10 mét, lớn tiếng nói. Ba bốn năm. Lão Phu có thể sống tới mấy cái ba bốn năm hả? bớt nói sầm đi, lão phu chỉ phụ trách truyền thụ vu pháp cho ngươi, quản đếch gì ngươi học được hay không, ngươi không muốn học cũng được, chờ lúc ngươi muốn học, lão phu không dạy, ngươi chỉ có thể tự mình đi tìm tài liệu, đổi lấy cơ hội tiến vào vu khố đi. Diệp Húc bất đắc dĩ, khó trách lão già này trong Diệp phủ không có nhân duyên gì, lão tính tình như vậy gần cũng còn khó, chỉ sợ người chết cũng không dám tiếp cận lão. Tiền bối, chúng ta đây là phải đi nơi nào? Nội phủ Vu Tu Đường. Diệp Húc trong lòng cả kinh. Nội phủ Vu Tu Đường là nơi vu sĩ nội phủ tu luyện vu pháp và luyện bảo đường nổi danh. Loại địa phương này, người bình thường căn bản không dám tiến vào, chỉ có vu sĩ trung tâm mới có tư cách này. Mặc dù trước tới giờ hắn vẫn là thiên kiêu chi tử của Diệp Gia, nhưng cũng không có tư cách đi vào, thậm chí tới gần cũng không được. Nội phủ Vu Tu Đường tạo lạc tại vị trí trung tâm của Diệp Phủ. Đây là một tòa đại điện khí thế to lớn, ngoài điện có 8 vu sĩ gác cửa, phòng vệ xâm nghiêm. Diệp Húc nhìn lại, một chiếc chim sẻ đang bay trên không đại điện nghĩ muốn hạ xuống nghỉ tạm trong đó một vu sĩ đột nhiên nâng tay lên chụp vào hư không chim sẻ bị trưởng lực của hắn nghiền thành thịt nát lập tức hừng hực bốc lên ngay cả bụi cũng không còn diệp phan đúng là làm như không nhìn thấy vu sĩ này ngẩng đầu ướn ngực xoài bước đi vào vu tu đường diệp húc đi theo sau lão đánh giá chung quanh chỉ thấy vu tu nội đường khắp nơi đều là những bức tượng điêu khắc bằng đồng thau hình người màu xanh xem bộ dạng hẳn là pho tượng của một vu sĩ trên bức tường phía sau lưng của tượng điêu khắc thì viết một loạt tên vu pháp. Diệp Húc một đường nhìn xem, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Ưng xà song kích, kim hủy đại lực thần thông, thanh giao cửu kích, long xà hợp kích, đại diễn thiên kiếm thuật. Tất cả vu pháp trong vu khố chỉ sợ đều ở trong này. Pho tượng làm ra đủ loại thái độ, quái dị vô cùng. Đây là hình thái của ưng xà song kích. Diệp Húc ánh mắt híp lại, chú ý tới một đoàn mây trôi điêu khắc trên đỉnh đầu của pho tượng. Trên mây trôi có một con thanh lân ưng chảo đang đứng, nhìn xuống tòa điêu khắc, phía trên ưng chảo, nhiều ra một nửa thân hình ưng xà. Mặt sau điêu khắc, ưng xà ngày càng đầy đủ, thậm chí có một tòa điêu khắc bộ vị đan điền, dài ra một cái đuôi rắn. Tới một tòa điêu khắc cuối cùng, thì đã tiến hóa tới đầy đủ ưng xà, trông rất sống động, giống như loại ưng xà thượng cổ dị chủng, chân chính dáng lâm vậy. Tuy nhiên ưng xà điêu khắc, một màu xanh trong suốt, lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể, mạch máu, các loại bộ phận đều có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như một thân hình máu thịt bình thường vậy. Trong Vu Tu Đường, đại khái có hơn 10 vị nội phủ cao tầng, ngồi ngay ngắn ở trước một bức tượng điêu khắc. Ánh mắt họ chăm chú nhìn vào pho tượng, một bộ dạng như si mê nghiền ngẫm áo nghĩa của Vu Pháp. Vài vị thúc bá ở trong này cả, còn có ngũ thúc tổ. Diệp Húc nhìn đến một lão già tóc trắng xóa ngồi bên dưới bức tượng điêu khắc, trong lòng cả kinh, lập tức tỉnh ngộ. Vu Tu Đường không phải là truyền thụ Vu Pháp, mà là dạy bảo vu sĩ phải tu luyện vu pháp thế nào. Điều khắc này đại biểu cho quá trình nguyên khí tiến hóa thành vu pháp hắn rất nhanh hiểu được tác dụng của những bức tượng điêu khắc này ứng xà kim hủy thanh giao long những yêu thú dị chủng mạnh mẽ phi thường có hạn dị thường mạnh mẽ người bình thường căn bản không thể nhìn thấy nếu không có gặp qua loại yêu thú này tu luyện vu pháp tương ứng liền không thể biến hóa nguyên khí ra các loại hình thái của yêu thú bởi vậy tu luyện vu pháp chỉ là một cái xác không hồn hoàn toàn không có uy lực diệp gia tuy rằng là vu hoang thế gia lớn nhất liễu châu nhưng dựa vào thế lực diệp gia cũng không thể bắt giữ được những yêu thú này, để cho vu sĩ quan sát hình thái ý vị của chúng. Vu tu đường tạo hình nhiều điêu khắc như vậy, bởi vì muốn người sau tiến vào đây xem điêu khắc, nghĩ ra vu pháp tương ứng. Những điêu khắc này, hẳn là không thể hoàn toàn khắc ra được thần vận của dị trùng yêu thú. Mặc dù mượn có thể mượn những điêu khắc này tu luyện vu pháp, chỉ sợ cũng chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng uy lực chân chính của vu pháp cũng bị suy yếu đi nhiều. Diệp Húc thầm nghĩ, hắn cũng biết tổ tiên Diệp ra sở dĩ làm như vậy, cũng là cử chỉ bất đắc dĩ, chứ không nói tới ưng xà, kim hủy, thanh giao, mấy loại yêu thú khó tìm này. Mặc dù có duyên tìm được, những yêu thú này, Diệp ra xuất động tất cả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, chỉ có kết cục toàn quân bị diệt mà thôi. Diệp Phan đi thẳng vào trung tâm của vu tu đường, đại phiên cắm mạnh xuống đất nhíu mày quát. Lão phu hôm nay ở trong này truyền thụ vu pháp, người không có phận sự tất cả cút hết cho ta. Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh ổ lên, ngay cả Diệp Húc trong lòng cũng có chút lo sợ. Nơi này là vu tu đường trọng yếu nhất của Diệp gia nội phủ, nơi này gần như là trung tâm lực lượng Diệp gia, người nào không phải là cường giả chứ. Những người này, dậm một chân, Liễu Châu Thành phải run lên ba bốn lần, hiện giờ không ngờ bị người kêu cút đi, trong lòng làm sao không giận. Ai dám kiêu ngạo trong này? Diệp Húc nhìn thấy lục thúc Diệp Tư Nghĩa giận tím mặt, đứng lên chửi ầm ầm. Tuy nhiên đợi hắn nhìn tới người lên tiếng là Diệp Phan, lập tức im miệng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài vu tu đường. Những người khác cũng đứng dậy, chạy ra ngoài. Chúng ta ngồi trong này mấy ngày rồi, tu luyện lâu lắm, cũng nên hoạt động gân cốt một chút. Đúng vậy, đúng vậy, nên đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ một chút. Sau một lát, mọi người đi sạch sẽ, chỉ còn lại ngũ thúc tổ Diệp Trí vẫn ngồi yên tại chỗ. Diệp Phan ngươi tuy là ngoại nhân, được chất nhi Diệp Tư Đạo của ta hàng phục làm việc vật ở Diệp gia chúng ta. Một cái thân phận cũng không có, cũng dám bỏ ta đi, Diệp Chí cười lạnh. Diệp Phan nhíu mày, nhe răng cười độc ác nói. Diệp phủ các ngươi, ngoại trừ Diệp tư đạo, những người khác một đám không có triển vọng, ngu như lợn, ngươi cũng giống vậy thôi. Còn không mau cút đi. Khốn khiếp. Dám nói với ta như vậy sao? Diệp Chí giận tím mặt, đang muốn đứng dậy. Diệp Phan nhe răng cười độc ác, tử mẫu bách quỷ phiên tuôn ra khói đen cuồn cuộn. Nó nhô lên cao hóa thành một bàn tay to lởm chởm, phạm bi gần trượng, tạo thành cái lồng úp xuống dưới, túm chặt lấy Diệp Chí làm cho lão dãy dụa thế nào cũng không thể thoát thân được. Một lão cẩu già, nói ngươi là đồ con lợn vẫn là để mắt tới ngươi rồi. Diệp Phan tùy tay ném lão ra khỏi vu tu đường, cười lạnh nói. Nếu không phải nề mặt mũi Diệp tư đạo, lão phu đã sớm giết ngươi, rút ra sinh hồn của ngươi, làm phân bón cho vu bảo của ta. Diệp Chí lửa giận sung thiên, muốn nhảy vào liều mạng cùng Diệp Phan. Nhưng lại nghĩ mình không phải đối thủ, oán hận không ngừng, xoay người rời đi. Diệp Phan liếm liếm môi thấp giọng nói, thật muốn làm thịt lão già này quá. Lão già này tuy rằng vô năng, nhưng tốt xấu cũng tu luyện tới dung nguyên bát phẩm, đưa sinh hồn của hắn đánh nhốt vào tử mẫu bách quỷ phiên của ta, khẳng định có thể khiến uy lực của bảo bối này tăng lên một bậc. Đáng tiếc, làm thịt lão, Diệp Tư Đạo khẳng định liều mạng với ta, ta đánh không lại hắn. Diệp Húc Mao cốt tổng thiên, lão già này quả nhiên giết người thành tính. Ngoại trừ phủ chủ Diệp Tư Đạo, ai cũng không thèm để ở trong mắt. Nếu không có Diệp Tư Đạo còn có thể trấn trụ được lão, chỉ sợ lão đã sớm huyết tẩy liễu châu một lần tuy nhiên diệp phan làm những việc này lại khiến cho diệp húc cảm thấy một trận đã nghiền nếu ta có được thực lực như vậy cũng không phải bá đạo kiêu ngạo như thế sao đây mới sảng khoái đây mới là đại trượng phu diệp phan nhìn về phía diệp húc thản nhiên nói thật ra hiện tại đã yên tĩnh rồi ngươi có thể lựa chọn một môn vu pháp ta dạy bảo ngươi bí quyết của vu pháp diệp húc cúi đầu suy nghĩ hắn chứng kiến vu pháp không nhiều lắm chỉ có hai loại một là ưng xà song kích một loại chính là thanh giao cửu kích mà Mã Tam Bảo sử dụng. Ưng xà song kích đánh trong tay Diệp Tư Manh và Diệp Phó, uy lực không lớn, cẩn thận nhìn pho tượng ở Vu Tu Đường. Lúc này hắn mới hiểu được hai người ưng xà song kích, tu luyện chỉ ở bên ngoài, còn xa mới luyện được cái thần của nó, xa xa mới nói tới chính tông. Nếu ưng xà song kích chính tông, uy lực khẳng định phải lớn hơn mấy lần, thậm chí cả chục lần, lấy nguyên khí tiến hóa thành ưng xà, một kích, thạch phá kinh thiên. Tuy nhiên, cho dù hai người kia có tiến vào vu tu đường nội phủ đi nữa, tập được chính tông ưng xà song kích, chỉ sợ cũng không được gọi là ưng xà song kích chân chính. Vũ tu đường ưng xà song kích là chỉ diệp ra ưng xà song kích, vẫn còn tranh lệch rất lớn với ưng xà song kích chân chính. Muốn đầy đủ học tập môn vu pháp này, nhất định phải tận mắt nhìn thấy yêu thú ưng xà, nghiền ngẫm thói quen tập tính của nó, nắm chắc thần vận của loại yêu thú này. Diệp Húc suy tư thật lâu, rốt cuộc cũng là ra quyết định, ngẩng đầu nói, tiền bối, ta muốn học đại diễn thiên kiếm thuật. Diệp Phan lộ ra vẻ kinh ngạc, khen ngợi nói. Khó trách Diệp Tư đạo tên kia nói ngươi tâm tư trong suốt thấu triệt, tư chất hơn xa người thường, quả nhiên không kém. Ưng xà, long, kim hủy, loại yêu thú này hơn phân nửa đã bị diệt sạch, bởi vậy những vu pháp này căn bản không thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Người lựa chọn đại diễn thiên kiếm thuật quả nhiên là cửu chỉ sáng suốt. Lão dừng một chút, lắc đầu nói. Tuy nhiên đại diễn thiên kiếm thuật uy lực quá yếu, ta không học qua không có biện pháp dạy cho ngươi diệp húc trong lòng có chút thất vọng đành phải lui lại yêu cầu tiếp theo nói vậy mời tiền bối truyền thụ ưng xà xong kích loại vu pháp này cho ta được rồi ta cũng không học qua ngươi tuyển loại khác đi diệp phan thần thái có chút không được tự nhiên không kiên nhẫn nói kim hủy đại lực thần thông thì sao không học qua diệp húc liên tiếp hỏi hơn 10 loại vu pháp diệp phan rốt cuộc không kiên nhẫn thẹn quá thành giận tiểu tử đừng chọn ba chọn bốn lão phu đời này chỉ biết một loại vu pháp, chính là thanh giao cửu kích. Lần trước Diệp Tư đã bỏ ta thay thế hắn truyền cho tiểu tử mã tam bảo vu pháp, lão phu truyền cho hắn cũng là thanh giao cửu kích. Ngươi có muốn học hay không? Nếu nói vô nghĩa nữa, lão phu ngay cả vu pháp này cũng không dạy cho ngươi. Diệp húc sau một lúc lâu không nói gì, nhỏ giọng thầm nói: lão sớm nói lão chỉ biết một loại vu pháp, ta đã không chọn. Diệp Phan trợn mắt cười lạnh nói: loại vu pháp này tham nhiều sẽ mục nát nghĩ muốn giết người thực lực đủ mạnh dùng một loại vu pháp như vậy đủ rồi thực lực không mạnh học nhiều cũng vô dụng trong nhiều vu pháp như vậy chỉ có thanh giao cửu kích mới có tiềm lực nhất ưng xà long kim hủy loại thượng cổ dị chủng này đã tuyệt tích nhưng giao long vẫn còn tồn tại bởi vậy môn vu pháp thanh giao cửu kích này tuyệt đối là vu pháp có giá trị nhất trong hàng chục vu pháp diệp húc gật đầu không ngừng chấp nhận diệp phan nói không sai những thượng cổ dị chủng khác đa số đã bị diệt sạch thế nhưng thế gian này vẫn còn giao long, lựa chọn thanh giao cửu kích đích xác có cơ hội tu luyện môn vu pháp này, tới mức tận cùng. Tiền bối, người tìm được giao long rồi sao? Diệp Phan sắc mặt lập tức trở nên khó coi, giận dữ nói. Tiểu tử thối, hỏi lề mề như vậy làm gì? Người rốt cuộc có học hay không? Học, tất nhiên muốn học. Diệp Húc vội vàng gật đầu, lại không kìm nổi hỏi. Tiền bối, chẳng lẽ ngài cũng không gặp qua giao long? Diệp Phan khóe mắt cơ hồ nhảy loạn, trên mặt thanh khí chập chờn gần như không nhịn nổi mà chụp hắn một cái thành thịt vụn cho rồi loại yêu thú như giao long cũng là thượng cổ dị chủng tuy nói tới nay giao long vẫn còn tồn tại nhưng là cực kỳ hiếm thấy không phải tùy ý mà nhìn thấy được diệp phan năm đó đánh cướp giết người chung quanh cũng không có cơ duyên nhìn thấy loại dị chủng này bởi vậy thanh giao cửu kích của lão tới giờ vẫn không thể tu luyện viên mãn lúc này lão đã quyết định không bao giờ cho tiểu tử này có cơ hội nói chuyện miễn làm cho toàn bộ gốc gác của mình bị vạch trần lập tức nói. Thật ra, thanh giao cửu kích có chín thức lớn. Tham giảo thức, đoạt châu thức, xuất uyên thức, bãi vĩ thức, thôn thiên thức, phi thiên thức, và chạm thức, giảo sát thức và song giao tiễn thức. Muốn tu luyện chín thức này, nhất định phải học được quan tưởng. Muốn quan tưởng, thế nhất phải quan, thứ hai là tưởng. Quan tưởng giao long, trước xem long thân, cốt, thịt, da, vảy, gân, mạch, lưu, huyết, can, phế, tràng, dạ dày. Còn muốn thần vận, tinh, khí, động, tĩnh, hỉ, nhạc, nộ, ái. Làm được tới một bước này, liền có thể dùng nguyên khí hóa thành giao long, học được vu pháp. Diệp Phan đem bí quyết của thanh giao cửu kích giảng dài một lần, lập tức khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt ngưng thần, tế luyện tử mẫu bách quỷ phiên, đặt bên cạnh Diệp Húc, chẳng thèm quan tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không phải lão không muốn chỉ điểm cho Diệp Húc tu luyện thế nào, mà vu pháp phức tạp hơn xa với tâm pháp. Bởi vì mỗi người một ý tưởng khác nhau, lĩnh ngộ khác nhau, đồng dạng một loại vu pháp cũng có thể tu ra hiệu quả khác nhau. Lão áp đặt chỉ điểm, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Diệp Húc ngồi trước tòa điêu khắc thanh giao cửu kích thứ nhất, ánh mắt nhìn chăm chú vào đan điền của pho tượng tìm hiểu long trảo, xem cấu tạo long trảo, cố gắng nắm giữ thần vận trong đó. Thanh giao cửu kích, uy lực của thức thức sau hùng mạnh hơn thứ trước, hung ác hơn nhiều. Tu luyện vu pháp này, cần tĩnh tạo quan tưởng, xây dựng hình ảnh giao long, sau đó biến hóa nguyên khí, phá thể mà ra, khi ra tay giao long vồ giết cường địch, uy lực tăng gấp bội. Song giao tiễn thức thứ 9 kích uy lực còn lớn hơn nữa, nguyên khí hóa thành hai giao long, thân hình kết cấu tạo thành hình dạng như cái kéo to lớn vậy. Vây lưng sắc bén giống như lưỡi dao, cho dù là thân thể sắt thép cũng không thể ngăn cản được, song do lần lượt đan sen mà cắt, chỉ một đao chia hai. Diệp Húc đã quan tưởng lĩnh ngộ vào trong lòng, nhưng hắn càng quan tưởng cảm thấy càng không được tự nhiên. Vu tu đường tượng điêu khắc tuy rằng giống như đúc, trông rất sống động, nhưng có một loại thanh âm không ngừng trong lòng hắn vang lên, nói đây là giả, chân chính giao long không phải là dạng này. Loại cảm giác này không biết từ đâu tới, trong mắt hắn, tượng đồng ngày càng không giống thật. Thần vận không xong, rối tinh rối mù, không giống giao long, ngược lại giống như xà trùng. Diệp Húc trong lòng ngày càng loạn, rốt cuộc cũng không thể quan tưởng xuống được, đứng dậy nói. Tiền bối, ta không thể tu luyện vu pháp này được. Ta thủy chung cảm thấy giao long đồng điêu này là giả, không thể tĩnh tâm quan tưởng được. Diệp Phan mở to mắt cười lạnh nói. Giả, ngươi đã chân chính gặp qua Giao Long rồi sao? Gặp qua Giao Long chân chính. Diệp Húc ngẩn ngơ, trong đầu vang lên ầm ầm. Diệp Phan tiếp tục của trách nói. Đồng điêu này, toàn bộ do tổ tiên mở phủ Diệp ra các ngươi dùng một búa tạc lên, đại biểu cho thành tựu vô đạo của hắn. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được những thần vận trong đồng điêu này, tương lại chưa chắc không có khả năng thành tựu như của hắn. Lời của lão, Diệp Húc toàn bộ không nghe vào trong tai, bên tai chỉ vọng lại một câu giao long chân chính hắn rốt cuộc cũng nhớ ra chính mình sao lại cảm thấy điều khắc của tổ tiên diệp ra lại không đúng hóa ra đích xác hắn đã từng gặp qua giao long góc mái hiên bạch ngọc lâu của hắn có mấy con liền chẳng lẽ khi có ấn tượng ban đầu rồi mới khiến ta cảm giác được giao long đồng điêu của tổ tiên là không giống diệp húc tĩnh tâm lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt ngưng thần ý thức yên lặng tiến vào đan điền tòa bạch ngọc lâu hai tầng vẫn tạo lạc phía trên nguyên khí biển lửa màu trắng chậm rãi chuyển động bốn điều giao long thật nhỏ cái đuôi ôm lấy góc mái hiên móng vuốt khống chế vách của ngọc lâu thân màu vàng đen miệng ngậm ngọc Châu, cái cổ dài hẹp buông xuống sau cổ vây lưng giống như quạt sắt mở ra một đôi long nhãn nhìn chằm chằm về phía trước bốn con dao long này không phải vật sống mà là bốn bức điêu khắc chỉ có điều nó quá mức sinh động thường thường làm cho diệp húc có loại cảm giác chúng nó có sinh mệnh vậy diệp húc chú ý tới thân thể của chúng nó thần thái kiêu ngạo hơi thở tàn bạo khí chất tàn ác trong ánh mắt không mang theo bất luận cảm tình gì coi thường hết thảy sinh mệnh loại lạnh lùng này làm người ta không rét mà run chúng nó không giống thiên long thần bí tao nhã như trong truyền thuyết chúng nó bày ra cho thế nhân một bộ mặt thô bạo mạnh mẽ tuy nhiên diệp húc cảm thấy đây mới chân chính là giao long một loại sinh mệnh kiêu ngoạ cường tráng hung tàn tà ác tượng trưng cho lực lượng Lúc này, hắn rốt cuộc cũng nắm được thần vận của Giao Long. Tu luyện vu pháp cũng không phải là một chuyện đơn giản, phải khổ công vô cùng. Hơn nữa, người tu luyện bản thân phải có ngộ tính cực cao, mới có thể tu thành vu pháp. Diệp ra nội phủ vu sĩ, có người thậm chí ngồi ở nơi này liên tiếp 10 năm, quan tưởng vu pháp, có thể thấy được tu tập vu pháp có khó khăn thế nào. Tiểu tử này phân nửa phải mất 10 ngày, tới nửa tháng mới có thể nghĩ ra được một chiếc móng vuốt của Giao Long, ta cũng không thể bồi tiếp hắn ở trong này. Diệp Phan trong mắt hung quang chợt lóe ra, thầm nghĩ. Diệp tư đạo tên kia cũng đang bế quan, không rảnh để ý tới ta. Không bằng thừa dịp này, chạy tới Lương Châu, giết chết vài tên vu sĩ tế luyện cái tử mẫu bách quỷ phiên của ta. Lão đang định rời đi, đột nhiên dừng bước chân, xoay người nhìn về phía Diệp Húc, lộ ra thần sắc kinh dị vô cùng. Chỉ thấy Diệp Húc vẫn ngồi ngay ngắn bất động như trước, nhưng trên người hắn chuyển ra khí tức làm cho Diệp Phan cảm thấy nguy hiểm khí tức này vô cùng tà ác lộ ra sát khí hung tàn thành tính đồng thời tự cao tự đại coi thường hết thảy sinh mệnh mang theo một tia uy nghiêm bao trùm ở trên tất cả sinh mệnh diệp phan bản thân cũng không phải là người lương thiện gì cũng hung tàn thành tính làm không ít việc ác lúc này đối mặt với khí tức này không ngờ có chút sợ hãi tiểu tử này tu luyện có phải là thanh giao cửu kích hay không vậy so sánh với sát khí của ta còn nặng hơn như thế nào lại có loại khả năng này lão phu giết người so với hắn quen biết người còn muốn nhiều hơn. Diệp Húc trên người truyền tới khí tức ngày càng nặng, qua thật lâu sau, đan điền của hắn rốt cuộc cũng truyền tới một tiếng long ngâm. Một long chảo lớn bằng cái quạt hương bồ từ trong bụng mò ra, tiếp theo là nửa cái đầu dao long cũng từ đan điền chui ra, thiết xỉ đồng nha, có lân có dâu, giữ tận hung ác. Khác với dao long mà những người khác quan tưởng chính là, dao long này không ngờ che kín long lân màu trắng, Hiển nhiên là vì Diệp Húc đã luyện cửu chuyển nguyên công tới nhất trọng tứ chuyển cảnh giới. Nguyên khí hóa thành màu trắng, quan tưởng giao long cũng xảy ra biến hóa khác thường, có vẻ không giống bình thường chút nào. Diệp Phan hoàn toàn dạy ra, Diệp Húc tốc độ quan tưởng giao long cực nhanh, không ngờ vượt qua tưởng tượng của lão, dùng gần nửa canh giờ mà thôi. Không chỉ như thế, nguyên khí hóa thành giao long này, rõ ràng so với giao long lão quan tưởng ra còn hoàn mỹ hơn, càng thêm hung ác. Đồng thời, uy lực khẳng định càng hùng mạnh hơn tuy rằng hiện giờ nguyên khí của diệp húc biến thành giao long uy lực tạm thời kém lão nhưng nếu diệp húc có được tu vi như của lão uy lực của thanh giao cửu kích này phải hơn xa xa của lão thậm chí không chỉ là một bậc nữa rồi nếu sau này trước mặt hắn ta sử dụng thanh giao cửu kích ta chính là tên ngốc diệp phan trong lòng lẩm bẩm nói so sánh với diệp húc giao long lão quan tưởng ra xấu xí như một loại bò sát tầm thường ngại không dám phơi bày ra nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha